Thanh Liên Chi Đỉnh 3416, Thanh Sơn Đại Thừa. Thiên Hồ Sơn, nhất tọa U tỉnh Trang Viên, Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đình bên trong, Bạch Linh Nhi một thân thiếu phụ cách ăn mặc, phần bụng nhô lên, một tên ngũ quan tinh xảo váy trắng nữ đồng tại cách đó không xa chơi đùa. Chờ Ngọc Nhi lớn lên một chút, liền có thể theo phu quân tu tập ngự kiếm thuật. Bạch Linh Nhi vừa cười vừa nói, vẻ mặt từ ái nhìn qua váy trắng nữ đồng. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nói ra, đúng vậy a. À chờ phu nhân sinh này nhất thai chúng ta cùng một chỗ trở về huyền dương giới dẫn bọn hắn nhận tổ quy tông nhất trực lưu tại thiên yêu giới cũng không được việc trở về huyền dương giới ngươi cho rằng còn có cơ hội một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm nam tử vang lên vừa dứt lời cùng phong đột khởi phong vô ảnh xuất hiện tại trang viên trên không phong đạo hữu ngày sau lại tới đây bạch linh nhi nhìn thấy phong vô ảnh thần sắc có chút hoảng hốt hừ bạch tiên tử cũng ta đối với ngươi một khối tình si ngươi chính là đối với ta như vậy. Cùng nhân tộc châu thai ám kết, còn sinh nghiệt chủng, ta không lấy được đồ vật, người khác cũng đừng hòng lấy được. Phong vô ảnh hừ lạnh nhất thanh, sắc mặt lạnh lẽo, pháp quyết vừa bấm, một đạo thanh môn môn gió lốc lăng không hiển hiện, thẳng đến váy trắng nữ đồng mà đi. Một tiếng hét thảm, váy trắng nữ đồng bị màu xanh gió lốc giảo sát, hóa thành huyết vụ đầy trời. Ngọc Nhi Bạch Linh Nhi Bi vẫn đang xem, pháp quyết vừa bấm, nhất cái cự đại hóa cửu vĩ hồ hư ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu. Đúng lúc này, nhất thanh chói tai tiếng kiếm reo vang lên, một cái thanh mông mông Kình Thiên Cự kiếm đối diện chém về phía nàng. Một tiếng hét thảm, cửu vĩ hồ hư ảnh bị Kình Thiên Cự kiếm chém thành hai nửa, tính cả Bạch Linh Nhi cũng bị Kình Thiên Cự kiếm chém thành hai nửa. "Từ khi ta gặp ngươi, ngươi từ không đề cập tới chuyện tu luyện, cả ngày cùng ta triền miên, đây không phải ta biết Linh Nhi, ta nhất nói muốn trở về Huyền Dương giới." Phong Vô Ảnh liền chạy ra khỏi tới, "Ta chưa bao giờ thấy qua hắn, chỉ là nghe ngươi nhắc qua." ta không có đoán sai ngươi là muốn cho ta giết phong vô ảnh tiếp đó lọc vào thiên ưng nhất tộc truy sát vĩnh rơi huyễn cảnh vương thanh sơn chậm rãi nói một đoàn hắc khí từ bạch linh nhi thể nội bay ra truyền ra một đạo âm lãnh thanh âm lại bị ngươi khám phá thì tính sao kiếm thuật của ngươi cao minh đến đâu cũng giết không được ta ngươi chỉ là một đạo phân hồn hình chiếu thụ giao diện chi lực ngươi không phát huy ra bản thể bao nhiêu thực lực dùng nhiều một chút thời gian luôn có thể giết ngươi vương thanh sơn cười lạnh nói tế ra nhất mặt càng lôi kính rót vào pháp lực, mặt kính sáng rõ, phun ra một đạo thô to kim sắc thiểm điện thẳng đến hắc khí mà đi. Hắc khí còn chưa kịp tránh đi, nhất thanh vang vọng đất trời nam tử tiếng hét lớn vang lên, hắc khí bị kim sắc thiểm điện đánh trúng, truyền xuất hết thảm một tiếng. Vương Thanh Sơn tay áo lắc một cái, chính chui thanh ly kiếm bắn ra, hóa thành đầy trời phi kiếm, chui vào trong hắc khí không thấy. Tự chúc bản lãnh này cũng nghĩ giết ta. Nằm mơ đi thôi. Một đạo đắc ý thanh âm nam tử vang lên, ngoài trăm dặm hư không hiện lên suốt một đoàn hắc khí vậy nhưng chưa chắc. Vương Thanh Sơn há mồm phun ra một đạo thanh quang, hóa thành một đầu màu xanh hỏa điểu, chính là thanh liên nghiệp hỏa, phổ thông thất giai linh diễm nghĩ muốn trọng thương vực ngoại thiên ma cũng không dễ dàng, thanh liên nghiệp hỏa có thế không là bình thường thất giai linh diễm. Màu xanh hỏa điểu cánh nhẹ nhàng một cái, từ nguyên địa biến mất không thấy. Hắc khí đang muốn tránh đi, Vương Thanh Sơn hét lớn một tiếng, một đoàn màu xanh hỏa quang tại hắc khí phụ cận sáng lên, hiện ra màu xanh hỏa điểu thân ảnh, màu xanh hỏa điểu đâm vào hắc khí trên thân truyền ra hét thảm một tiếng ầm ầm tiếng vang một đoàn to lớn màu xanh hỏa diễm ở trên không sáng lên vương thanh sơn kiếm quyết vừa bấm chính chui thanh ly kiếm hợp làm một thể hóa thành một cái thanh mông mông kình thiên cự kiếm nhất cái lấp lóe chui vào màu xanh trong ngọn lửa truyền ra hết thảm một tiếng trước mắt hoàn cảnh nhất biến vương thanh sơn xuất hiện tại trong một cái sơn động một trận kinh lôi thanh truyền vào bên tai vương thanh sơn nhẹ thở ra một ngụm trọc khí lấy ra nhất mặt hoàng sắc trận bàn đánh vào một đạo pháp quyết mặt đất tuôn ra vô số hoàng sắc sương mù che mất toàn bộ sơn cốc. Một đoàn to lớn lôi vân xuất hiện ở trên không, sấm sét vang dội, lôi vân kịch liệt lăn lộn, chậm rãi chia làm tám đám lớn nhỏ nhất trí lôi vân. Bác cửu lôi kiếp, thanh bào lão giả cùng kim bào lão giả vẽ mặt chấn kinh, hiển nhiên có nhân đang trùng kích đại thừa kỳ, bọn hắn còn tưởng rằng là dị bảo xuất thế, này nếu như chờ đối phương tiến vào đại thừa kỳ, bọn hắn tự có phiền toái, tan thung viên, con hai người bên ngoài thân linh quan đại phóng, hóa thành hai cái hình thể to lớn chim én, hai đạo thô to kim sắc lôi trụ từ trên trời giáng xuống, bổ hướng bọn chúng, đồng thời mặt đất bắn ra hai đạo hoàng quang, thẳng đến bọn chúng mà đi. Hai cái chim én cắt phun ra một đạo thanh quang, chặn hoàng quang, bất quá bọn chúng bị kim sắc lôi trụ bổ chúng, truyền ra một trận thảm thiết tiếng kêu. Nói để các ngươi trung thực lưu tại nơi này, đem ta lời nói vào tai này ra tai kia, vậy liền đưa các ngươi lên đường. Vương lôi ngữ khí băng lãnh, pháp quyết vừa bấm, nhất cái cự đại hóa kỳ lân hư ảnh xuất hiện ở trên không, không trung sấm sét vang dội, trên vạn đạo thô to kim sắc thiểm điện vạch phá thương khung, bổ về phía hai cái chim én vương lôi cự ly vương thanh sơn có mấy vạn dặm xa sẽ không ảnh hưởng vương thanh sơn độ kiếp lôi vân kịch liệt lăn lộn một đạo đạo lôi kiếp đánh xuống thiên địa phản phất biến thành màu trắng bạc tiếng oanh minh không ngừng hơn một canh giờ phía sau lôi vân còn có mấy chục trượng lớn nhỏ kịch liệt lăn lộn phía sau hiện lên suốt tám loại nhan sắc khác nhau hồ quan điện lúc này vương lôi đã giải quyết hai tên hợp thể tu sĩ bát sắc thần lôi vương lôi sắc mặt siết chặt lục đạo bát sắc thần lôi cũng không biết Vương Thanh Sơn có thể hay không kháng qua được. Vương Thanh Sơn đứng tại nhất cái khói đen bốc lên hố to bên trong, nhất mặt linh quang ảm đạm màu xanh tấm trắng phiêu phù ở thân trước, màu xanh tấm trắng bên ngoài có nhiều đạo nhỏ bé vết rách, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy hoại bộ dáng. Vương Thanh Sơn mặt trên người một cái thanh quang lấp lóe chiến giáp, chiến giáp bên ngoài có nhất cái màu xanh ô quy đồ án, huyền quy hóa linh phù, thất giai phòng ngự phù triển vương lôi hao phí trọng kim từ đại phường thị mua sắm, phòng ngự hiệu quả rất không tệ. Nhất thanh tiếng sấm đổ vang lên. Một đạo thô to bát sắc thiểm điện đánh xuống, thẳng đến Vương Thanh Sơn mà tới. Vương Thanh Sơn pháp quyết vừa bấm, màu xanh tấm trắng nhanh đón tiếp lấy. Bát sắc thiểm điện đánh vào màu xanh tấm trắng trên, trong nháy mắt nổ bể ra đến, chướng mắt bát sắc lôi quang bao phủ lại Vương Thanh Sơn thân ảnh. Rất nhanh, đạo thứ hai bát sắc thiểm điện đánh xuống, sát theo đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư đương đạo thứ năm bát sắc thiểm điện đánh xuống thời điểm, bát sắc lôi vân kịch liệt lăn lộn, hóa thành một đầu hình thể to lớn bát sắc lôi hổ từ trên cao đáp xuống một đạo thanh mông môn kình thiên kiếm quang từ lôi quang bên trong bay ra, đem bát sắc lôi hổ chém thành hai nửa. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một đoàn to lớn bát sắc lôi quang xuất hiện ở trên không, vô cùng dễ thấy, một lát sau, một đạo màu xanh trường hồng từ lôi quang bên trong bay ra, nhất cái lấp lóe lạc trước mặt vương lôi, chính là vương thanh sơn. Vương thanh sơn trên thân tản mát ra như hãng hải bao la khí tức, sắc mặt tái nhợt, mặt mày xám xịt. Hắn thuận lợi tiến vào đại thừa kỳ, May mắn mà có Bạch Linh Nhi nắm Hồ Mị Nhi đưa cho hắn hai kiện phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo, bằng không thì hắn không có dễ dàng như vậy vượt qua bác cửu lôi kiếp. Chúc mừng chủ nhân tiến giai đại thừa. Vương Lôi cảm nhận được Vương Thanh Sơn tản ra cường đại linh áp, vui vô cùng, vội vàng nói chút. Vất vả các ngươi, tại đây không nên ở lâu, rời khỏi nơi này trước đi. Vương Thanh Sơn thu hồi thạch nhân, mang theo Vương Lôi rời đi nơi đây. Hắn muốn tìm địa phương bế quan tìm tu một đoạn thời gian, lại đi tìm Bạch Linh Nhi, huyền dương giới, huyền linh đại lục vạn diễm sơn mạch tinh hỏa tộc tổ địa một gian mật thất diễm trân xếp bằng ở một tấm hồng sắc trên bồ đoàn hai mắt nhắm nghiền bên ngoài thân hiện lên lúc thì đỏ sắc hào quang một tấm truyền âm phù bay tiến đến hạ xuống ở trước mặt của hắn diễm trân mở hai mắt ra nhướng mày hắn một phát bắt được truyền âm phù bóp mà nát một đạo cung kính nữ tử thanh âm vang lên lão tổ tông một vị tiền bối tới chơi hắn tự xưng tới tự Quảng vân giới kim si tộc nói là ngài bạn cũ Kim si tộc. Diễm Trân nhướng mày, mặt lộ suy nghĩ hình dáng. Hắn lấy ra một mặt hồng quan thiểm thức truyền tin bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, hỏi, hắn nói chính mình kêu cái gì? Hiện tại chỗ nào? Hắn trước kia đi ra ngoài du lịch, xác thực nhận biết Kim si tộc đại thừa. Kim si tộc tại Quảng Vân giới thế lực không nhỏ, cao thủ như mây, đại thừa tu sĩ không ít hơn năm vị, có trở thành đại tộc tiềm lực. Kêu Kim lỗi, hắn nói năm đó tu vi tương đối thấp, lão tổ tông chưa hẳn nhớ kỹ hắn, bất quá khẳng định nhớ kỹ hắn thúc tổ phụ Kim Hồng. Hắn mang lấy hơn 10 tên hợp thể tu sĩ, ngay tại vạn diễm sơn mạch bên ngoài, Tôn Nhi không dám thả hắn tiến đến. Một đạo êm tai nữ tử thanh âm vang lên. Kim Hồng. Nguyên lai là Kim Đạo hữu hậu nhân. Diễm Trân giật mình đại ngộ, rời khỏi chỗ ở vạn diễm sơn mạch bên ngoài, một chiếc kim quan thiểm thức phi chu phiêu phù ở trên bầu trời, linh khí kinh người, rõ ràng là trung phẩm thông thiên linh bảo. Hơn 10 tên tu sĩ đứng ở phía trên, cầm đầu là một tên lưng hùng vai gấu hoàng sam đại hán hoàng sam đại hán trên đầu có một cái kim sắc độc giác khóe mắt có một ít kim sắc linh văn thân bên trên tán phát ra hãng hải bao la khí tức hiển nhiên là đại thừa tu sĩ kim lỗi đại thừa sơ kỳ một đạo hồng quang theo vạn diễm bên trong dãy núi bay ra một cái chớp động liền ngừng lại hiện ra diễm trân thân ảnh ngươi là kim đạo hữu hậu nhân diễm trân có chút không xác định nói ra khoảng cách thời gian quá dài hắn cũng không dám xác định thân phận của đối phương chính là năm đó diễm đạo hữu cùng tổ phụ tại huyền quan đại lục gặp nhau còn tán dương thần trí của ta tu luyện không tệ đến sau còn đưa ta một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo kim lỗi vừa nói một bên lấy ra một kiện hoàng sắc đoạn đao trên thân đao có một ít hỏa diễm hoa văn kim đạo hữu mời vào bên trong diễm trân khẽ thở vào nhẹ nhõm hắn có thể xác định đối phương đúng là kim hồng hậu nhân những chuyện này loại trừ người trong cuộc ngoại nhân căn bản không rõ ràng diễm trân đem bọn họ mời vào vạn diễm sơn mạch cũng không lâu lắm, bọn hắn đáp xuống một cái hồng thạch quảng trường, quảng trường bên trên có một tòa hồng quan thiểm thức cung điện, bản hiệu bên trên viết, nghênh khách điện, ba cái chữ to màu vàng. Diễm Vân Nhi đứng tại cửa đại điện, liền vội vàng nên đón, Vân Nhi, hảo hảo an trí kim đạo hữu tộc nhân, bọn hắn đều là chúng ta tinh hỏa tộc khách quý. Diễm Trân Phân Phó nói, Kim Đồng, các ngươi đi theo Diễm Tiểu Hữu đi xuống đi. Kim Lỗi Phân Phó nói, một tên dáng người khôi ngô áo vàng thanh niên lên tiếng, bọn hắn đi theo Diễm Vân Nhi rời khỏi. Diễm Trân cùng Kim Lỗi đi vào nghênh khách điện, hàng huyên vài câu, Diễm Trân nói tới chính sự, Kim Đạo hữu, người thúc tổ phụ làm sao không đến? Thúc tổ phụ đang bế quan tu luyện, thoát thân không ra, ta vốn nghĩ đến Thiên Linh Bí Tàng tầm bảo, tới chậm một bước, Thiên Linh Bí Tàng đã đóng lại, nghe nói vì tranh đoạt bảo vật, vẫn lạc hai vị đại thừa, Thiên Linh Đại Lục cũng bởi vậy bạo phát chủng tộc đại chiến. Kim Lỗi nói xong lời cuối cùng, mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối. Thiên Linh Đại Lục đại thừa tu sĩ tiến vào Thiên Linh Bí Tàng tầm bảo vì đoạt bảo ra tay đánh nhau, thiên linh bí tàng đóng lại sau, nhiều cái chủng tộc bạo phát đại chiến, thì ra là thế, ngươi đi qua qua huyền linh đại lục, vẫn là có chuyện gì cần ta hỗ trợ. Diễm Trân mở miệng hỏi. Vô sự không lên tam bảo điện, kim lỗi khẳng định là có mục đích gì. Tới xem một chút ngươi, tự ôn chuyện, thuận tiện xin ngươi giúp một tay thu thập một chút vật liệu, ta có thể cầm đồ vật đổi với ngươi. Kim lỗi vừa nói, một bên lấy ra một mai kim sắc ngọc giảng, đưa cấp Diễm Trân. Diễm Trân thần thức quét qua, cho mày nói ra, linh dược còn dễ nói, ta nhiều phái một ít nhân thủ đi mang hoang chi địa tìm kiếm, đến mức luyện khí vật liệu, ta bất lực. làm sao? có chỗ khó? kim lỗi nghi ngờ nói. nhân tộc đại thừa thừa dịp ta không tại, đánh vào vạn diễm sơn mạch, cướp đi trong bảo khố trân tàn, bao gồm một khối cửu lan thạch. diễm trân thở dài một hơi, kim si tộc cùng nhân tộc quan hệ cũng không tốt, đây cũng là bọn hắn kết giao nguyên nhân một trong. cái gì? cửu lan thạch đây là chuyện xảy ra khi nào? Kim lỗi kinh ngạc hỏi, mấy ngàn năm trước, dự tính nàng đã đem cửu lan thạch luyện chế thành bảo vật hoặc là cùng dịp gia trao đổi, Kim đạo hữu, ngươi tạm thời tại vạn diễm sơn mạch ở lại, ta sẽ phái người đi tìm những vật này. Diễm Trân Thành khẩn nói ra, vậy liền phiền phức Diễm đạo hữu. Kim lỗi cảm ơn một tiếng, không phiền phức, một cái nhấc tay mà thôi, ngươi khó được tới một chuyến huyền dương giới, ta cũng nên hảo hảo chiêu đãi ngươi, một tận chủ nhà tình nghĩa. Diễm Trân nhiệt tình nói. Nói chuyện phiếm một chén trà thời gian, Kim Lỗi liền xuống dưới nghỉ ngơi. Diễm Trân kêu tới Diễm Vân Nhi, đem kim sắc ngọc giản đưa cấp Diễm Vân Nhi, phân phó nói, phái người đi tìm kiếm những vật này, thông tri La đạo hữu, Kim đạo hữu đến chúng ta Tinh Hỏa tộc làm khách tin tức, nhìn xem Dạ Xoa tộc có thể xuất ra bao nhiêu vật liệu trao đổi. Là lão tổ tông. Diễm Vân Nhi lên tiếng, lĩnh mệnh mà đi. Thanh Liên đảo, một gian mật thất, Vương Trường Sinh đứng tại một góc, một tên dáng người khôi ngô hồng sam thanh niên cùng một tên ngũ quan anh tuấn áo vàng thanh niên đứng ở một bên ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa tô hồng thường tô hồng thường xếp bằng ở một tấm hồng sắc bồ đoàn bên trên trước người trưng bày một tòa hồng quan thiểm thước luyện khí lô dưới đáy có một đoàn kim sắc hỏa diễm tô hồng thường bên người trưng bày một chút luyện khí vật liệu hết sức chăm chú nhìn chằm chằm luyện khí lô nàng ngay tại luyện khí vương trường sinh cùng hai tên tộc nhân ở một bên quan sát hồng sam thanh niên kêu vương ngọc diễm hắn hơn trăm năm phía trước từ hạ giới vi thăng, hóa thần trung kỳ, hỏa thuộc tính thiên linh căn. Áo vàng thanh niên kêu vương ngọc ngọc, kim hỏa song linh căn, hóa thần hậu kỳ, hắn là vương tông lãng hậu nhân, vẫn là một tên luyện khí sư. Vương Trường Sinh chỉ điểm Tô Hồng Thường, Vương Ngọc Diễm, Vương Ngọc Ngọc ba người luyện khí, dự định trọng điểm bồi dưỡng bọn hắn, tộc phía trong ngũ giai luyện khí sư không ít, Vương Trường Sinh chọn lựa Vương Ngọc Diễm cùng Vương Ngọc Ngọc trọng điểm bồi dưỡng, không chỉ là muốn phải xem trọng bọn hắn tư chất cùng luyện khí mức độ, cũng là muốn cấp Tô Hồng Thường chọn lựa một vị hôn phu. Tô Hồng Thường dù sao cũng là khách họ tu sĩ, nàng nếu là gả cho vương gia tu sĩ, vương trường sinh mới hội dốc túi tương thụ, để hắn tiếp xúc đến gia tộc một chút cơ mật, nàng nếu là không gả cho vương gia tu sĩ, chỉ có thể là một tên khách thanh trưởng lão bồi dưỡng. Cũng không lâu lắm, Tô Hồng Thường phát quyết vừa bấm, đánh vào một đạo phát quyết, hồng sắc đỉnh lô nắp đỉnh bay lên, ba khỏa hồng quang thiểm thức viên châu bắn ra, phiêu phù ở giữa không trung. Tô Tiên Tử thành công thật lợi hại. Vương Ngọc Diễm mặt lộ vẻ vui mừng, tán dương, Tô Hồng thường thân vì khắc họ tu sĩ, có thể để cho Vương Trường Sinh tự mình chỉ điểm luyện khí, còn ở tại Thanh Liên Phong, hiển nhiên không phải bình thường tu sĩ. Vương Trường Sinh không có nói rõ, Vương Ngọc Diễm cùng Vương Ngọc Ngọc đều nhìn ra Vương Trường Sinh dự định, đều tại truy cầu Tô Hồng thường, đến nỗi ai có thể ôm mỹ nhân về, tự xem bọn hắn bản sự, dù sao chỉ cần Tô Hồng thường gả cho Vương gia tử đệ, vô luận gả cho ai, Vương Trường Sinh đều sẽ coi nàng là thành người mình bồi dưỡng. Tô Hồng thường là linh thể giả, có rất lớn quyền tự chủ, tại vương gia tinh anh bên trong chọn một cái chính là. Tô Hồng thường đứng dậy, nhìn về phía vương trường sinh, vẻ mặt chờ mong. Vương trường sinh đi qua, một phát bắt được ba viên hồng sắc viên châu, cẩn thận xem xét, mặt lộ vẻ tán thành, nói ra, không sai, tiến bộ rất lớn, ngọc ngọc, ngọc diễm, các ngươi nhiều theo tô tiên tử học tập. Vương ngọc diễm cùng vương ngọc ngọc miệng đầy đáp ứng, thần sắc cung kính. Vương Trường Sinh lấy ra một mặt thanh quan lấp lóe pháp bàn, Đánh vào một đạo pháp quyết, vương thanh thành thanh âm vang lên, "Cha, Băng sư Hào đến đây, Diệp Ngọc Hoàng Diệp tiền bối tự mình dẫn đội." "Diệp phu nhân, nàng hiện tại ở đâu?" Vương Trường Sinh vẻ mặt nghi hoặc, "Ở đây phía trước, Băng sư Hào đến Huyền Linh Đại Lục, đều là hợp thể tu sĩ dẫn đội, có thế này mấy lần, đều là đại thừa tu sĩ dẫn đội, chẳng lẽ nói có nhân tập kích Băng sư Hào? Hoặc là nói, Diệp gia tại thi hành nhiệm vụ gì?" "Cần đại thừa tu sĩ dẫn đội." Hắn nhớ tới Huyền Cơ thần quân nói lời, chẳng nhẽ huyền dương giới thật sự có đại sự phát sinh. Nàng tại thanh liên phong, nương đang chiêu đãi nàng. Vương Thanh Thành chi tiết nói. Biết, ta lập tức trở về. Vương Trường Sinh thu hồi truyền tấn bàn, phân phó nói, các ngươi luyện tập nhiều hơn, tu vi đệ nhất, luyện khí thứ yếu. Là, lão tổ tông, vương tiền bối. Vương Ngọc Diễm ba người miệng đầy đáp ứng. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, rời đi, trở lại thanh liên phong. Hung Như Yên cùng Diệp Ngọc Hoàng ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đình bên trong, thưởng thức trà nói chuyện phím. Diệp phu nhân, đã lâu không gặp. Vương Trường Sinh nhìn thấy Diệp Ngọc Hoàng, cười chào hỏi, Diệp Ngọc Hoàng gật gật đầu, cười nói ra, Vương đạo hữu, chúc mừng a. À. Vương phu nhân tiếng giai đại thừa kỳ. Các ngươi Vương gia có hai vị đại thừa, đây là nhân tộc chi phúc, cũng là huyền linh đại lục phúc phận. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên theo Diệp Tuyền Cơ gặp nhau không ít, bọn hắn tiếng giai đại thừa, Diệp gia cũng thật cao hứng. Diệp Ngọc Hoàng từ huyền thanh tử trên tay lấy được huyền thiên chi vật, Diệp Ngọc Hàng từ Trần Nguyệt Dĩnh trên tay lấy được cửu lan thạch, cái này khiến Diệp gia càng phát xem trọng huyền linh đại lục. Diệp phu nhân, Diệp tiên tử không có cùng ngươi tới. Rất lâu không thấy được nàng. Vương Trường Sinh hỏi thăm Diệp tuyền cơ tình huống. Tuyền cơ lão tổ có việc đi không được, Vương Đạo Hữu tìm nàng có việc. Diệp Ngọc Hoàng tò mò hỏi, Diệp tuyền cơ đã đi minh giới, vẫn chưa về, nàng không có khả năng nói cho ngoại nhân, Diệp tuyền cơ động tĩnh. Vương Trường Sinh lắc đầu nói ra, thế thì không có, chính là rất lâu không thấy được nàng, tùy tiện hỏi một chút. Phu quân, Diệp phu nhân lần này tới, sẽ ở huyền linh đại lục dừng lại lâu một đoạn thời gian, nàng nghĩ tới chúng ta hỗ trợ thu thập một chút vật liệu, cần phái người đi mang hoang chi địa. Cung như yên mở miệng nói ra, lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh, đưa cho vương trường sinh. Vương trường sinh tiếp nhận ngọc giảng, thần thức quét qua, gật đầu nói, Diệp phu nhân yên tâm, ta sẽ phái người đi tìm, tìm tới thông tri ngươi. Vậy liền phiền phức vương đạo hữu, ta có việc muốn tìm trần phu nhân trò chuyện chút, cáo từ trước, muộn một chút lại tới, ta tộc nhân cũng sẽ tiến nhập mang hoang chi địa, bất quá bọn hắn đối với mang hoang chi địa cũng không quen thuộc, mời ngươi tộc nhân đi cùng bọn hắn cùng một chỗ. Diệp Ngọc Hoàng đứng dậy cáo từ, dạ xoa tộc lần trước tại mang hoang chi địa lấy được một khối cửu lan thạch, Diệp gia cảm giác mang hoang chi địa còn có đồ tốt, dự định phái tộc nhân tiến nhập mang hoang chi địa tầm bảo, vương gia tu sĩ tùy hành làm cái dẫn đường là được. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đáp ứng. Đưa tiễn Diệp Ngọc Hoàng, Vương Trường Sinh gọi đến Vương Thanh Thành, hỏi, gần nhất có hay không tộc nhân đi mang hoang chi địa Ngọc Lam Như Mộng Anh Kiệt Hồng Tuyết đi mang hoang chi địa diệt sát thất giai vệ nguyên thú vẫn chưa về Vương Thanh Thành chi tiết báo cáo Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết đã tiến vào hợp thể hậu kỳ bọn hắn tiến vào hợp thể trung kỳ hơn nghìn năm sau phục dụng phục dụng đàm nguyên quả thuận lợi tiến vào hợp thể hậu kỳ tu vi vượt qua cái khác hợp thể kỳ tộc nhân Vương Ngọc Lam là hợp thể trung kỳ Vương Như Mộng vẫn là hợp thể sơ kỳ bọn hắn nhận được tin tức Mang hoang chi địa có thất giai vệ nguyên thú, cố ý đến mang hoang chi địa diệt sát vệ nguyên thú. Vương Trường Sinh gật gật đầu, mang hoang chi địa yêu thú đông đảo, vương gia hợp thể tu sĩ thường xuyên tổ đội đi mang hoang chi địa diệt sát yêu thú, gia tăng đấu pháp kinh nghiệm. Chờ bọn hắn trở về, thuyên chuyển một nhóm tinh anh nhân thủ, tốt nhất là đi qua mang hoang chi địa tộc nhân, để bọn hắn mang theo dịp gia tử đệ tiến nhập mang hoang chi địa, phái nhân tìm kiếm ngọc giản trên đồ vật, có thể tìm tới bao nhiêu là bao nhiêu. Vương Trường Sinh phân phó nói, biết, cha. Vương Thanh Thành miệng đầy đáp ứng, quay người rời đi. Phu nhân. Ngươi nắm giữ mới thần thông đi. Vương Trường Sinh nhìn về phía Uông Như Yên, mở miệng hỏi. Uông Như Yên gật gật đầu, nàng những năm này một mực tại bế quan tu luyện, đã nắm giữ mới thần thông, nếu không phải dịp Ngọc Hoàng tới nàng còn sẽ không xuất quan. Vậy là tốt rồi, tính toán thời gian, thiên linh bí tàng đã mở ra đi. Về sau có cơ hội, lại đi thiên linh bí tàng đi một vòng. Vương Trường Sinh dùng một chủng tiết núi ngữ khí nói, Cung như yên tiếng giai đại thừa, vương gia làm việc tự dễ dàng hơn. Nói chuyện phím vài câu, vương trường sinh đi vào một gian mật thất, vạn linh đồ treo trên vách tường. Hắn bên ngoài thân lam quan đại phóng phía sau, tiến vào vạn linh đồ bên trong. Hắn đến đến nhất tọa chiếm địa trăm mẫu linh dược viên cổng, diễm trân lần trước tập kích trấn hải cung tổng đàn. Này cho Vương Trường Sinh cảnh cáo hắn nhường Vương Sâm đem Huyền Thiên Huyết Đằng cũng kế ghép đến Vạn Linh Đồ bên trong, như vậy, Huyền Thiên Huyết Đằng cùng Huyền Thiên Tiên Đằng đều tại Vạn Linh Đồ bên trong. Nếu là bọn họ không tại thanh liên đảo, hoặc là cường địch xâm lấn, chỉ cần mang theo vạn linh đồ chạy trốn là được rồi, tương đối dễ dàng. Đi vào linh dược viên, vương trường sinh thấy được huyền thiên tiên đằng, vương sâm xếp bằng ở huyền thiên tiên đằng phụ cận. Chủ nhân Vương sâm mở hai mắt ra, đứng dậy, huyền thiên tiên đằng cùng huyền thiên huyết đằng sinh trưởng thế nào? Không có vấn đề gì lớn đi. Vương trường sinh thuận miệng hỏi. Không có, ta nhất trực lưu ý bọn chúng sinh trưởng, sinh trưởng lương hảo, huyền thiên huyết đằng trái cây tựa hồ sắp thành thục rồi vương sâm chi tiết báo cáo nàng trước mắt là hợp thể trung kỳ chức trách chính là chiếu cố vạn linh đồ bên trong linh dược trọng điểm chiếu cố huyền thiên huyết đằng cùng huyền thiên tiên đằng sắp thành thục rồi vương trường sinh sắc mặt ngưng tụ đi theo vương sâm đến đến huyền thiên huyết đằng chỗ tiểu viện hắn có thể thấy rõ huyền thiên huyết đằng thượng diện mang theo một cây huyết sắc một cung, một cung bên ngoài có một ít huyền ảo đường vân tự nhiên mà thành theo vương trường sinh biết huyền thiên linh một trái cây thành thục chính là huyền thiên chi vật, muốn bồi dưỡng thành tiên thiên huyền thiên chi bảo muốn hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, còn cần bắt giai trận pháp phụ trợ, độ khó rất cao, cũng có thể cầm huyền thiên chi vật luyện khí, đến nỗi có thể hay không luyện chế thành huyền thiên chi bảo, tự nhìn luyện khí sư luyện khí trình độ. Huyền Thanh Tử đem một cái huyền thiên chi vật luyện chế thành huyền thiên tàng bảo huyền thanh hóa thiên kỳ, thiên hà kiếm tôn tại ngoại du lịch, huyền thanh tử bằng mượn huyền thanh hóa thiên kỳ có thể đối kháng hai tên đại thừa dị tộc, Vương Sâm lấy ra một bản thật dày sách vở, đưa cho Vương Trường Sinh, Nói ra, chủ nhân, đây là Huyền Thiên huyết đằng sinh trưởng biến hóa cấy ghép đến vạn linh đồ phía sau, trái cây chậm rãi biến thành một cây tiểu côn, không biết sau cùng lại biến thành bộ dáng gì, theo ta phân tích, ít thì hơn vạn năm, nhiều thì vài vạn năm, trái cây liền có thể thành thục, trở thành Huyền Thiên chi vật, sách vở phong bì lên viết, huyết đằng sinh trưởng lục, ngũ chữ to, Vương Trường Sinh tiếp nhận sách vở, lật nhìn vài trang, mặt lộ vẻ tán thành. Vương Sâm bản thân là linh dược hóa hình, tu luyện một thuộc tính công pháp, là tốt nhất linh thực phu huyết đằng sinh trưởng lục kỹ càng ghi chép huyền thiên huyết đằng sinh trưởng biến hóa vương sâm thậm chí dùng hồi ảnh châu thu hạ hình ảnh dạng này hậu nhân có thể có tham khảo dù sao văn tự ghi chép quá mức trừu tượng huyền thiên tiên đằng sinh trưởng đây trái cây thành thục phía sau lại có bảy kiện huyền thiên chi vật vương trường sinh tò mò hỏi khó mà nói tộc nội liên quan tới huyền thiên linh một điển tịch ít càng thêm ít ta đối huyền thiên linh một hiểu rõ có hạn bất quá nói như vậy càng là trân quý linh thực sinh trưởng chu kỳ càng dài đối hoàn cảnh yêu cầu càng cao, trái cây số lượng càng ít. Vương Sâm chậm rãi nói, thập đại kỳ quả sở dĩ trân quý, ngoại trừ công hiệu, theo chân chúng nó sinh trưởng chu kỳ cùng kết quả số lượng cũng có rất lớn quan hệ, dù sao vật hiếm thì quý. Vương Trường Sinh gật gật đầu, Vương Gia thu thập đến điển tịch không ít, liên quan tới huyền thiên linh một cùng tiên gia văn tự điển tịch chính xác ít càng thêm ít. Hắn kiểm tra một hồi huyền thiên tiên đằng cùng huyền thiên tiên đằng sinh trưởng phía sau, tới đến cửu nguyên huyền một phía dưới, khoanh chân ngồi xuống, vận công tu luyện. Cũng không lâu lắm, một trận chói mắt lam sắc hào quang lăng không hiển hiện, bao lại vương trường sinh toàn thân. Mang hoang chi địa, một mảnh liếc mắt không nhìn thấy cuối màu xanh rừng trúc truyền đến một trận vang dội tiếng nổ đùng đoàn, mặt đất tùy theo rất nhỏ lắc lư một cái, sâu trong rừng trúc, đại lượng màu xanh cây trúc bị cường đại khí lãng nhổ tận gốc, bay đến giữa không trung, tiếp đó bị cường đại khí lãng chấn vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn, vương anh kiệt, vương ngọc lam, vương như mộng cùng liễu hồng tuyết ngay tại vây công một đầu toàn thân kim sắc con báo con báo người khoác lớp vảy màu vàng ống, trên thân nhiều chỗ lân phiến tróc ra, máu me đầm đìa, khí tức quể oải. Kim sắc con báo bên ngoài thân lôi quang phóng đại, không trung truyền đến một trận vang dội tiếng sấm nổ, lên vạn đạo thô to kim sắc thiểm điện vạch phá thương khung, bổ về phía Vương Anh Kiệt bốn người. Vương Như Mộng pháp quyết vừa bấm, ba mặt lam quang thiểm thước lệnh kỳ vòng quanh bọn hắn xoay nhanh một vòng phía sau, hóa thành một cái cự đại hóa lam sắc màn nước, đem bọn hắn bốn người bao lại. Liễu Hồng Tuyết lấy ra một khoản ngũ quan thiểm thước viên châu, hóa thành một đạo dày đặc ngũ sắc quan mạc, đem bọn hắn bao lại, hình thành đệ nhị đạo vòng phòng hộ. Dày đặc kim sắc thiểm điện tại lam sắc màn nước thượng diện xé mở một đường vết rách, bị ngũ sắc quan mạc chặn, nhưng cơ hội này, kim sắc con báo bên ngoài thân tuôn ra vô số kim sắc hồ quan điện, tính toán thi triển lôi động thuật chạy trốn. Đúng lúc này, nhất thanh nam tử tiếng hết lớn vang lên, chính là trấn thần hống. Không có ngọc hồn tinh, vương gia hợp thể tu sĩ không có thể đem thái hư đoán thần quyết tu luyện tới đệ thất tầng, thi triển trấn thần hống không phát huy ra quá lớn uy lực, vẫn là có thể ảnh hưởng đến thất giai yêu thú, bất quá vô pháp giống Vương Trường Sinh như vậy, trực tiếp diệt sát thất giai hạ phẩm yêu thú. Kim sắc con báo thân thể run rẩy một cái, chờ nó lấy lại tinh thần, một trận kinh đào hải lãng thanh âm vang lên, nhất tọa che khuất bầu trời lam sắc thủy sơn đánh tới. Một tiếng hét thảm, kim sắc con báo bay rớt ra ngoài, đại lượng lân phiến theo trên thân rụng xuống, thương thế nặng hơn, tan thung vinh, chấm công vương anh kiệt đôi mắt biến thành kim sắc, có thể nhìn thấy hai cái kim sắc tuyền qua, chính là càng dương huyễn mục, kim sắc con báo đối lên vương anh kiệt đôi mắt, ánh mắt đờ đẫn hạ xuống, lâm vào huyễn cảnh. Liễu hồng tuyết tay phải hướng về hư không nhẹ nhàng vỗ, vô số xích sắc hỏa diễm hiện lên, hóa thành lên vạn khỏa xích sắc hỏa cầu, đánh tới hướng kim sắc con báo. ầm ầm tiếng nổ đùng đoàn vang lên, cuồn cuộn liệt diễm che mất kim sắc con báo. Vương Ngọc Lam tay phải dương lên, một đạo mảnh khảnh kim quang bắn ra, chui vào biển lửa bên trong, truyền ra nhất thanh thê lương tiếng thú gào một đầu mini con báo theo liệt diễm bên trong bay ra, còn không có bay ra bao xa, tự bị một cổ lam sắt hào quang bao lại, cuốn vào một cái lam sắt trong bình ngọc. nhìn chung giải quyết, hy vọng có hấp lôi châu. Vương Như Mộng mặt lộ vẻ vui mừng. bọn hắn tiến nhập mang hoang chi địa diệt sát thất giai hạ phẩm vệ nguyên thú, kỳ thực không cần xuất động bốn vị hợp thể tu sĩ, đây là vương gia lão truyền thống, lão nhân mang người mới. Vương Như Mộng cùng Vương Ngọc Lam đấu pháp kinh nghiệm tương đối ít, Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết mang theo bọn hắn tiến nhập mang hoang chi địa săn giết yêu thú, cũng là lịch luyện bọn hắn. Bọn hắn thuận lợi tìm được thất giai vệ nguyên thú, đem nó diệt sát, ngoài ý muốn phát hiện một đầu thất giai thượng phẩm kim lôi báo, liên thủ đem nó diệt sát. Vương Như Mộng tay áo lắc một cái, một mảnh lam sắc hào quang lướt qua, hỏa diễm nhanh chóng dập tắt, mặt đất thêm ra một cái khói đen bốc lên hố to, kim lôi báo nằm tại hố to bên trong, thân thể cháy đen, trên thân tản mát ra đốt cháy khét mùi. Vương Như Mộng bước nhanh đi lên trước, lấy ra một cái lam quan thiểm thước trường đao, Trạch ra kim lôi báo phần bụng, tay phải vương vào trong bụng của nó, một trận tìm tòi, móc ra một khỏa nhạc kim sắc viên châu cùng một khỏa kim sắc yêu đan, nàng đem kim sắc viên châu ném đến giữa không trung, không trung lập tức truyền đến một trận kinh lôi thanh âm, có thể nhìn thấy một chút tia chớp màu bạc vạch phá thương khung. Dẫn lôi châu. Vương Như Mộng có phần thất vọng, nếu như là hấp lôi châu liền tốt, thất giai thượng phẩm dẫn lôi châu cũng không kém, luyện vào thất giai trong trận pháp, uy lực không thể kinh thường. Nàng thu hồi kim lôi báo thi thể, đang muốn nói cái gì, không trung truyền đến một trận vang dội kinh lôi thanh âm, hư không vặn vẹo biến hình, tạo nên từng đợt gợn sóng. Vương Anh Kiệt bốn người trong lòng giật mình, hai mặt nhìn nhau. Đi, qua, nói không chừng là dị tộc tu sĩ cùng nhân tộc tu sĩ tại đấu pháp. Vương Anh Kiệt thu hồi bảo vật, bốn người hướng về nơi xa bay đi. Bọn hắn bay ra hơn vạn dặm, rơi vào nhất tọa cao vút trong mây trên ngọn núi, sắc mặt ngưng trọng, một cái hơn vạn trượng cao cửu sắc quan môn phiêu phù ở trên bầu trời, quan môn bên ngoài có thể nhìn thấy chân long thiên phượng kỳ lân huyền vũ chờ chân linh, thanh thế kinh người. Đây là huyền linh thiên tôn đạo trường. Vương Anh Kiệt thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Huyền Linh Đại Lục tu sĩ cũng nghe nói qua Huyền Linh Thiên Tôn Đạo Trường, đạo trường cũng tại Huyền Linh Đại Lục hiện thế qua, cũng không ít tu sĩ từng tiến vào, một chút thế lực bởi vậy quật khởi, vận khí tốt, một chủng tộc bởi vậy quật khởi, Huyền Linh Thiên Tôn trên đạo trường lần trước tại Thanh Ly Hải vực hiện thế, dẫn tới nhiều vị đại thừa tu sĩ ra tay đánh nhau, về sau diễn biến thành chủng tộc đại chiến. Thế mà tại mang hoang chi địa hiện thế, đi, chúng ta trở về thông tri lão tổ tông. Vương Anh Kiệt trầm giọng nói, thần sắc hưng phấn. Không giống với phổ thông bí cảnh hoặc là hiểm địa, huyền linh thiên tôn đạo trường có bác giai yêu thú, còn có không ít cấm chế. Vương Anh Kiệt không có bị tham lam choáng ván đầu óc, đạo trường có không ít thiên tài địa bảo, cũng biết đạo bên trong sát cơ tứ phía tại đây ở vào mang hoang chi địa chỗ sâu, bọn hắn có thể phái hai người trở về báo tin, nếu như là báo tin nhân xảy ra ngoài ý muốn, vương trường sinh tự khó mà đuổi tới nơi đây, còn là cùng một chỗ trở về báo tin tương đối tốt. Chúng ta vương gia cơ duyên đến. Liễu Hồng Tuyết hưng phấn nói, tay phải dương lên, một chiếc hồng quang lòe lòe phi chu bay ra, lạc ở trước mặt bọn họ. Bốn người bọn họ lần lượt đi tới, Liễu Hồng Tuyết pháp quyết vừa bấm, hồng sắc phi chu sáng lên chướng mắt hồng quang, hướng về không trung bay đi, tiêu thất ở chân trời một chén trà thời gian phía sau bốn đạo động quan từ đằng xa bay tới dừng ở nhất tọa xanh biết bên trên ngọn núi động quan thu lại hiện ra ba nam một nữ thân ảnh chính là từ lỗi hỏa thung một sâm cùng thạch khánh bốn người từ lỗi cùng hỏa thung đều là hợp thể trung kỳ một sâm cùng thạch khánh là hợp thể hậu kỳ bọn hắn là linh tộc bí ẩn lực lượng nhất trực ở tại mang hoang chi địa đây là cái gì bí cảnh từ lỗi hơi sững sờ lơ ngơ một sâm mặc lộ suy nghĩ hình trầm ngâm nửa ngày kích động nói ra, đây cũng là huyền linh thiên tôn đạo trường, không sai, chúng ta linh tộc tiên tổ may mắn từng tiến vào, chúng ta linh tộc cơ duyên đến. Cái gì? Huyền linh thiên tôn đạo trường. Thạch Khánh biến sắc, ánh mắt biến lửa nóng. Có người tới, đi vào trước tầm bảo, hy vọng có thể có chiếm được kỳ trân dị bảo. Một sâm trầm giọng nói, hắn bên ngoài thân thanh quan đại phóng, hướng về cửu sắc quan môn bay đi, thuận lợi xuyên qua cửu sắc quan môn, gặp tình hình này. Từ lỗi ba người theo sát phía sau, bay vào cửu sắc quan môn không thấy. Nửa khắc đồng hồ không đến, một đoàn màu xanh hỏa quan cùng một đoàn hoàng sắc hỏa quan ở trên không sáng lên, hiện ra một tên dáng người cao gầy lão giả áo xanh cùng một tên dáng người mập lùng áo bào màu vàng lão giả chính là tinh hỏa tộc. Cửu sắc quan môn, chân linh hư ảnh, huyền linh thiên tôn đạo trường. Thanh bào lão giả kích động nói. Có bốn tên hợp thể tu sĩ tiến vào, chúng ta muốn hay không cũng đi theo vào. Áo bào màu vàng lão giả ánh mắt lửa nóng. Hừ ngươi cho rằng đạo trường là địa phương nào? Bọn hắn có thể đi vào, chưa hẳn có thể sống xuất đến, đi, trở về báo cáo lão tổ tông, chúng ta tinh hỏa tộc cơ duyên đến. Thanh bào lão giả nói xong lời cuối cùng, thần sắc kích động. Tinh hỏa tộc phát triển đến bình cảnh, muốn tiến thêm một bước rất khó khăn, nếu là có thể tại huyền linh thiên tôn đạo trường đạt được trọng bảo, nói không chừng có thể tiến thêm một bước, bọn hắn rời đi nơi đây, quay trở lại báo tin. Cửu sắc quan môn quá chói mắt, có không ít tại mang hoang chi địa tầm bảo tu sĩ cũng phát hiện cửu sắc quan môn, một bộ phận tu sĩ đi vào tầm bảo, một bộ phận tu sĩ trở về báo tin. Trấn Hải cung đem tổng đàn di chuyển đến Ngọc Hy Sơn Mạch, xây dựng đại lượng kiến trúc. Sơn Mạch góc Đông Nam, nhất tọa cao vút trong mây sơn phong, đỉnh núi có nhất tọa chim hót hoa nở trang viên. Trần Nguyệt Dĩnh cùng Diệp Ngọc Hoàng ngồi tại nhất tọa hoàng sắc thạch đình bên trong, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Tiêu vấn thiên chết tại lần thứ sáu đại thiên kiếp dưới, triệu vân tiêu cùng tần thiên tuyết đã tiến vào hợp thể trung kỳ trình chấn vũ trịnh nam lâm hữu hân cùng lý giao giao chờ đại tân sinh hợp thể chống đỡ đại lương Diệp phu nhân thiên linh bí tàng mở ra không có vật gì tốt xuất hiện a à. trần nguyệt dĩnh thuận miệng hỏi trấn hải cung chỉ có một vị đại thừa tu sĩ nàng không dám tùy tiện rời đi huyền linh đại lục ai bảo nàng trước đó đánh vào vạn diễm sơn mạch huyền thanh tử cũng không có làm như vậy qua tống ngọc thiền đã là hợp thể hậu kỳ trần nguyệt dĩnh trọng điểm bồi dưỡng tống ngọc thiền hy vọng nàng có thể nhập đại thừa kỳ, dạng này nàng mới có thể đi địa phương khác du lịch. Thiên Chu giới huyết Chu chân quân theo âm mị tộc trên tay cướp đi một đoạn hơn 20 vạn năm đông ất thần Một, nghe nói phù dung tiên tử đạt được hai trang thiên hương ngọc thư, nghe nói có nhân lộng đến hơn 10 vạn năm linh dược. Diệp Ngọc Hoàng chậm rãi nói, Diệp gia đại thừa cũng tiến nhập thiên linh bí tàng, tìm được vài cây năm vạn năm linh dược cùng một chút bát giai vật liệu luyện khí, thu hoạch không lớn. Huyết Chu chân quân, ta nghe hứa đạo hữu nhắc qua này nhân, Nghe nói hắn có được tu la chu huyết mạch, tu la chu thế nhưng là chân linh chi nhất. Trần Nguyệt dĩnh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, Diệp Ngọc Hoàng gật gật đầu, nói ra, chính xác, hắn thần thông không nhỏ, bằng không thì cũng vô pháp theo âm mị tộc đại thừa trên tay giật đồ, âm mị tộc nhiều vị đại thừa xuất thủ truy sát này nhân, hắn có thể hay không còn sống trở về thiên chu giới đều là hai chuyện khác nhau. Đáng tiếc ta thoát thân không ra, bằng không thì cũng đi thiên linh bí tàn sông vào một lần. Trần Nguyệt dĩnh dùng một chủng tiết núi ngữ khí nói chờ trấn hải cung lại xuất hiện một vị đại thừa tu sĩ ngươi liền có thể lấy đi du lịch nói không chừng ngươi có thể lần nữa tiến nhập huyền linh thiên tôn đạo trường tầm bảo thiên linh bí tàng bảo vật không ít nhưng cùng huyền linh thiên tôn đạo trường so ra còn là kém xa diệp ngọc hoàng an ủi trần nguyệt dĩnh dùng cửu lan thạch cùng diệp gia giao hoán một nhóm tu tiên tài nguyên trong đó có phụ trợ xung kích đại thừa linh dược theo diệp ngọc hoàng trấn hải cung xuất hiện vị thứ hai đại thừa tu sĩ chỉ là vấn đề thời gian đúng rồi có lâm đạo hữu tin tức a Trần Nguyệt Dĩnh hỏi huyền thanh tử hạ lạc, huyền thanh tử rời đi nhiều năm, nhất trực không có tin tức. Tộc nhân của chúng ta tại Côn Lôn giới gặp qua bọn hắn, vậy là rất nhiều năm trước, hiện tại không rõ ràng hắn ở đâu. Diệp Ngọc Hoàng chi tiết nói. Trần Nguyệt Dĩnh còn muốn nói nhiều cái gì, Phương Minh bước nhanh đến, thần sắc kích động nói ra, Trần Sư Thúc, Vương Đạo Hữu phái nhân thông tri chúng ta, huyền linh thiên tôn đạo trường tại mang hoang chi địa hiện thế. Cái gì? Đạo trường tại mang hoang chi địa hiện thế trần nguyệt dĩnh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ huyền linh thiên tôn đạo trường cách mỗi mấy vạn năm ngẫu nhiên tại huyền dương giới hiện thế lần trước tại huyền Quang đại lục hiện thế trần nguyệt dĩnh trùng hợp gặp này đã rất may mắn không có nghĩ đến đạo trường tại mang hoang chi địa hiện thế nàng lại có thể lần nữa tiến vào đạo trường rất nhiều tu sĩ có thể tiến nhập huyền linh thiên tôn đạo trường một lần đã là gặp may có thể tiến nhập hai lần tu sĩ ít càng thêm ít thật sự là đi mòn góc sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu cơ duyên của ta đến trần phu nhân lập tức thuyên chuyển nhóm nhân thủ thứ nhất, theo ta đi thanh liên đảo, chúng ta ngồi băng sư hào, cùng một chỗ đi mang hoang chi địa, tiến nhập đạo trường tầm bảo. Diệp Ngọc Hoàng Hưng Phấn nói, nàng lần này tự mình dẫn đội, cũng là hy vọng có thể đụng phải huyền linh thiên tôn đạo trường, không nghĩ tới càng thật bị nàng đụng phải. Trần Nguyệt Dĩnh gật gật đầu, song phương minh phân phó nói, thuyên chuyển 15 tên hợp thể cùng 50 danh luyện hư tu sĩ, ở chỗ này tụ hợp, chờ vương sư đệ đuổi tới, theo chúng ta tiến nhập đạo trường tầm bảo khó được huyền linh thiên tôn đạo trường tại huyền linh đại lục hiện thế, tự nhiên muốn mang nhiều một chút đệ tử đi vào, có thể hay không còn sống xuất đến, tự xem chính bọn hắn, là, Trần Sư Thúc. Phương Minh lĩnh mệnh mà đi, mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt xuống dưới. Thanh liên đảo, nhất tọa to lớn thanh thạch quảng trường, vương nhất đao, vương anh kiệt mấy chục danh tộc nhân sắp xếp chỉnh tề đứng vững, thần sắc kích động. Vương anh kiệt bốn người bằng nhanh nhất tốc độ chạy về hoang thành, vận dụng quyền hạn bắt đầu dùng hoang thành loại cực lớn truyền tống trận truyền tống nhiều lần chạy về thanh liên đảo, đồng thời phái người đi trấn hải cung báo tin. Hoang thành có loại cực lớn truyền tống trận, chỉ có trấn hải cung, huyền thanh phái cùng vương gia tu sĩ có tư cách sử dụng, dưới tình huống bình thường không sẽ sử dụng. Vương Trường Sinh biết được đạo trường hiện thế tin tức, lập tức thuyên chuyển nhân thủ, trước đuổi tới Ngọc Hy Sơn Mạch cùng Trần Nguyệt Dĩnh tụ hợp. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên từ trên trời giáng xuống, lạc ở trước mặt bọn họ. Bái kiến lão tổ tông, vương tiền bối, vương nhất đao chờ nhân nhau nhau hành lễ, thần sắc cung kính. Lam Phúc không đến Thanh Liên đảo làm khách, Vương Trường Sinh cũng mang lên Lam Phúc không. Đi, theo chúng ta đi Ngọc Hy Sơn Mạch. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, hắn cùng Uông Như Yên đều sẽ tiến nhập đạo trường tầm bảo, cứ như vậy, Thanh Liên đảo phòng ngự tự trống không, bọn hắn làm hai tay bố trí. Đem một nhóm tinh nhuệ phái đến nội lục, vạn linh đồ do Vương Thanh Thành mang đến nội lục. Cứ như vậy, coi như dị tộc đại thừa sát vào Thanh Liên đảo, tổn thất cũng sẽ không quá lớn vương trường sinh cùng uông như yên mang theo vương nhất đao chờ nhân truyền tống trời đi thanh liên đảo đi ngọc hi sơn mạch vạn diễm sơn mạch nhất tọa chiếm đất rộng rộng rãi trang viên diễm trân kim lỗi cùng la tiêu ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đình bên trong thưởng thức trà nói chuyện phiếm la tiêu biết được kim si tộc tu sĩ đến tinh hỏa tộc làm khách lập tức chạy tới có cơ hội ta nhất định đi quảng vân giới đi một vòng la tiêu vừa cười vừa nói không có phá giới bằng loại hình bảo vật hắn không có cách nào đi giới diện khác du lịch cũng liền nói một chút thế thôi. Kim lỗi gật đầu nói, tốt. đến quảng vân giới, kim mỗ nhất định hảo hảo chiêu đại các ngươi. Diễm Trân đang muốn nói cái gì, Diễm Vân Nhi bước nhanh đến, thần tình kích động nói ra, lão tổ tông, huyền linh thiên tôn đạo trường tại mang hoang chi địa hiện thế. cái gì? huyền linh thiên tôn đạo trường? không có nhìn lầm đi. Diễm Trân kích động nói, Diễm Vân Nhi quay đầu xông bên ngoài nói ra các bạn đang nghe chuyện trên kênh tv audio cv nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các ngươi tiến đến theo lão tổ tông báo cáo một tên dáng người cao gầy lão giả áo xanh cùng một tên dáng người mập lùng hoàng bào lão giả bước nhanh đến bọn hắn đang muốn hành lễ bị diễm trân đánh gãy nói chính sự thanh sam lão giả cùng hoàng bào lão giả nói đơn giản một cái chuyện đã xảy ra nghe xong bọn hắn miêu tả diễm trân có thể xác định chính là huyền linh thiên tôn đạo trường huyền linh thiên tôn tại huyền dương giới danh khí quá lớn đặc biệt là hắn lưu lại đạo trường, là huyền dương giới đại thừa tha thiết ước mơ bảo địa, không biết có bao nhiêu vị đại thừa tu sĩ muốn đi vào đạo trường tầm bảo, đáng tiếc đều không thể đụng phải. Lập tức thuyên chuyển nhóm nhân thủ thứ nhất, theo chúng ta tiến nhập đạo trường tầm bảo. Diễm Trân Phân Phó nói, là Tiêu lấy ra truyền tấn bàn, liên hệ tộc nhân, để bọn hắn trở về thông tri tan ngọc, thuyên chuyển tinh nhuệ, tiến về đạo trường. Mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt xuống dưới, tinh hỏa tộc, dạ xoa tộc chờ nhiều cái chủng tộc nhau nhau thuyên chuyển cao thủ, tiến về đạo trường. Mang hoang chi địa chỗ sâu, một cái to lớn cửu sắc quan môn phiêu phù ở trên bầu trời, quan môn bên ngoài chân long thiên phượng hư ảnh mười phần dễ thấy. Hơn mười đạo động quang từ đằng xa bay tới, không có qua bao lâu, hơn mười đạo động quan ngừng lại, quốc tộc, đa mục tộc, thú nhân tộc đều có. Huyền linh thiên tôn đạo trường, cơ duyên của chúng ta đến, đi. Một tên đầu hổ nhân thân kim sam đại hán kích động nói. Bọn hắn nhao nhao hướng về cửu sắc quan môn bay đi, tốc độ rất nhanh. Hừ, huyền linh thiên tôn là chúng ta nhân tộc mẫu mực, đạo trường của hắn há lại các ngươi có khả năng tiến nhập. Một đạo uy nghiêm mười phần nữ tử thanh âm từ phía chân trời truyền đến, truyền khắp phương viên mấy vạn dặm, vừa dứt lời, không trung truyền đến một trận đinh tai nhất ốc tiếng sấm nổ, trên vạn đạo thô to tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, bổ hướng mười mấy tên dị tộc tu sĩ. Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, từng đoàn từng đoàn ngân sắc lôi quang ở trên không sáng lên, lôi quang tán đi, mười mấy tên dị tộc hôi phi yên diệt một chiếc bạch sắc thuyền lớn xuất hiện ở chân trời, chính là băng sư hào. Vương Trường Sinh chờ nhân đứng ở phía trên, thần sắc của bọn hắn khác nhau. Nếu không phải có băng sư hào, bọn hắn khẳng định không theo kịp. Diệp Ngọc Hoàng tự mình khống chế băng sư hào, tốc độ đặc biệt nhanh. Ngoại trừ phi hành tốc độ rất nhanh, băng sư hào chiến lực cũng không nhỏ. Lâm đạo hữu hẳn là tại trong đạo trường tầm bảo. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, Vương Anh Kiệt phái nhân thông tri trấn hải cung đồng thời, cũng phái nhân thông tri thiên hà kiếm tôn đi, đi vào tầm bảo, có thể được đến bảo bối gì, tự xem vận khí cùng thực lực, Diệp Ngọc Hoàng trầm giọng nói, pháp quyết vừa bấm, băng sư hào sáng lên một đạo chướng mắt bạch quang, trong nháy mắt chui vào cửu sắc quang môn không thấy. Vương Trường Sinh cảm giác thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh linh khí dư thừa không gian, nơi xa là một mảnh liên miên chập trùng xanh biếc sơn mạch, yêu cầm ở trên không xoay quanh bất định. Trên đường tới, Trần Nguyệt Dĩnh nói với bọn hắn một cái tự mình tại đạo trường tao ngộ, theo Diệp Ngọc Hoàng giới thiệu, đạo trường diện tích so thiên linh đại lục còn muốn đại, tăng thêm đạo trường tồn tại cấm chế cường đại, đại thừa tu sĩ muốn đi dạo xong đạo trường cũng không dễ dàng. Diệp Ngọc Hoàng Pháp quyết vừa bấm, băng sư hào rơi vào một mảnh đất trống trải thượng diện, Vương Trường Sinh chờ nhân lần lượt xuống thuyền. Vương Đạo Hữu, Trần Đạo Hữu, các ngươi cẩn thận một chút, có khả năng tìm tới thứ gì, tự nhìn vận khí của các ngươi. Diệp Ngọc Hoàng thu hồi băng sư hào, mang theo trên trăm tên tộc nhân hướng về một mảnh hồng sắc rừng trúc chạy đi nàng đem một chút địa phương nguy hiểm nói cho Vương Trường Sinh ba người, có thể làm cứ như vậy nhiều. Bọn hắn không có khả năng cùng một chỗ tầm bảo, hiệu suất quá thấp không nói, lấy được bảo vật cũng không tốt phân phối. Bọn hắn có đưa tin bảo vật, tại trong phạm vi nhất định, đều có thể liên hệ, thuận tiện trợ giúp tan thun thuyên, chấm công Trần Nguyệt Dĩnh mang theo Triệu Vân Tiêu chờ nhân hướng về một mảnh màu xanh thảo nguyên chạy đi, Triệu Vân Tiêu, Tần Thiên Tuyết, Lý Giao Giao, Trình Chấn Vũ, Trịnh Nam, Lâm Hữu Hân đều ở bên trong, vương gia xúc động không ít cao thủ, ngoại trừ vương nhất đao vương thanh phong đổng tuyết ly vương anh kiệt liễu hồng tuyết vương nhất băng vương xuyên minh vương ngọc lam vương vĩnh an lam phúc không cung thị minh mộ dung ngọc sương vương đức phong vương viễn vi vương tông vân vương viễn giang long ngọc phỉ chờ thập bát tên hợp thể tu sĩ còn có hơn 50 tên luyện hư tu sĩ vương thận phong vương quảng minh vương luân diễm tô ngọc hoa vương thận long vương quảng kỳ vương quảng lân vương thận minh đều ở bên trong Vương gia hợp thể tu sĩ có hơn 30 người, xúc động non nửa hợp thể tu sĩ, có thể thấy được rất xem trọng lần này tầm bảo. Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết là hợp thể hậu kỳ, Vương Nhất Đao, Vương Thanh Phong, Vương Ngọc Lam, Đổng Tuyết Ly, Vương Nhất Băng, Lam Phúc Không Uông Thị Minh, Mộ Dung Ngọc Sương, Vương Tông Vân, Vương Viễn Giang, Long Ngọc Viện cùng Uông Thị Minh đều là hợp thể trung kỳ, những người khác là hợp thể sơ kỳ. Vương Nhất Đao cùng Vương Ngọc Lam đều tiến nhập Huyền Linh Thiên Tôn Đạo Trường, đây là chính bọn hắn yêu cầu. Vương Trường Sinh vốn là muốn mang Vương Ngọc Lam tiến nhập đạo trường là được rồi, đạo trường quá lớn, vạn nhất theo dị tộc đại thừa hoặc là bác giai yêu thú đánh nhau, hắn có thế không để ý tới bọn hắn. Vương Nhất Đao Minh Bạch đạo trường rất nguy hiểm, nhưng thiên tài địa bảo cũng không ít, nếu không phải Thanh Liên đảo phải có cao thủ tọa trấn, lại thêm một ít tộc nhân đang bế quan, vương gia hơn phân nửa cao thủ đều muốn tiến vào đạo trường tầm bảo. Vương Thanh Phong tế ra một khỏa hồng quang lòe lòe kim chúc viên cầu, đánh vào một đạo pháp quyết, kim chúc viên cầu sáng lên chói mắt hồng quang, tại nhất thanh cơ quan tiếng vang trong hóa thành một cái cự đại hóa hoàng sắc con nhện có thập bắt đầu liêm đao vậy chân nhện đây là một đầu thất giai khôi lỗi thú bọn hắn đi đến con nhện khôi lỗi thú trên lưng con nhện khôi lỗi thú nhanh chóng hướng về sơn mạch chỗ sâu chạy đi tiêu thất tại mênh mông trong núi lớn một mảnh âm u ẩm ướt hắc sắc rừng rậm mặt đất lá rụng có mấy xích dày chỗ rừng sâu truyền đến một trận vang dội tiếng nổ đùng đoàn bụi mù tràn ngập bên ngoài rừng rậm mặt một chỗ hư không sáng lên một đạo kim sắc lôi quang hiện ra một đầu toàn thân kim sắc cự chuẩn, bên ngoài thân máu me đầm đìa, cánh trái mơ hồ có thể thấy được bạch cốt, tan thung vin, công nhất thanh chói tai tiếng kiếm reo vang lên, một đạo lam sắc trường hồng từ chỗ rừng sâu bay ra, kim sắc cự chuẩn phun ra một đạo thô to kim sắc lôi quang, nên đón tiếp lấy, trong nháy mắt bị lam sắc trường hồng đánh trúng vỡ nát. Lam sắc trường hồng lướt qua kim sắc cự chuẩn thân thể, đem nó đầu chém xuống, một đầu mini chim cắt vừa mới ly thể, tự bị một cổ lam sắc hào quang bao lại, cuốn vào một cái lam sắc trong bình ngọc không thấy. Thiên hà kiếm tôn từ chỗ rừng sâu bay ra, rơi trên mặt đất, hắn từ kim sắc chuẩn điểu thể nội tìm được một khỏa kim sắc viên châu đo thí đi sau hiện là hấp lôi châu. Thất giai thượng phẩm hấp lôi châu, vận khí không tệ. Thiên hà kiếm tôn mặt lộ vẻ vui mừng, thu hồi kim sắc chim cắt thi thể cùng lam sắc bình ngọc. Vương gia phái nhân thông tri hắn, huyền linh thiên tôn đạo trường hiện thế, thiên hà kiếm tôn nhận được tin tức, trước tiên chạy tới mang hoang chi địa, tiến nhập đạo trường tầm bảo. Hắn người cô đơn, đệ tử đều chết tại đại thiên kiếp phía dưới, không ràng buộc, không cần chờ ai, nếu không phải vương gia tu sĩ thông tri hắn, hắn căn bản không biết huyền linh thiên tôn đạo trường hiện thế, hắn thiếu vương gia một cái đại nhân tình, ngày sau lại tìm cơ hội báo đáp vương gia. Hắn thu hồi phi kiếm, rời đi nơi đây, một mảnh rộng lớn vô biên trúc lâm, một đầu toàn thân hoàng sắc tri chu khôi lỗi chậm rãi tiến lên, vương trường sinh bọn người đứng ở phía trên. Mặt đất nằm mười mấy con toàn thân màu đỏ tri chu, bọn chúng đều không còn khí tức, hoặc bị đánh thành hai nửa, hoặc bị chém xuống đầu, Vương Thận Phong bọn người ngay tại quét dọn chiến trường. Vương Trường Sinh trên tay cầm lấy một tấm thanh sắc gia thú, trên đó viết Huyền Linh hai chữ. Vương Như Mộng bọn người theo Vạn Linh Khư đạt được một tấm đạo tràng địa đồ, trước kia Ung Như Yên theo Phi Long tán nhân tọa hóa động phủ đạt được một tấm bản đồ, khâu lại đến cùng một chỗ, bất quá hai tấm địa đồ tịnh không có trọng hợp địa phương. Bọn hắn này một đường tới, đụng phải không ít thất cấp yếu thú, những này thất cấp yếu thú tự nhiên không phải là đối thủ của bọn họ, đều bị giết. Vương Vĩnh An cầm một tấm thanh sắc gia thú, ngay tại hội họa địa đồ, hắn chịu trách nhiệm ghi chép hạ bọn hắn lộ tuyến đồ, ngày sau có thể làm một loại nội tình, về sau tộc nhân có cơ hội tiến vào đạo tràng tầm bảo, nói không chừng có thể dùng tới được. Nơi này thất cấp yếu thú cũng quá là nhiều a. À? Đại thừa tu sĩ đạo tràng có như vậy lớn a? À? Vương Anh Kiệt nghi ngờ nói. Hắn biết được đạo tràng So Thiên Linh đại lục còn muốn lớn thời điểm, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Huyền Linh Thiên Tôn không phải bình thường đại thừa tu sĩ, hắn đạo tràng lớn hơn một chút cũng không kỳ quái có lẽ không phải huyền linh thiên tôn đạo tràng, mà là một cái không biết tiểu thế giới, bị huyền linh thiên tôn cải tạo thành đạo tràng. Vương Thanh Phong phân tích nói, huyền linh thiên tôn đạo tràng tồn tại quá nhiều tranh luận, đã nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu đại thừa tu sĩ tiến vào đạo tràng tầm bảo, không có một vị đại thừa tìm tới khống chế đầu mối then chốt, triệt để trưởng khống đạo tràng. Mỗi lần đạo tràng hiện thế, đại lượng tu sĩ tiến vào đạo tràng tầm bảo, có người đạt được công pháp, có người đạt được thượng phẩm thông thiên linh bảo, có người đạt được huyền thiên tàng bảo, lấy không hết. Vương Thận Phong bọn người xử lý xong yêu thú thi thể, trở về tri chu khôi lỗi trên lưng. Vương Thanh Phong pháp quyết vừa bấm, tri chu khôi lỗi hướng lấy phía trước di động, Vương Thận Phong bọn người tế ra bảo vật mở đường, chém đứt những cái kia cản đường cây trúc. Gần nửa ngày sau, bọn hắn rời khỏi trúc lâm, một mảnh hoang vu bình nguyên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, mặt đất không có một ngọn cỏ, có thể nhìn thấy hai cổ cự đại yêu thú xác chết, Vương Quảng Minh tế ra hai cái thanh lang khôi lỗi, đây là nhị giai khôi lỗi thú, chuyên môn dùng để dò đường bọn hắn mang tới số lớn cấp thấp khôi lỗi thú, chuyên môn dùng để dò đường, toàn bộ báo hỏng cũng không đau lòng. Hai cái thanh lang khôi lỗi xông vào bên trong vùng bình nguyên, bọn chúng còn không có chạy ra bao xa, bình nguyên bên trên bất ngờ nổi lên hai đạo mấy trăm trượng cao màu xám gió lốc, trong nháy mắt đến trước mặt của bọn nó, khí lưu cường đại đưa chúng nó đẩy vào màu xám gió lốc bên trong, xoắn nát bấy, sau đó màu xám gió lốc liền tán loạn. Cung như yên thôi động ly hỏa chân đồng, tịnh không có phát hiện vết nứt không gian. Vương Quảng Minh tế ra mấy chục cái ong mật khôi lỗi, xếp thành một hàng, hướng lấy Bình Nguyên bay đi. Rất nhanh, mấy chục đạo u ám gió lốc xuất hiện tại Bình Nguyên bên trên, thẳng đến bọn chúng mà đến. Vương Trường Sinh tế ra định phong châu, bay đến ong mật khôi lỗi phía trên, quay tiếp một vòng sau, buông xuống một mảng lớn thanh quang, bao lại ong mật khôi lỗi. Màu xám gió lốc vừa chạm vào phải thanh quang, như là gặp được khắc tinh một loại, đều tán loạn. Không ngừng có màu xám gió lốc xuất hiện, vừa đụng phải thanh quang, đều tán loạn. Định phong châu là dùng định phong thạch luyện chế mà thành, chuyên môn khắc chế phong thuộc tính thần thông, đối phong thuộc tính cấm chế cũng có không tệ hiệu quả. Vương Trường Sinh thu hồi định phong châu, Vương Quảng Minh thu hồi ông mật khôi lỗi thú. Định phong châu phiêu phù ở Vương Trường Sinh bọn người trên không, buông xuống một mảnh thanh sắc hào quang, bao lại phương viên trăm trượng, tính cả tri chu khôi lỗi cũng bao lại, tri chu khôi lỗi hướng lấy bình nguyên di động. Nó vừa xuất hiện tại bình nguyên bên trên, lập tức hiện ra từng đạo u ám gió lốc, thẳng đến bọn hắn mà tới, màu xám gió lốc chạm đến thanh sắc hào quang, đều tán loạn, Vương Trường Sinh thần thức mở rộng, vẻ mặt nghiêm túc. Kể từ Huyền Linh Thiên Tôn đạo tràng hiện thế đến nay, có không ít đại thừa tu sĩ chết tại trong đạo trường, hắn cũng không nên chủ quan. Hai ngày sau, bọn hắn xuyên qua bình nguyên, một mảnh liên miên chập trùng xanh biết sơn mạch xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Vương Thông Thiên hai mắt sáng rõ, mũi nhẹ ngửi mấy cái. Hướng đông hơn 10 vạn dặm, có mấy bụi thiên hồn u liên, không có phát hiện yêu thú nào, nó ẩn nặc chi thuật tương đối lợi hại, ta tìm không thấy vị trí của nó. Vương Thông Thiên chỉ phía đông nói ra. Hắn hai mắt có thể nhìn thấy rất xa đồ vật, so với ly hỏa chân đồng còn có trên lệch rất lớn, ly hỏa chân đồng chẳng những có thể dùng tìm kiếm trận nhãn, vết nứt không gian, cũng có thể công kích địch nhân, Vương Thông Thiên hai mắt chỉ có thể dùng đến tầm bảo. Tại một chút cấm địa hoặc là đạo tràng, thần trí của bọn hắn nhận nhất định hạn chế, Vương Thông Thiên hai mắt liền có thể có tác dụng lớn. Vương Thanh Phong pháp quyết vừa bấm, tri chu khôi lỗi thú tăng thêm tốc độ hướng lấy phía đông chạy đi một đường tới bọn hắn đụng phải mấy cái thất cấp yếu thú vương nhất đao xuất thủ giải quyết tri chu khôi lỗi thú đứng tại một đầu sơn cốc hẹp dài bên ngoài cốc phía trong không có một ngọn cỏ nhìn có chút hoang vu Quân như yên thôi động ly hỏa chân đồng mở miệng nói ra có hai cái thất dai ngủ thải tích ngay tại thiên hồn u liên phụ cận trên vách đá thằng làng vương nhất đao nhướng mày nói ra ta đi hắn phụ mẫu chết trên tay tích tục hắn hận thấu thằng làng loại sinh vật này. Ngọc Sương, Vương Nhất Băng, Vương Tông Vân, các ngươi cùng nhất đao cùng một chỗ đi, cẩn thận một chút, làm không tốt là yêu thú biến dị, không thể chủ quan. Ung Như Yên phân phó nói. Đây là cấp tộc nhân luyện thủ cơ hội, cũng là một loại ma luyện. Vương Nhất Đao bốn người lên tiếng, cho mình thực hiện phòng ngự, hướng lấy cốc phía trong bay đi. Vương Thông Thiên hai mắt sáng rõ, hướng lấy nơi xa nhìn lại, tiếp tục tìm kiếm linh dược. Một trận ầm 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 tiếng đổ đùng đoàn vang lên, mặt đất rất nhỏ lắc lư một cái, sơn cốc bên phải vách đá một phân thành hai, một đạo vàng ống ánh đao khí quét sạch mà ra, mơ hồ trộn lẫn tiếng sấm nổ, khói lửa cuồn cuộn. Đông Bắc phương hướng khoảng 300 ngàn dặm, có mười mấy gốc huyết nhung thảo, niên đại cao nhất có bảy vạn năm, có hai cái sư hổ thú thủ hộ. Vương Thông Thiên chỉ Đông Bắc phương hướng, cấp cung như yên truyền âm, niên đại quá cao linh dược, hắn không lại trước mặt mọi người nói ra, làm phúc không cắt ngoại nhân tại trận, tiến vào đạo tràng phía trước, Vương Trường Sinh đem một bản vạn thảo lục giao cấp Vương Thông Thiên, đây là Vương Xuyên Lân chỉnh lý biên tập điển tịch, ghi chép hơn 10 vạn chủng linh dược ngoại hình, sinh trưởng hoàn cảnh cùng công hiệu, loại trừ vạn thảo lục, luyện khí, bố trận, chế phù, cất trụ cùng kỹ nghệ điển tịch cũng có, tàn kinh các tộc nhân liền là làm cái này. Cung Như Yên âm thầm gật đầu, bảy vạn năm huyết nhung thảo luyện chế bát giai đang dược cũng không có vấn đề gì. Có Vương Thông Thiên, bọn hắn ít đi quá nhiều đường quanh co, có thể tinh chuẩn tìm tới linh dược. Vương Nhất Đao bốn người đi ra, Vương Tông Vân ba người mặt lộ vẻ vui mừng, hai cái thất giai ngũ thải tích, đều là thất giai trung phẩm, có bốn gốc thiên hồn u liên, niên đại thấp nhất cũng có hơn ba vạn năm, niên đại cao nhất hơn năm vạn năm. Bọn hắn trở lại tri chu khôi lỗi thú trên lưng, tri chu khôi lỗi thú hướng lấy đông bắc phương hướng chạy đi, tốc độ rất nhanh, một phiến to lớn cửu sắc quan môn phiêu phù ở không trung, mười phần bắt mắt. Một vệt kim quang xuất hiện ở chân trời, cũng không lâu lắm, kim quang ngừng lại, hiện ra một chiếc vàng ống ánh phi chu, Diễm Trân mấy trăm tên tu sĩ đứng ở phía trên, thần sắc của bọn hắn khác nhau. Diễm Trân, La Tiêu, Ta Ngọc cùng Kim Lỗi bốn vị đại thừa đều tại, trừ cái đó ra, còn có 50 năm vị hợp thể tu sĩ cùng hơn 200 danh luyện hư tu sĩ. Kim Si tộc hợp thể tu sĩ có 15 người, Tinh Hỏa tộc cùng Dạ Xoa tộc đều ra động 20 danh hợp thể tu sĩ. Luyện hư tu sĩ hơi yếu một chút, chủ yếu là cấp hợp thể tu sĩ trợ thủ, trước đây cũng có luyện hư tu sĩ tiến nhập đạo trường tầm bảo, đồng dạng sống đi ra, cũng không phải tu vi thấp, tự nhất định thân tử đạo tiêu, vận khí cũng là rất trọng yếu. Huyền Linh Thiên Tôn Đạo Trường, Kim Lỗi thần sắc kích động, cư hắn biết, Huyền Linh Thiên Tôn Đạo Trường là huyền dương giới nổi danh nhất địa phương, cũng là nhiều cái đại tộc công nhận lớn nhất tầm bảo địa. Quảng Vân Giới, Càng Quan Giới, Thiên Chu Giới, Công Luân Giới mấy chục cái giao diện bộ phận tu sĩ may mắn tiến nhập đạo trường tìm bảo, có tu sĩ vận khí nghịch thiên, đạt được huyền thiên chi bảo, có tu sĩ rất kém cỏi, tiến nhập đạo trường không bao lâu tự bị bác giai yêu thú diệt sát. Ngoại trừ đạo trường diện tích ngoại, đạo trường thiên tài địa bảo đông đảo, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng. Quảng vân giới hứa gia trước kia là một cái tiểu tộc, truyền thừa hơn 10 vạn năm, tu vi cao nhất tộc nhân chính là luyện hư kỳ nhất trực phát triển không nổi, thật vất vả xuất một vị đại thừa tu sĩ thương nguyên thần quân, thương nguyên thần quân đến huyền dương giới du lịch, may mắn tiến nhập huyền linh thiên tôn đạo trường tầm bảo, cũng không biết được cái gì thiên tài địa bảo, năm vạn năm bên trong, hứa gia thêm ra 7 vị đại thừa tu sĩ, trở thành quảng vân giới đứng hàng đầu thế lực. Hướng về đại tộc phát triển, lực áp kim si tộc. Vận khí nghịch thiên nhất chính là quảng vân tán nhân, hắn là một tên tán tu, luyện hư kỳ thời điểm, hắn may mắn đi theo đại thương minh vượt giới bảo thuyền đến huyền dương giới du lịch, tiến nhập đạo trường tầm bảo, từ đây tu vi đột nhiên tăng mạnh, lên cấp đại thừa không nói còn được đến một kiện huyền thiên chi bảo, tư quảng vân tán nhân bàn giao, huyền thiên chi bảo là theo đạo trường đạt được. Quảng vân giới đại tộc xích nhung tộc nói là theo bọn hắn trên tay cướp đi, Xuất động ba vị đại thừa truy sát Quảng Vân Tán Nhân, Quảng Vân Tán Nhân diệt một người, trọng thương hai người, danh chấn Quảng Vân Giới. Trận chiến kia qua đi, Quảng Vân Tán Nhân cũng mất tích. Mấy vạn năm sau, Quảng Vân Tán Nhân lần nữa lộ diện, lấy đại thừa hậu Kỳ Tu Vi Dết vào xích nhung tộc tổ địa, nhất cử đạp bình xích nhung tộc, khai tông lập phái, thành lập Quảng Vân Tông. Cho đến ngày nay, Quảng Vân Tông đã là Quảng Vân Giới số một số hai thế lực lớn, xích nhung tộc thì tiêu thất tại lịch sử Trường Hà bên trong. Quảng Vân Tán Nhân là hơn 200.000 năm trước đại năng, đã sớm không lộ diện, có người nói phi thăng tiên giới, cũng có nhân nói chết tại đại thiên kiếp dưới, Quảng Vân Tông Cao tầng tự nhiên thừa nhận loại trước thuyết pháp, Quảng Vân Tán Nhân bị Quảng Vân giới đông đảo tu sĩ coi là mẫu mực, lấy tán tu thân phận lên cấp đại thừa, một người diệt một đại tộc, khai tông lập phái, đây là phong quan đến mức nào. Kim lỗi muốn là cũng nhận được một kiện huyền thiên chi bảo, dẫn đầu kim si tộc đi về phía huy hoàng, vạn tộc thần phục, quan tông diệu tổ. Đi thôi, hy vọng có thể đạt được đồ tốt. Kim lỗi pháp quyết vừa bấm, kim sắc phi chu linh quang phóng đại, bay vào cửu sắc quang môn. Bọn hắn cảm giác thấy hoa mắt, xuất hiện tại một cái cự đại trong động quật, thạch bích cập ghềnh, góc dưới bên trái có một cái hơn trăm trượng đại ao nước, ao nước thượng diện nổi lơ lửng một đóa cửu u nguyệt liên. Hai cái ngũ thải ban lan con cốc ghé vào ao nước phụ cận, thấy bọn nó khí tức, rõ ràng là thất giai yêu thú. Cửu u nguyệt liên. Vận khí của chúng ta không sai, vừa tiến vào đạo trường, liền đạt được cửu u nguyệt liên la tiêu thần sắc kích động dạ xoa tộc phụ trợ xung kích đại thừa linh đang dịu dược sớm đã dùng xong có cửu u nguyệt liên hạt sen nói không chừng có thể lại bồi dưỡng được một tên đại thừa tu sĩ diễm trân mặt lộ vẻ vui mừng hai cái thất giai yêu thú tự nhiên ngăn không được bọn hắn rất nhanh liền bị bọn hắn diệt sát xá ngọc chân thủy cùng cửu u nguyệt liên bị bọn hắn chia hết bay ra động quật một mảnh xanh biết sơn mạch xuất hiện ở trước mặt bọn họ la đạo hữu diễm đạo hữu chúng ta đều bằng bản sự tầm bảo gặp được cường địch phát tín hiệu hoặc là đưa tin, có thể thu được, ta nhất định tới trợ giúp. Kim lỗi nói xong lời này, mang theo tộc nhân rời đi. Diễm Trân cùng La Tiêu mang theo tộc nhân của mình hướng về phương hướng khác nhau chạy đi, một gốc cửu U Nguyệt Liên ba nhà phân, ai cũng ngại ít. Tách ra tầm bảo, đạt được bảo vật chính là mình, nhất tọa vạn mẫu đại to lớn hồ nước, nước hồ là màu đen, mười mấy con toàn thân màu xanh biết cá sấu té ở bên hồ không có khí tức, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Vương Thận Phong chờ nhân ngay tại quét dọn chiến trường, Vương Thông Thiên thôi động linh mục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, dựa vào sự giúp đỡ của hắn vương gia đã tìm được hơn 30 gốc 3 vạn năm lấy trên linh dược, năm cao nhất là một gốc 7 vạn năm huyết nhung thảo. Vương Thông Thiên nhướng mày, hít sâu một hơi, pháp lực rót vào trong đôi mắt, đôi mắt tách ra chướng mắt linh quang, phương hướng tây bắc 50 vạn dặm ngoại, có hai gốc bát bảo lưu ly liên, có một đầu một yêu thủ hộ. Vương Thông Thiên mở miệng nói ra. Bác bảo lưu ly liên. Vương Nhất Đao băng lãnh gương mặt lộ ra một vòng tiếu dung, có này hai gốc bát bảo lưu ly liên có thể đem ra sản xuất bát bảo lưu ly nhưỡng này tử cùng ngũ lôi hóa linh đang có dị khúc đồng công chi diệu có thể tăng cường nhục thân ngăn cản lôi kiếp năng lực vương trường sinh gật gật đầu trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười rời đi đạo trường nhất định phải thật tốt ban thưởng vương thôn thiên mới được vương thận phong chờ nhân xử lý xong yêu ngạc thi thể trở lại nhận khôi lỗi trên lưng vương thanh phong pháp vừa bấm nhận khôi lỗi nhanh chóng hướng về phương hướng tây bắc di động nó vừa đi tới hơn trăm dặm nhất thanh quái dị trí cực tiếng thú gào vang lên, vương trường sinh cùng uông như yên nhướng mày hơi có khó chịu. Vương nhất đao chờ đầu người choáng hoa mắt, toàn thân bất lực, tê liệt ngã xuống tại nhện khôi lỗi thú trên lưng. Vương trường sinh tế ra một đầu phi ưng khôi lỗi, phân ra một sợi phân thần, bám vào phi ưng khôi lỗi trên thân, phi ưng khôi lỗi hướng về không trung bay đi, tốc độ rất nhanh. Nửa khắc đồng hồ sau, vương trường sinh sắc mặt ngưng tụ, bát giai yêu thú. Thanh phong, các ngươi lưu tại nơi này, chúng ta qua. Vương Trường Sinh phân phó nhất thanh, tế ra thanh loan chu, cùng Uông Như Yên đi tới, hắn pháp quyết vừa bấm, thanh loan chu hóa làm một đạo màu xanh trường hồng phá không mà đi, dọc theo phi ưng khôi lỗi lộ tuyến trước tiến. Vương Thanh Phong chờ nhân thả ra khôi lỗi thú đề phòng, khôi lỗi thú là tử vật, chỉ cần bọn hắn có thể vận dụng thần thức, liền có thể khống chế. Cũng không lâu lắm, Thanh Loan Chu dừng ở một ngọn núi cao đỉnh chóp, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sắc mặt ngưng tụ. Thuận ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, xa xa một mảnh đất trống trải, có thể nhìn thấy một cái toàn thân màu đỏ thắt đầu cự mãn cùng một đầu toàn thân lam sắc cự viên tranh đấu, cự viên nghe răng trợn mắt, mắt lộ ra hung quang. Thất thủ diễm mãn. Huyền thủy viên. Hung Như Yên nhận ra hai loại yêu thú, bọn chúng đều là bát giai yêu thú. Thất thủ diễm mãn trên không có một cái hồng sắc chân long hư ảnh, huyền thủy viên trên không có một cái cự viên hư ảnh, thất thủ diễm mãn trên người lân phiến tróc ra không ít, máu me đầm đìa, ở vào hạ phong, huyền thủy viên trên thân có hỏa thiêu vết tích, thương thế cũng không nặng, hiển nhiên chiếm thượng phong. Huyền thủy viên có được sơn nhạc cự viên huyết mạch, thất thủ diễm mãn có được hỏa thuộc tính chân long huyết mạch, bọn chúng đều là bác giai hạ phẩm, bất quá huyền thủy viên hiển nhiên càng hơn một bậc. Phu nhân, đồng loạt ra tay giết huyền thủy viên. Vương Trường Sinh cấp ung như yên truyền âm, mặt mũi tràn đầy sát khí. Hắn nhớ tới tiếp tục cái kia huyết nhục linh khôi, nếu như là đem bác giai huyền thủy viên giết chết, đem nó thi thể luyện chế thành huyết nhục linh khôi, vương viên thi triển bí pháp có thể khu sử huyết nhục linh khôi cũng là một chủng nội tình thất thủ diễm mãn thi thể cũng có thể luyện chế thành huyết nhục linh khôi, tìm tới có được hỏa thuộc tính chân long huyết mạch yêu thú, ban thưởng khai linh đan, giúp đỡ hóa hình, liền có thể khống chế, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, không phải chọn một, Vương Trường Sinh tuyển chọn Huyền thủy viên. Thanh niên đảo bốn phía là biến cả, uy bi hiếp chủ yếu là hải vực phương hướng địch nhân, bắt giai Huyền thủy viên luyện chế thành huyết nhục linh khôi, rất thích hợp ở trên biển đấu pháp. tục cái kia huyết nhục linh khôi tinh thông thổ thuộc tính thần thông, nhưng nó ở trên biển đấu pháp không thể phát huy ra thực lực lớn nhất. Tu sĩ nhân tộc. Thất thủ diễm mãn miệng nói tiếng người, ngữ khí băng lãnh. Huyền thủy viên cũng phát hiện vương trường sinh cùng uông như yên, ánh mắt băng lãnh, huyết mạch cường đại yêu thú tu luyện tới bát giai không thể hóa thành nhân hình, cũng có thể miệng nói tiếng người, tỉ như chân linh hậu duệ, trừ cái đó ra, dù là huyết mạch quá tạp, nếu là có cơ duyên, bát giai yêu thú phục dụng có thể khai linh trí linh đang diệu dược, coi như vô pháp hóa thành nhân hình, cũng có thể miệng nói tiếng người, nhưng không là tất cả bác giai yêu thú đều có thể hóa thành miệng nói tiếng người, có phần yêu thú thất giai liền có thể miệng nói tiếng người, ngoại trừ. Tự thân huyết mạch, cùng cơ duyên cũng khá liên quan chấm tan thung viên chấm công tu tiên giả muốn tiến giai đại thừa kỳ, pháp tướng nhất định phải viên mãn, đồng thời cùng tự thân hợp làm một thể, nhưng yêu không giống, bọn chúng có tự mình đặc biệt tu hành phương thức, không cần đem pháp tướng cô động viên mãn, cũng có thể tiến vào đại thừa kỳ, đại đạo 3000, bàn môn 800, đều có thể thành tiên. Giết bọn hắn chúng ta lại nhất quyết thắng bại. Huyền Thủy Viên mở miệng nói ra, ngữ khí băng lãnh, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nghe lời này, bật cười. Ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi có bản lãnh gì. Vương Trường Sinh cười lạnh một tiếng, tay phải hiện ra một đoàn chướng mắt lam quang, hướng về hư không quanh một cái mà đi. Chỉ nghe nhất thanh chói tai tiếng xé gió lên, thất thủ diễm mãn trước người hư không tạo nên một trận gần sóng, một đầu mấy trăm trượng đại lam sắc quyền ảnh lóe lên mà xuất, thẳng đến thất thủ diễm mãn mà đi huyền thủy viên nhục thân cường đại cũng không tốt đối phó trước bóp quả hồng mềm lại đến diệt sát huyền thủy viên ung như yên lấy ra một chi màu xanh nhạt phù bút phù bút đỉnh khắc lấy một đóa sinh động như thật màu xanh liên hoa bút trên thân khắc lấy thanh liên hai chữ linh khí kinh người thanh liên bút lấy mười mấy vạn năm cửu nguyên huyền một cùng bát giai cửu vĩ miêu sợi râu làm tài liệu luyện chế mà thành thượng phẩm thông thiên linh bảo ngoại trừ dùng tới luyện chế phù triện cũng có thể lấy ra công kích địch nhân ung như yên cầm trong tay thanh liên bút Tại hư không nhẹ nhàng một trận vung vẩy, hư không chấn động vặn vẹo, một đầu sinh động như thật màu xanh phượng hoàng lăng không hiển hiện, tại một trận thanh tịnh phượng gáy âm thanh bên trong, màu xanh phượng hoàng cánh nhẹ nhàng một cái, thẳng đến huyền thủy viên mà đi, tốc độ rất nhanh. Thất thủ diễm mãn một cái đầu phun ra một đạo thô to kim sắc hỏa diễm, đánh tan lam sắc quyền ảnh, huyền thủy viên một quyền đánh ra, đem màu xanh phượng hoàng đập vỡ nát, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Bầu trời tối xuống, một đoàn to lớn lam sắc đám mây xuất hiện ở trên không lam sắc đám mây kịch liệt lăn lộn phía sau hạ lên mưa to dọc mưa một cái mơ hồ hóa thành từng thanh từng thanh lam sắc thủy nhận từ trên cao chém xuống đồng thời hư không hiện ra đại lượng lam sắc hơi nước nhanh chóng hóa thành một mảng lớn xanh thẳm nước biển nước biển theo bốn phương tám hướng bôn dũng mà đến mục tiêu trực chỉ thất thủ diễm mảng, thất thủ diễm mảng bốn quả đầu cắt phun ra một cổ thô to hỏa diễm bốn cổ hỏa diễm nhan sắc khác nhau ầm ầm tiếng nổ đùng đoàn vang lên nước biển cùng hỏa diễm chạm vào nhau nhanh chóng hóa thành một trận bạch vụ phương viên trăm dặm bị bạch vụ bao lại. Hư không ba động cùng một chỗ, một đầu xanh mông mông đại thủ không có dấu hiệu nào xuất hiện tại thất thủ diễm mãn trên đỉnh đầu, bàn tay lớn màu xanh lam bên ngoài có thể nhìn thấy một cái sinh động như thật kỳ lân, chính là kỳ lân diệt tiên thủ. Chân long hư ảnh mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một cổ thô to xích sắc hỏa diễm, đóng lấy kỳ lân diệt tiên thủ. Một tiếng vang trầm, xích sắc hỏa diễm bị kỳ lân diệt tiên thủ vỗ nát bấy, kỳ lân diệt tiên thủ đập vào chân long hư ảnh thượng diện, chân long hư ảnh phát ra nhất thanh thê lương tiếng long ngâm hóa vị điểm điểm linh quan tán loạn không có cô động viên mãn pháp tướng căn bản ngăn không được kỳ lân diệt tiên thủ một kích thất thủ diễm mãn một cái đầu phun ra một cổ bạch sắc hào quang bao lại kỳ lân diệt tiên thủ kỳ lân diệt tiên thủ nhanh chóng kết băng sát theo đó hai đoàn thô to hỏa diễm bay vụt mà đến đánh tan kỳ lân diệt tiên thủ dày đặc lam sắc thủy nhận kích xạ mà đến phần lớn bị thất thủ diễm mãn chặn ngẫu nhiên có cá lọc lưới đánh vào thất thủ diễm mãn trên thân truyền ra một trận phanh phanh trầm đục thất thủ diễm mãn lông tóc không hư hại một đạo lam sắc thủy nhận đánh vào thất thủ diễm mãn trên thân trong nháy mắt tán loạn hóa thành một mảng lớn lam sắc hơi nước lam sắc hơi nước sáng rõ hóa thành vương trường sinh bộ dáng hắn tay trên cầm huyền ngọc càng không côn thần sắc băng lãnh than thung vinh cong một cái dài mười trượng lam sắc cự nhận theo mi tâm của hắn bắn ra chính là diệt thần nhận chuyện đột nhiên xảy ra thất thủ diễm mãn căn bản tới không kịp tránh đi bảy viên đầu đồng thời mở ra huyết bồn đại khẩu phun ra một đạo thô to hỏa diễm, thẳng đến vương trường sinh mà đi. Vương trường sinh thân thể một cái mơ hồ, một hóa mười, mười tên vương trường sinh đem thất thủ diễm mãn bao bọc vây quanh. Bảy đạo nhan sắc khác nhau hỏa diễm lần lượt đánh vào vương trường sinh trên thân, vương trường sinh lập tức hóa thành điểm điểm hơi nước, biến mất không thấy. Diệt thần nhận đánh vào thất thủ diễm mãn trên thân, thất thủ diễm mãn thân thể rung rẩy một cái, phát ra tiếng kêu thống khổ. Diệt thần nhận mặc dù vô pháp hủy đi thất thủ diễm mãn thức hải, cũng có thể ảnh hưởng một đoạn thời gian, cái này đủ. Một tên vương trường sinh bên ngoài thân lam quan sáng rõ, một cái hắc mông mông hình người hư ảnh đỉnh đầu hiển hiện, nhanh chóng với hắn hợp làm một thể, giống như mặc vào một kiện hắc mông mông áo giáp một loại bảo vệ toàn thân. Vương trường sinh huy động huyền ngọc càng không côn, nương theo lấy một trận chói tai tiếng xé gió lên, viễn hóa ra từng tòa bạch sắc đại sơn, đánh tới hướng thất thủ diễm mãn bảy cái đầu. Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, thất thủ diễm mãn ngủ cái đầu bị bạch sắc côn ảnh đánh trúng, rũ xuống đi, hai cái đầu tránh đi, khổng lồ thân eo đột nhiên quét qua, đập vào vương trường sinh trên thân, truyền ra, phanh, nhất thanh, thô to mãn đuôi cuốn lấy vương trường sinh thân thể, nhanh chóng nắm chặt, hai cái đầu phân biệt phun ra một cổ màu xanh hỏa diễm cùng một cổ kim sắc hỏa diễm, đánh vào vương trường sinh trên thân. ầm ầm tiếng vang, cuồn cuộn liệt diễm che mất vương trường sinh thân ảnh, thất thủ diễm mãn hai cái đầu hàm dưới một trương, một cổ tanh hôi chí cực mùi tuôn trào ra, hai tấm huyết bồn đại khẩu chui vào liệt diễm bên trong, truyền ra, phanh phanh, hai tiếng trầm đục thất thủ diễm mãn hai cái đầu bay rớt ra ngoài đầu lõm dẹp xuống dưới con mắt lộ ra tự hồ là bị vật nặng đánh tạo thành thương thế hỏa diễm tán đi vương trường sinh hoàn hảo không chút tổn hại dùng minh hà chi thủy cô động pháp tướng pháp tướng theo vương trường sinh hợp làm một thể căn bản không e ngại phổ thông hỏa diễm nung khô nếu như kim ô chân hỏa chu tước chân diễm phật đà chân hỏa nam minh ly hỏa chờ đại danh đỉnh đỉnh hỏa diễm kia lại khác nói huyền ngọc càng không côn là thượng phẩm thông thiên linh bảo thất thủ diễm mãn theo huyền thủy viên đấu pháp đã bị trọng thương vương trường sinh không có phí cái gì khí lực tự giải quyết thất thủ diễm mãn nếu như thời kỳ toàn thịnh thất thủ diễm mãn vương trường sinh cũng không có nhanh như vậy giải quyết này yêu vương trường sinh tế ra một cái màu xanh bình ngọc thu lấy thất thủ diễm mãn tinh hồn lúc này huyền thủy viên đang cùng uông như yên truyền đấu nó lực lớn vô cùng thôi động pháp tướng song quyền hướng về hư không đập tới chỉ nghe một trận chói tai tiếng xé gió lên dày đặc lam sắc quyền ảnh thẳng đến uông như yên mà đi Ung Như Yên hai tay ôm một cái màu xanh tỳ bà, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tỳ bà dây đàn, một đạo đạo lam sắc sóng âm bao phủ mà xuất nghênh đón tiếp lấy, đồng thời đỉnh đầu nữ tử hư ảnh thổi sáo ngọc, nương theo lấy một trận dùng dập tiếng địch vang lên. Lam sắc quyền ảnh theo lam sắc sóng âm chạm vào nhau, đồng quy vu tận, cường đại khí lãng đem phương viên trăm dặm đánh rách, từng tòa sơn phong sụp đổ, mặt đất chia năm xẻ bảy, thảo một trực tiếp hóa thành nhỏ bé mảnh gỗ vụn. Một cái chảy xiết trường hà thẳng đến ung như yên mà đến, những nơi đi qua, hư không phát ra ong ong thanh âm hung như yên bên ngoài thân hiện lên xuất vô số huyền ảo âm phù đồng thời thôi động phát tướng tay phải hướng về hư không vỗ một trận tiên âm vang lên một đầu trải rộng huyền ảo âm phù bàn tay lớn màu xanh lam lăng không hiển hiện chụp về phía lam sắc trường hà ầm ầm tiếng vang lam sắc trường hà đánh tan bàn tay lớn màu xanh lam hung như yên tế ra phần thiên phiến nhẹ nhàng một cái một mảng lớn xích sắc hỏa diễm bao phủ mà xuất thẳng đến lam sắc trường hà mà đi một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên hỏa diễm chia năm xẻ bảy bốc lên một mảng lớn lam sắc hơi nước lam sắc trường hà bôn dũng mà lên hóa thành huyền thủy viên bộ dáng song quyền khẽ động đánh tới hướng ung như yên nữ tử hư ảnh tay phải hướng về hư không vỗ hư không truyền ra ông ông trầm đục một đầu trải rộng huyền ảo âm phù lam sắc cự chuẩn lóe lên mà xuất chụp về phía huyền thủy viên huyền thủy viên đỉnh đầu cự viên hư ảnh đấm ra một quyền đánh tan bàn tay lớn màu xanh lam ung như yên chân phải đi mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái thân hình rút lui vô số lam sắc hơi nước hiện lên hóa thành vương trường sinh bộ dáng vương trường sinh theo pháp tướng hợp làm một thể huy động huyền ngọc càng không côn nên đón tiếp lấy phanh phanh hai tiếng trầm đục vương trường sinh cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn bay rớt ra ngoài hổ khẩu rung lên không hổ là có được sơn nhạc cự viên huyết mạch một thân cự lực liền vương trường sinh đều muốn kém không ít cứ như vậy vương trường sinh không phải giết nó không thể một trận hải khiếu tiếng vang lên đại lượng nước biển từ bốn phương tám hướng bôn dũng mà đến phá tan đại lượng sơn phong cùng cây cối vạn hải quy xuyên huyền thủy viên ngửa đầu thét dài phun ra một cổ lam vũ lất vất sóng âm hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi đồng thời đại lượng nước biển tại nó bên người hiện lên hình thành một cái cự đại lam sắc màn nước chảy xiết nước biển sông hủy lam sắc sóng âm lam sắc màn nước cũng ngăn không được rất nhanh liền vỡ vụn bất quá đúng lúc này cự viên hư ảnh phun ra một cổ hoàng sắc hào quang bao lại bôn dũng mà đến nước biển nước biển giống như bị định trụ ngừng lại hư không ba động cùng một chỗ kỳ lân diệt tiên thủ vừa hiện mà xuất từ trên trời giáng xuống, chụp về phía huyền thủy viên. Cự viên hư ảnh hai tay đi đỉnh đầu vỗ, ngăn trở kỳ lân diệt tiên thủ, tự thân cũng hóa thành điểm điểm linh quan tán loạn, nếu như ngưng luyện viên mãn pháp tướng, cũng không trở thành bị hủy. Huyền thủy viên kêu lên một tiếng đau đớn, cũng không lo ngại. Nhân cơ hội này, vương trường sinh ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, nước biển bên trong sáng lên 18 đạo chướng mắt lam quang, thập bát khỏa định hải châu lăng không hiển hiện, hình thành một cái cự đại hóa lam sắc màn nước giống như một cái tự đại lam sắc bát sứ, đem huyền thủy viên móc ngược ở bên trong, huyền thủy viên thực lực quá mạnh, đây là thứ yếu, Vương Trường Sinh như muốn thi thể luyện chế thành huyết nhục linh khôi, nhất định phải muốn tận khả năng bảo trì thi thể hoàn chỉnh tính, muốn là vận dụng trọng lượng hình bảo vật đem nó tạp thành thịt nát, vậy liền vô pháp dùng đến luyện chế huyết nhục linh khôi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại một ngọn núi cao thượng diện, Uông Như Yên thân trước trưng bày một khung kim sắc phượng vĩ cầm, 10 ngón lướt qua dây đàn, đàn tấu đứng lên nhưng ung như yên vận dụng âm luật thần thông diệt sát huyền thủy viên huyền thủy viên thi thể có thể bảo tồn hoàn chỉnh dạng này tương đối ổn thỏa vương trường sinh cùng ung như yên bên ngoài thân lam quan đại phóng ung như yên khí tức tăng lên không ít không thể đạt tới trung kỳ tiêu chuẩn đại thừa kỳ là một đạo đường ranh giới vô luận là thần thức vẫn là pháp lực đều mạnh hơn xa hợp thể kỳ đại thừa sơ kỳ theo đại thừa trung kỳ trên lệch rất lớn bọn hắn pháp lực điệp gia cũng vô pháp đạt tới đại thừa trung kỳ cũng liền so đại thừa sơ kỳ cường một điểm cường một chút cũng rất không tệ một trận du dương tiếng đàn vang lên, truyền khắp phương viên vạn dặm. Huyền thủy viên phát hiện mình bị vây ở lam sắc màn nước bên trong, đột nhiên giận dữ, phát ra nhất thanh tiếng cầm gừ phẫn nộ, hóa thành một đạo lam sắc trường hồng hướng về lam sắc quan mạc bay đi, đến màn mặt vách trước, nó song quyền đánh tới hướng lam sắc màn bích, truyền ra phanh phanh trầm đục. Thập bát khỏa định hải châu vây khốn nó, nó nào có dễ dàng như vậy thoát khốn. Huyền thủy viên thôi động pháp tướng, công kích lam sắc màn bích, kết quả cũng giống vậy. Thời gian từng giờ trôi qua, huyền thủy viên công kích càng ngày càng yếu, phản ứng càng ngày càng chậm. Một chén trà thời gian phía sau, huyền thủy viên đình chỉ công kích lam sắc màn bích, sắc mặt đỏ bừng lên, ánh mắt mê ly, tự hồ lâm vào trong ảo cảnh. Huyền thủy viên đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, kỳ lân diệt tiên thủ vừa hiện mà xuất, chụp về phía huyền thủy viên. Huyền thủy viên bị kỳ lân diệt tiên thủ vỗ trúng, như cùng diều bị đứt dây bình thường, bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi. Cung như yên duỗi ra hai ngón tay, hướng về phía hư không nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo lam vũ lất phất vòng sáng bao phủ mà xuất, nhanh chóng mở rộng lam sắc vòng sáng những nơi đi qua, hư không vỡ ra đến, từng tòa sơn phong nổ bể ra tới. Lam sắc màn nước tạo nên một trận gần sóng, hiện ra một đạo to lớn lỗ hổng. Huyền thủy viên hóa thành một đạo lam sắc trường hồng, hướng về lỗ hổng bay tới, trong nháy mắt đến lỗ hổng trước mặt, nó vừa rồi tại diễn kịch, quá mức y như thật, đem vương trường sinh đều lừa gạt, lúc này, lam sắc vòng sáng cũng đến lỗ hổng phụ cận, theo huyền thủy viên đụng phải. Huyền thủy viên song quyền khẽ động, đánh tới hướng lam sắc vòng sáng. Phanh phanh, hai tiếng, huyền thủy viên phun ra một nguồn máu tươi, bay trở về lam sắc màn nước bên trong, thân thể cao lớn đụng hỏng một ngọn núi. Cặp mắt của hắn đột xuất, mặt lộ vẻ thống khổ. Diệt linh huyền âm, hung như yên tiếng giai đại thừa kỳ nắm giữ mới thần thông, đây là một môn phạm vi lớn công kích thần thông, lực phá hoại so thiên âm diệt linh kiếm còn cường đại hơn, thiên âm diệt linh kiếm nhằm vào cá thể. Diệp Linh Huyền Âm nhằm vào một mảnh phạm vi, tan com Thuyên như yên tay áo lắc một cái, một cái tử quan lấp lóe dao găm bắn ra, trên thân đao bọc lấy một cổ ngọn lửa màu tím, chính là tử la nhận, này bảo là thượng phẩm thông thiên linh bảo, được từ dịch hâm. Tử la nhận rất nhanh liền đến huyền thủy viên trước mặt, nó dãy dụa lấy đứng lên, một quyền đánh phía tử la nhận, khanh một tiếng vang trầm, tử la nhận bay rớt ra ngoài, một cổ ngọn lửa màu tím che mất huyền thủy viên thân thể. Vương trường sinh ngón tay hướng hư không một điểm, nhất thanh tiếng xé gió lên, một đạo lam sắc trường hồng bắn ra, tại hư không lưu lại một đạo thật dài bạch ngấn. Huyền Thủy Viên muốn tránh đi, một cổ vô hình áp lực từ bốn phương tám hướng đánh tới, nó nhiều chỗ kinh mạch bị chấn nát, bản thân bị trọng thương căn bản không tránh thoát được, há mồm phun ra một đạo lam sắc sóng âm, trong nháy mắt bị lam sắc trường hồng đánh tan. Lam sắc trường hồng đánh vào Huyền Thủy Viên ngực, lưu lại một cái kinh khủng huyết động, Huyền Thủy Viên phát ra nhất thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đừng giết ta, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Huyền Thủy Viên mở lời xin tha thứ. Vừa rồi ngươi cũng không được nói như vậy, ta càng ưa thích ngươi vừa rồi sắc mặt Vương Trường Sinh cười lạnh nói, Ung Như Yên ngón tay lần nữa hướng về hư không nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo lam vũ lất phất vòng sáng bao phủ mà xuất, trong nháy mắt đến Huyền Thủy Vượng trước mặt. Một tiếng hét thảm qua đi, Huyền Thủy Viên ngã trên mặt đất, bên ngoài thân vết thương không nhiều, không còn khí tức, một đầu mini viên hầu vừa mới ly thể, tự bị một cổ lam sắc hào quang bao lại, cuốn vào một cái hồ lô màu xanh lam bên trong không thấy. Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên không hẹn mà cùng thở vào nhẹ nhõm. Huyền Thủy Viên thực lực so thất thủ diễm mãn mạnh hơn nhiều, nếu không phải bị 18 khỏa định hải châu vây khốn, muốn diệt sát nó cũng không dễ dàng. Thất thủ diễm mãn thi thể thương tích không nhỏ, huyền thủy viên thi thể không chịu đến gì đó lớn thương tích, đều có thể lấy ra luyện chế huyết nhục linh khôi, liền nhìn vương trường sinh luyện khí mức độ. Vương trường sinh thu hồi thi thể của bọn nó, pháp quyết vừa bấm, 18 khỏa định hải châu hướng hắn bay tới, chui vào ống tay áo của hắn không thấy. Còn may phu nhân tiến vào đại thừa kỳ, dựa vào ta một người, muốn diệt sát hai cái bát giai yêu thú căn bản không có khả năng. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, đơn đã độc đấu, hắn diệt sát trọng thương thất thủ diễm mãn không có vấn đề, Huyền Thủy Viên liền khó nói, cũng như yên tân thần thông diệt linh huyền âm lực phá hoại kinh người, đặc biệt là nhằm vào những cái kia nhục thân cường đại địch nhân, Huyền Thủy Viên có thể ngạnh kháng thượng phẩm thông thiên linh bảo tử la nhận, tiếp một kích diệt linh huyền âm liền bị đã thương nặng, hai kích diệt linh huyền âm trực tiếp diệt sát Huyền Thủy Viên, kỳ lân diệt tiên thủ cũng phát huy không nhỏ tác dụng. Vợ chồng đồng tâm, kỹ lợi đoạn kim. hung Như Yên vừa cười vừa nói như vậy nhiều năm, dưới đại đa số tình huống, bọn hắn đều là kề vai chiến đấu. Bọn hắn trở về chỗ cũ, Vương Thanh Phong bọn người đang đứng tại tri chu khôi lỗi thú trên lưng, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Phụ thân, nương, bác giai yêu thú đâu? Vương Thanh Phong tò mò hỏi. Giải quyết, không nghĩ tới nơi này liền đụng phải bác giai yêu thú, tốt tại là bác giai hạ phẩm. Vương Trường Sinh mặt nhẹ nhõm nói ra. Liền bác giai yêu thú đều không phải là vương tiền bối đối thủ, vương tiền bối thật là tu sĩ chúng ta mẫu mực. Lam Phúc không thổi phòng đạo, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc. Trước mắt hắn là hợp thể trung kỳ, đi thanh liên đảo làm khách, cùng vương gia hợp thể tu sĩ giao lưu đạo Pháp, đúng lúc gặp huyền linh thiên tôn đạo tràng hiện thế, vương trường sinh thuận tiện kéo Lam Phúc không, đến mức có thể hay không được cái gì cơ duyên, liền xem bản thân hắn. Chúng ta đi tìm bác bảo lưu ly liên, nơi này bác giai yêu thú không ít, cẩn thận một chút. Vương trường sinh căng dặn một tiếng, cùng ung như yên đi về tri chu khôi lỗi thú trên lưng. Tri Chu Khôi lỗi thú hướng lấy tay bắt phương hướng di động, biến mất tại dãy núi ở giữa. Một mảnh rộng lớn vô biên thanh sắc trúc lâm, sâu trong rừng trúc truyền đến từng đợt vang dội tiếng sấm nổ, từng đạo thô to ngân sắc lôi quang xẹt qua chân trời, bổ về phía trúc lâm, khói lửa mạng thiên phi vũ. Một tiếng vang dội tiếng thú gào vang lên, vô số thanh sắc cây trúc nhổ tận gốc, bị tung bay đến không trung, trực tiếp hóa thành vô số vụn gỗ. Ngay sau đó, một đạo thanh sắc trường hồng theo sâu trong rừng trúc bay ra, rõ ràng là một đầu toàn thân thanh sắc bọ ngựa, bên ngoài thân bốc lên một trận khói đen, bụng có một cái kinh khủng huyết động, khí tức quể oải. Thanh sắc bọ ngựa còn không có bay ra bao xa, một đạo thanh âm vang lên như sư hống vọng vân tiêu, một đạo thô to bạch quan kích xạ mà tới, đuổi kịp thanh sắc bọ ngựa, thanh sắc bọ ngựa bị bạch quan bắn trúng, trong nháy mắt băng phong, hóa thành một tòa cự đại băng khối. Một chi vàng ống ánh lôi mâu kích xạ mà tới, kích phía trên băng khối, băng khối tứ phân ngũ liệt, tính cả thanh sắc bọ ngựa thân thể cũng tứ phân ngũ liệt. Một đầu mini bọ ngựa vừa mới ly thể, liền bị một cổ bạch sắc hào quang bao lại, cuốn vào một cái bạch sắc bình ngọc bên trong. Diệp Ngọc Hoàng bay tới, vẫy tay một cái, bạch sắc bình ngọc lặn vào ống tay áo của nàng không thấy. Nàng thu hồi thanh sắc bọ ngựa thi thể, bay trở về rừng rậm, xuất hiện tại một mảnh đất trống trải, băng sư hào phiêu phù ở giữa không trung, Diệp gia tử đệ đứng tại bông tàu, mặt đất mấp mô, có nhiều cái khói đen bốc lên hố lớn. Cách đó không xa có một khỏa hơn trăm trượng kim sắc cây cối, chỉnh cây đại thụ tỏa ra một trận yếu ớt linh quang, phiến lá trình hình tròn, ngoài mặt có một ít huyền ảo ngân sắc hoa văn, tán cây cự đại. Từ đằng xa nhìn lại, cũng như một khối cự đại bảo thạch, chiếu lấp lánh. Diệp Nhất Yến trên tay cầm lấy một đoạn lóe ra yếu ớt linh quang đầu gỗ, nói ra, đáng tiếc chỉ có hơn 5 vạn năm, luyện chế trung phẩm thông thiên linh bảo không là vấn đề. Một khỏa lưu ly một có thể luyện chế nhiều bộ phòng ngự bảo vật, nhất sâm, nhất lâm, nhất thiến, bố trận di thực đi lưu ly một. Diệp Ngọc Hoàng phân phó nói, lưu ly một sinh trưởng tốc độ chậm chạp, cứng trắng như thạch, có thể dùng tại luyện chế phòng ngự bảo vật, muốn luyện chế thượng phẩm thông thiên linh bảo, tối thiểu muốn hơn 10 vạn năm lưu ly một mới được, một khỏa hơn 5 vạn năm lưu ly một, luyện chế nhiều bộ phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo không là vấn đề, bồi dưỡng đến mười mấy vạn năm, giá trị cao hơn. Ba tên diệp gia tử đệ lên tiếng, bọn hắn lấy ra trận kỳ trận bàn, tế ra bảo vật, di thực lưu ly một. Diệp Ngọc Hoàng trên tay cầm lấy một tấm bạch sắc gia thú, phía trên hội họa lấy sơn lâm bồn địa, vài chỗ còn có tiêu ký, hắn bên trong một cái địa phương viết tiên linh hai chữ diệp ngọc hoàng mặc lộ vẻ do dự không biết rõ đang suy nghĩ gì loại trừ tốc độ phi hành so sánh nhanh băng sư hào lực công kích cũng không nhỏ bổ sung nhiều loại trận pháp có thể sớm phát hiện yêu thú tồn tại loại trừ số ít ẩn nặc chi thuật đặc biệt lợi hại yêu thú đều không thể gạt được băng sư hào bổ sung trận pháp này tiết kiệm không ít thời gian cùng tinh lực di thực đi lưu ly một sau diệp ngọc hoàng trở lại băng sư hào phía trên pháp quyết vừa bấm băng sư hào hướng lấy phía trước bay đi cũng không lâu lắm, băng sư hào liền biến mất tại trong một khu rừng rậm rạp. Một mảnh rộng lớn vô biên bình nguyên, hoàng thổ mạng thiên phi vũ, cùng phong gào thét mà qua, mặt đất mất mô, có nhiều cái khói đen bốc lên hố to. Trần Nguyệt Dĩnh đứng trên mặt đất, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, đối diện là một đầu toàn thân màu đỏ ngô công, dưới bụng là một hàng lưỡi liềm móng vuốt, ánh mắt là kim sắc, nhìn nó khí tức, rõ ràng là bát giai trung phẩm yêu thú. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, lại nhanh như vậy đụng phải bát giai trung phẩm kim diễm công, chỉ có thể nói vận khí của nàng không tốt. Nàng lưu lại đoạn hậu, để trình chấn vũ bọn người rút lui. Một tiếng ồn ào tê minh thanh âm vang lên, kim diễm công hai mắt đều bắn ra một vệt kim quang, thẳng đến Trần Nguyệt dĩnh mà tới, đồng thời không trung xuất hiện đại lượng xích sắc hỏa cầu, mỗi một khỏa đều có một gian to bằng gian phòng, mang lấy một cổ kinh người nhiệt độ cao, đập về phía Trần Nguyệt dĩnh, Trần Nguyệt dĩnh liễu mi nhíu chặt, chân phải dẫm một cái mặt đất, vô số hoàng sắc đất các đón gió bay lên, hóa thành từng nhánh hoàng sắc sa tiễn, nên đón tiếp lấy, Đồng thời một đạo mấy trăm trượng cao màu vàng tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn tại trước người. Ầm ầm tiếng vang, hoàng sắc sa tiễn cùng xích sắc hỏa cầu chạm vào nhau, đồng quy vu tận, khí lãng cuồn cuộn, từng đoàn từng đoàn xích sắc hỏa quang ở trên không sáng lên, mười phần bắt mắt, khói lửa tràn ngập. Hai đạo kim quang đánh trúng vào màu vàng tường đất, màu vàng tường đất ngoài mặt thêm ra hai cái hang lớn. Kim Diễm công phun ra một cổ kim sắc hỏa diễm, đánh vào màu vàng tường đất phía trên, màu vàng tường đất vang lên rồi ngã gục, khói lửa cuồn cuộn. Trần Nguyệt Diễm hóa thành một đạo hoàng sắc động quang, hướng lấy nơi xa bay đi. Nàng nếu là thi triển thổ động thuật chạy trốn, Kim Diễm Công có thể sẽ truy sát trình chấn vũ bọn người, nàng dự định chạy ra một khoảng cách, lại thi triển thổ động thuật vứt bỏ Kim Diễm Công. Kim Diễm Công phát ra một tiếng ồn ảo tê minh thanh âm, hóa thành một đạo kim sắc động quang đuổi theo, một người một trùng biến mất ở chân trời, một mảnh rộng lớn vô biên xanh biết sơn mạch, không trung truyền đến một trận đinh tai nhức ốc tiếng oanh minh, một đoàn to lớn xích sắc hỏa quang ở trên không sáng lên, mười phần bắt mắt hai đạo kim quang từ bên trong bay ra, chính là La Tiêu cùng Tang Ngọc, hai người mặt mày xám xịt, bên ngoài thân có bị hỏa thiêu vết tích, nhìn có chút nhếch nhác. Trống. Một tiếng vang dội tiếng gào thét vang lên, truyền vào trong tai của bọn hắn. Nghe được này thanh âm, La Tiêu cùng Tang Ngọc quá sợ hãi, giống như gặp được vật gì đáng sợ. Hư không chấn động vặn vẹo, đại lượng xích sắc hỏa cầu xuất hiện ở trên không, mỗi một khỏa đều có tiểu sơn lớn nhỏ, có trên vạn khỏa nhiều thanh thế dọa người. Trên vạn quả xích sắc hỏa cầu phá toái hư không, như là sao băng, thẳng đến La Tiêu cùng Tang Ngọc mà đi. La Tiêu pháp quyết vừa bấm, phát ra nhất thanh âm thanh sắc nhọn chói tai, phun ra một cổ kim mông mông sóng âm, nên đón tiếp lấy, xích sắc hỏa cầu theo kim sắc sóng âm chạm vào nhau, như cùng lấy trứng chọi đá, xích sắc hỏa cầu toàn bộ tán loạn. La Tiêu cùng Tang Ngọc cánh cùng phiến không ngừng, hướng về nơi xa chạy đi. Một đạo thô to xích sắc hỏa diễm cuốn tới, đánh tan kim sắc sóng âm, cường đại khí lãng đem này một mảnh hư không đánh rách một đạo hồng quang xuất hiện ở phía xa chân trời, không có qua bao lâu, hồng quang rơi trên mặt đất, ném ra một cái hố to, rõ ràng là một đầu toàn thân màu đỏ to lớn thiềm thừ, to lớn thiềm thừ sinh ra ba con kim sắc con mắt, nhìn nó khí tức, rõ ràng là bác giai thượng phẩm yêu thú. Chạy đi đâu? Ngoan ngoãn để cho ta ăn. Hồng sắc con góc miệng nói tiếng người, ngữ khí băng lãnh. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu, một cái hồng sắc lưỡi dài bắn ra, như cùng một cái hồng sắc trường tiên bình thường, chụp về phía tan ngọc. Tan Ngọc phần lưng tránh thịt nhẹ nhàng một cái, từ nguyên địa biến mất không thấy, màu đỏ lưỡi dài vỗ trúng một ngọn núi, sơn phong hóa thành chôn phấn, bụi mù tràn ngập. Trước mặt có một mảnh hoang vu bình nguyên, bầu trời đều là hôi sắc. La Tiêu tay áo lắc một cái, một cái kim quang lấp lóe phi đao bắn ra, thẳng đến hoang nguyên mà đi. Kim sắc phi đao mới xuất hiện tại hoang nguyên trên không, một đạo thô to tia chớp màu đen từ trên cao đánh xuống thẳng đến kim sắc phi đao mà đi kim sắc phi đao linh quang phóng đại tăng tốc tốc tránh đi tia chớp màu đen rất nhanh đạo thứ hai tia chớp màu đen đánh xuống. Không có qua bao lâu, kim sắc phi đao tự bị tia chớp màu đen bổ trúng, từ giữa không trung rớt xuống, linh quang ảm đạm. Hướng về nơi đó đào mệnh, chính có dạng này mới có thể tránh khai nó. La Tiêu truyền âm nói, bọn hắn mang theo tộc nhân tầm bảo, tìm được một chút năm sáu vạn năm linh dược, bỗng nhiên quát ra một đầu bát giai thượng phẩm tam nhãn diễm thiềm, ăn hết hơn phân nửa dạ xoa tộc tu sĩ, ta ngọc nếu không phải có thế kiếp bảo vật, đã bị giết. Bọn hắn cùng một chỗ đào mệnh, tam nhãn diễm thiềm theo đuổi không bỏ, cái khác giả dạ xoa tộc tu sĩ mỗi người tự chạy, tự xem ai vận khí tốt, có thể sống sót. Bọn hắn cánh nhẹ nhàng một cái, từ nguyên địa biến mất không thấy. Sau một khắc, bọn hắn xuất hiện tại hoang nguyên trên không, không trung truyền đến một trận vang dội tiếng sấm nổ, hai đạo thô to ti chớp màu đen từ trên cao đánh xuống, thẳng đến bọn hắn mà tới. La Tiêu vội vàng tế ra một mặt vàng ống ánh tấm trắng, ngăn tại trước người của bọn hắn, hai đạo ti chớp màu xám bổ vào kim sắc tấm trắng trên truyền ra phanh phanh trầm đục rất nhanh lại có hai đạo tia chớp màu đen từ trên cao đánh xuống tại đây hiển nhiên có cấm chế trừ phi bọn hắn rời đi nơi này nếu không hội nhất trực bị cấm chế công kích hai người cánh hung hăng một cái nhanh chóng hướng về bình nguyên chỗ sâu bay đi kim sắc tấm trắng vòng quanh bọn hắn xoay nhanh không ngừng ly hỏa thiềm thu hồi lưỡi dài hư không hiện lên suốt vô số xích sắt hỏa cầu đánh tới hướng la tiêu cùng tan ngọc bất quá bọn hắn độn tốc quá nhanh xích sắt hỏa cầu không thể đánh trúng bọn hắn bị bọn hắn tránh đi đại lượng xích sắc hỏa cầu nện ở mặt đất, truyền ra một trận tiếng nổ đùng đoàn vang, mặt đất thêm ra nhất cái hố to. Không có qua bao lâu, La Tiêu cùng ta Ngọc tự tiêu thất tại Bình Nguyên lên, bất quá kinh lôi thanh không ngừng, hiển nhiên bọn hắn còn không có rời đi Bình Nguyên. Coi như các ngươi hảo vận. Ly Hỏa thì miệng nói tiếng người, rời đi nơi đây, một mảnh rộng lớn vô biên rừng rậm, một đầu hình thể to lớn con nhện khôi lỗi thú nhanh chóng hướng về trước mặt di động, những nơi đi qua, cảng đường cây cối toàn bộ ngã xuống, bụi mù tràn ngập bọn hắn thuận lợi tìm được bác bảo lưu ly liên tiêu diệt một đầu thất giai thượng phẩm một yêu lấy được nó tinh hạch có thể đem ra bày trận bồi dưỡng linh dược trân quý linh quả vương trường sinh nhướng mày trầm giọng nói ra lòng đất có yêu thú nhanh tránh đi vừa dứt lời vương trường sinh chờ nhân nhau nhau hướng về không trung bay đi bọn hắn vừa rời địa mấy trăm trượng một cổ cường đại trọng lực tựu lăng không hiển hiện thân thể của bọn hắn không bị khống chế hướng mặt đất rơi xuống hung như yên phải ngón rõ sông hạ phương mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái một đạo lam vũ lất phất vòng sáng bao phủ mà xuất, nương theo lấy một trận tiên âm, thẳng đến mặt đất mà đi, lam sắc vòng sáng theo di động mở rộng, còn chưa rơi xuống đất, hư không tự vỡ ra đến, từng cây từng cây đại thụ che trời hóa thành mảnh gỗ vụn. Lam sắc vòng sáng đánh vào mặt đất, truyền ra nhất thanh đinh tai nhất ốc tiếng oanh minh, phương viên trăm dặm mặt đất nổ bể ra đến, bụi mù tràn ngập. Trọng lực giảm bớt không ít, Vương Trường Sinh chờ nhân nhau nhau hướng về không trung bay đi. Bốn đạo hoàng quang không có dấu hiệu nào từ trong bụi mù bay ra, thẳng đến bọn hắn mà tới. Là hai cái bát giai lục nhãn sa chu, chủ nhân. Vương thông thiên thần sắc khẩn trương. Vương trường sinh tay phải hướng về hư không vỗ, một đầu lam vũ lất phất kình thiên cự trưởng lóe lên mà xuất, đánh tan bốn đạo hoàng quang, đập vào mặt đất, ầm ầm tiếng vang, mặt đất thêm ra một cái cự đại trưởng ấn, bụi mù tràn ngập. Ngoài trăm dặm mặt đất nâng lên hai cái to lớn đống đất, hai cái hình thể to lớn lục nhãn sa chu từ lòng đất chui ra, một đầu là bát giai trung phẩm, một đầu bát giai hạ phẩm, thanh phong, nhất đao, các ngươi rời khỏi nơi này trước, chúng ta đoạn hậu, muộn điểm cùng các ngươi tụ hợp. Vương Trường Sinh cấp Vương Thanh Phong cùng Vương Nhất Đao truyền âm, ngữ khí trầm trọng. Bọn hắn theo bác giai yêu thú đấu pháp không để ý tới Vương Thanh Phong bọn hắn, bọn hắn tốt nhất có bao xa tránh bao xa. Vương Thanh Phong lên tiếng, tế ra một chiếc hồng quang lấp lóe phi chu, chở chúng tu sĩ rời đi, hướng về đông bắc Vương hướng phi đi, Vương Thông Thiên, Vương Lân cùng Vương Mộng Ly thì bay trở về Vương Trường Sinh linh thú trạc không thấy. Một đầu lục nhãn sa chu chui vào lòng đất, tự hồ muốn đi chặn đứng Vương Thanh Phong chờ nhân. Vương Trường Sinh ngón tay hướng hư không một điểm, nhất thanh tiếng xé gió lên, một đạo chướng mắt lam quang bắn ra, thẳng đến mặt đất mà đi. Ầm ầm tiếng vang, mặt đất nổ bể ra đến, Lục Nhãn Sa chu chui ra mặt đất, cung như yên hai tay ôm một cái màu xanh tỳ bà, ngón tay lướt qua tỳ bà dây đàn, một đạo đạo sóng âm bao phủ mà xuất, thẳng đến hai cái Lục Nhãn Sa chu mà đi, tốc độ rất nhanh. Cùng một thời gian, Vương Trường Sinh hai tay khẽ động, hướng về hư không đập tới, quyền phong như sấm, từng cái lam sắc cự quyền lóe lên mà xuất đánh tới hướng hai cái lục nhãn sa chu lục nhãn sa chu nắm giữ thạch hóa thần thông bọn hắn không dùng bảo vật thực thể công kích lục nhãn sa chu mà là dùng thuật pháp thần thông công kích bọn chúng hai cái lục nhãn sa chu cắt phát ra nhất thanh bén nhọn tê minh thanh phương viên vạn dặm mặt đất hóa thổ vì sa bụi mù tràn ngập vô số hoàng sắc sa lịch đón gió bay lên hóa thành từng cái hoàng sắc sa nhận nên đón tiếp lấy ầm ầm tiếng vang hoàng quang theo lam quang ở trên không sáng lên khí lãng như nước thủy triều hai cái to lớn hóa con nhện hư ảnh xuất hiện ở trên không bọn chúng đôi mắt cắt phun ra một đạo hoàng quang bốn đạo hoàng quang thẳng đến vương trường sinh cùng uông như yên mà đến đồng thời mặt đất trọng lực gia tăng mãnh liệt lục nhãn sa chu hàm dưới một trương các phun ra đại lượng mảnh khảnh hoàng sắc tơ nhện đánh về phía vương trường sinh cùng uông như yên uông như yên ngón tay nhanh chóng lướt qua tì bà dây đàn một đạo đạo sóng âm bao phủ mà xuất chặn bốn đạo hoàng quang hoàng sắc tơ nhện quấn quanh đến cùng một chỗ bệnh thành từng nhánh hoàng sắc trường mâu đánh tan đại lượng sóng âm. Cung Như Yên lấy ra một cái hồng quang lấp lóe quạt ba tiêu, tản mát ra kinh người hỏa linh khí ba động, rõ ràng là thượng phẩm thông thiên linh bảo phần thiên phiến. Nàng nhẹ nhàng một cái, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm bao phủ mà xuất, hóa thành một đầu hình thể to lớn xích sắc hỏa phượng, nên đón tiếp lấy, xích sắc hỏa phượng bị dày đặc hoàng sắc trường mâu xuyên thủng thân thể, xích sắc hỏa diễm thuận hoàng sắc trường mâu lan tràn, thẳng đến Lục Nhãn Sa Chu mà đi. Lục Nhãn Sa Chu miệng trong phun ra một cổ tanh hôi gây mũi hoàng sắc xương độc, hỏa diễm cuồng thiểm mà diệt. Một đầu thanh mông mông to lớn điểu trảo lăng không hiển hiện, chụp về phía lục nhãn sa chu đầu. Phanh một tiếng vang trầm, lục nhãn sa chu trên thân máu me đầm đìa, có thêm mấy đạo kinh khủng vết máu. Cùng một thời gian, vương trường sinh đỉnh đầu hư không hiện lên suốt một đầu thanh mông mông to lớn điểu trảo, hướng về nó đỉnh đầu vỗ tới. Vương trường sinh bên ngoài thân lam quang đại phóng, màu xanh điểu trảo vỗ trúng vương trường sinh, vương trường sinh hóa thành một mảng lớn lam sắc hơi nước ngoài trăm dặm hư không hiện lên xuất vô số lam sắc hơi nước hiện ra vương trường sinh thân ảnh không trung xuất hiện hai đạo thanh quan rõ ràng là hai cái hình thể to lớn kiêu điểu đầu của bọn nó trên các có một khuôn mặt người một nam một nữ bác giai nhân diện kiêu vương trường sinh cùng uông như yên sắc mặt trở nên rất khó coi nhân diện kiêu là thất thủ kiêu trực thuộc hậu duệ thất thủ kiêu thế nhưng là chân linh một trong này hai cái nhân diện kiêu đều là bác giai hạ phẩm nhưng thực lực không so bác giai trung phẩm lục nhãn sa chu yếu Nhân diện kiêu có thể triệu hoán xuất thất thủ kiêu pháp tướng, hoàn toàn không phải lục nhãn sa chu có thể so sánh. Hôm nay thu hoạch cũng không tệ lắm, có thể ăn no nê. Một đầu trên đầu sinh ra một trương nam tử khuôn mặt nhân diện kiêu mở miệng nói ra, ánh mắt lửa nóng. Cái này nhân diện kiêu phát ra nhất thanh bén nhọn chói tai tiếng chim kêu, một cái cự đại kiêu điểu hư ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu không trung, kiêu điểu hư ảnh có bảy viên đầu, sát khí trùng thiên, nhất thanh nam tử tiếng hét lớn vang lên, vang vọng đất trời, chính là trấn thần hống. Chấn thần hống ứng phó bác giai yêu thú vẫn là có nhất định hiệu quả chỉ là uy lực không có hợp thể kỳ mạnh như vậy bác giai yêu thú thức hải so thất giai yêu thú mạnh hơn nhiều không có dễ dàng như vậy thụ trọng thương nghe được này thanh âm hai cái nhân diện kiêu nhíu mày một đầu lam vũ lất phất đại thủ lăng không hiển hiện đại thủ bên ngoài có một cái sinh động như thật kỳ lân hư ảnh chính là kỳ lân diệt tiên thủ kỳ lân diệt tiên thủ thẳng đến thất thủ kiêu hư ảnh mà đi thất thủ kiêu hư ảnh linh quang phóng đại một cái đầu phun ra một đạo kim môn môn vòng sáng Kỳ Lân Diệp Tiên Thủ tốc độ rơi xuống trầm xuống. Thất Thủ Kiêu năm viên đầu con mắt các phun ra một đạo thô to linh quang, đánh tan Kỳ Lân Diệp Tiên Thủ, trực thuộc hậu duệ theo có được huyết mạch hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, cái trước huyết mạch cường đại, tương đối tiếp cận tiên tổ, cái sau đều không biết đạo gian cách bao nhiêu đời, huyết mạch đạm bạc. Dù là pháp tướng không có cô động, cũng có thế phá mất Kỳ Lân Diệp Tiên Thủ này một thần thông, đây chính là chân linh trực thuộc hậu duệ đáng sợ, cũng là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kiên kỵ nguyên nhân. Vương Mộng Ly nếu là có thể tiến giai đại thừa, không so thất thủ kiêu kém. Vương Trường Sinh cũng không có trông cậy vào một kích có khả năng trọng thương nhân diện kiêu, nhưng nhìn thấy nhân diện kiêu nhẹ nhàng như vậy hóa giải kỳ lân diệt tiên thủ, còn là nhường hắn cảm thấy chấn kinh, không hổ là chân linh trực thuộc hậu duệ, không phải những cái kia có được vài phần huyết mạch yêu cầm có thể so sánh. Vô số lam sắc nước biển tuôn trào ra, nước biển kịch liệt lăn lộn, hóa thành một cái cự đại hóa lam sắc màn nước, đem bọn hắn móc ngược ở bên trong thất thủ kiêu hư ảnh phát ra nhất thanh bén nhọn chói tai tiếng chim kêu cùng phong đột khởi một đạo đạo thanh mông mông vòi rồng lăng không xuất hiện thẳng đến vương trường sinh cùng lục nhãn sa chu mà đi vương trường sinh cùng lục nhãn sa chu đỉnh đầu hư không cắt xuất hiện một đầu to lớn điểu trảo một trảo mà xuống nhất thanh thống khổ tê minh thanh vang lên lục nhãn sa chu bên ngoài thân thêm ra vài cái kinh khủng huyết động máu me đầm đìa một bên khác to lớn điểu trảo đánh vào lam sắc màn nước thượng diện nhẹ nhõm xé mở một đường vết rách Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cắt hóa thành một đoàn kim sắc linh quang biến mất không thấy, chính là kim thiền thoát xác. Gặp tình hình này, hai cái nhân diện kêu đem mục tiêu nhắm ngay hai cái lục nhãn sa chu. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàn vang lên, kim quang theo hoàng quang giao trực, khí lãng cuồn cuộn, hơn 200.000 dặm ngoại, một mảnh xanh biết sơn mạch trên không sáng lên hai đạo kim quang, hiện ra Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân ảnh, đại thừa tu sĩ sử dụng này kim thiền thoát xác, hiệu quả rất không tệ. Uông Như Yên lấy ra đưa tin bảo vật liên hệ Vương Thanh Phong, đưa tin bảo vật không có bất kỳ cái gì phản ứng. Kỳ quái, bọn hắn rõ ràng là đi bên này phi hành, chẳng nhẽ là có đặc thù cấm chế. Đưa tin bảo vật bài không lên công dụng. Cung Như Yên nghi ngờ nói. Theo lý mà nói, chỉ cần bọn hắn tại trăm vạn dặm bên trong, đều có thể liên hệ trên vương thanh phong, thế nhưng là đưa tin bảo vật không có phản ứng, này tựu rất kỳ quái. Vương Trường Sinh thần thức mở ra, tìm kiếm tộc nhân tung tích, không có bất kỳ phát hiện nào, tại đây không giống như là có cấm chế bộ dáng, chẳng nhẽ là thiên nhiên cấm chế. Chỉ che đậy đưa tin bảo vật. Hắn thả ra vương thông thiên, nhưng hắn thôi động linh mục tìm kiếm vương thanh phong chờ nhân, chủ nhân, trong phạm vi 500.000 dặm đều không có phát hiện bọn hắn. Vương thông thiên nhíu mày nói. Chúng ta bốn phía tìm một chút, hy vọng tìm tới. Vương trường sinh lời còn chưa nói hết, một trận đinh tai nhất ốc tiếng oanh minh vang lên, mơ hồ sen lẫn một tiếng long ngâm thanh. Vương thông thiên vội vàng thôi động linh mục, hướng về thanh âm đầu nguồn quan sát. Không tốt. Bát giai trung phẩm nhân diện giao. Vương Thông Thiên hoảng sợ nói, vẻ mặt chấn kinh. Cái gì? Bác giai trung phẩm nhân diện giao. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, vừa vứt bỏ nhân diện kiêu, lại gặp được một cái bát giai nhân diện giao, vận khí của bọn hắn cũng quá kém đi. Vương Trường Sinh vội vàng tế ra Thanh Loan Chu, chở bọn hắn hướng về nơi xa bay đi, bọn hắn còn không có bay ra bao xa, nghe được nhất thanh thê lương tiếng thú gào vang lên, bọn hắn thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại nhìn thấy một đầu toàn thân màu đỏ cự hổ bị một cái hình thể to lớn kim sắc giao long nuốt lấy, kim sắc giao long trên đầu có một trương giữ tận nam tử khuôn mặt. Nhân diện giao không phải chân linh hậu duệ, nhưng cũng không phải bọn hắn có khả năng đối phó, tam thập lục kế tẩu vi thượng kế. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, Thanh Loan Chu lập tức thanh quang đại phóng, hóa thành một đạo thanh quan phá không mà đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Bọn hắn còn không có bay ra bao xa, nhân diện giao cũng phát hiện bọn hắn, thân thể cao lớn uốn éo, đuổi theo. Cung Như Yên ngón tay xông nhân diện giao nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo lam sắc vòng sáng lóe lên mà xuất, thẳng đến nhân diện giao mà đi. Nhân diện giao hàm dưới một trương, phun ra một đạo thô to kim quang, đánh tan lam sắc vòng sáng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã tại bên ngoài mấy vạn dặm, trong đạo trường có không ít cấm chế cường đại, bọn hắn không dám tấp nập sử dụng kim thiền thoát xác, vạn nhất xâm nhập cấm chế cường đại bên trong tự thảm rồi, nhân diện giao hừ lạnh nhất thanh, đuổi theo, một mảnh rộng lớn vô biên hắc sắc rừng rậm, băng sư hào theo rừng rậm trên không bay qua, tốc độ đặc biệt nhanh, một đoàn to lớn tử sắc lôi vân theo sát phía sau, tốc độ rất nhanh. Diệp Ngọc Hoàng chờ nhân đứng tại bong tàu lên, thần sắc của bọn hắn khẩn trương. Ầm ầm tiếng sấm đổ vang lên, ba đạo thô to không gì sánh được tử sắc lôi trụ từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Băng Sư Hào. Diệp Ngọc Hoàng pháp quyết vừa bấm, Băng Sư Hào sáng lên chướng mắt bạch quang, nhanh hơn động tốc, tránh đi ba đạo tử sắc lôi trụ. Nổ vang, ba đạo tử sắc lôi trụ bổ vào mặt đất, mặt đất thêm ra tam cái hố cực lớn, khói đen cuồn cuộn một đoàn to lớn tử sắc lôi vân xuất hiện ở trên không, cẩn thận quan sát, tử sắc lôi vân có hơn một triệu con tử lôi phù du tạo thành, bát giai tử lôi phù du tự có ba con nhiều. Nếu không phải có vượt linh bảo thuyền, Diệp Ngọc Hoàng chờ nhân căn bản chạy không được bao xa tự bị đuổi kịp, Diệp Ngọc Hoàng cho mày, phía trước là một mảnh xanh thẳm biến cả, liếc mắt không nhìn thấy phần cuối. Nàng pháp quyết nhất biến, băng sư hào linh quang lần nữa phóng đại, động tốc phóng đại, chớp mắt 10 vạn dặm, kỳ quái là, tử lôi phù du cũng không có đuổi kịp, không biết là từ bỏ, còn là kiên kỵ này cái hải vực này hải lý không lại có bát giai yêu thú đi còn là có tấm chế cường đại nơi này bát giai yêu thú có phải hay không nhiều lắm chúng ta khống chế băng sư hào tại huyền dương giới chạy vạn năm cũng chính là đụng phải hai cái bát giai yêu thú Tiến nhập đạo trường chúng ta đụng phải bát giai yêu thú cũng không dưới sáu cái đại thừa tu sĩ đạo trường như thế nào có nhiều như vậy bát giai yêu thú tự không có bát giai yêu thú hóa thành nhân hình trưởng khống khống chế đầu mối then chốt a à. Diệp gia tử đệ nghị luận ầm ĩ, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, có lẽ cũng không phải Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường, chỉ là Huyền Linh Thiên Tôn tới qua tại đây, hay là tiểu linh giới, lại hoặc là chân linh la hầu thi thể. Diệp Ngọc Hoàng nhẹ nói, liên quan tới Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường, tranh cãi nhiều lắm, có người nói là tiểu thế giới, có người nói là tiểu linh giới, cũng có người nói là chân linh la hầu thi thể, nhưng thế lực khắp nơi cũng thừa nhận, đạo trường tu tiên tài nguyên phong phú, bắt giai yêu thú số lượng rất nhiều, đại thừa tu sĩ cũng có thể là vẫn lạc. Huyền Linh Thiên Tôn thanh danh quá lớn, đạo trường là hắn sau khi phi thăng xuất hiện, có nhân tại trong đạo trường tìm tới Huyền Linh Thiên Tôn đã dùng qua bảo vật, tự cho rằng là Huyền Linh Thiên Tôn đạo tràng, không có một phương thế lực chứng minh đạo trường chân thực lai lịch, đông đảo thế lực liền đem nơi này xưng là đạo trường. Huyền Dương giới một chút chủng tộc suy nghĩ tìm tới đạo trường khống chế đầu mối then chốt trưởng khống đạo trường, không thể thành công. Thiên Nguyệt tộc, Thạch Kiển tộc cùng Âm Mị tộc đại thừa cũng từng từng tiến vào đạo trường tầm bảo, cũng không gặp bọn hắn trưởng thống đạo trường. Không là huyền linh thiên tôn đạo trường. Vậy làm sao tam đại tộc cũng nói là huyền linh thiên tôn đạo trường? Diệp Nhất Yến khốn hoặc nói, Diệp Ngọc Hoàng cười cười, nói ra, tin tức cũng là một chủng tu tiên tài nguyên, bọn hắn có lẽ rõ ràng đạo trường chân thực lai lịch, không đối ngoại công bố đối bọn hắn có lợi, một cái tiểu thế giới cùng một cái bí cảnh, giá trị hoàn toàn khác biệt, bí cảnh sẽ khiến một chút thế lực nhỏ tranh đoạt, trừ phi bên trong có đặc biệt trân quý tài nguyên, đại thừa mới có thể xuất thủ. Tiểu thế giới tự không đồng dạng, đầy đủ dẫn phát chủng tộc đại chiến, đại thừa tu sĩ khẳng định sẽ ra tay. Đông đảo đại thừa tu sĩ căn bản không biết đạo nguyên anh khai khiếu, lại từ đâu tìm kiếm cái này bí thuật, một chút cô lậu quả văn tu sĩ thậm chí không biết đạo thiên hư ngọc thư tồn tại, lại đi chỗ nào tìm kiếm thiên hư ngọc thư. Đại tộc nội tình thâm hậu, không chỉ là đại thừa tu sĩ cùng huyền thiên chi bảo, tin tức linh thông cũng là một nguyên nhân, một chút bí văn trên cơ bản truyền miệng, sẽ không tùy tiện đối ngoại nhân lộ ra. Nếu không phải Lưu Vân Tiên Tử đạt được khai khiếu bí pháp, Diệp gia tu sĩ cũng không biết có loại bí thuật này. Diệp Nhất Yến bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu. Hy vọng tiếp sau đó đường đi thuận lợi đi. Diệp Ngọc Hoàng trầm giọng nói, sắc mặt ngưng trọng. Tư nàng biết, tam đại tộc đại thừa tu sĩ cũng từng tiến vào đạo trường, thi nguyệt tộc một vị đại thừa hậu kỳ tu sĩ chết tại đạo trường, tại đây làm không tốt là một cái không biết tiểu linh giới. Tiểu thế giới diện tích lớn tiểu không giống, bình thường không lại có một cái huyền dương giới diện tích, lớn nhất tiểu thế giới diện tích cũng sẽ không vượt qua huyền dương giới một nửa, mà tiểu linh giới diện tích chí ít cũng có huyền dương giới hơn phân nửa, cái sau lớn hơn nhiều so với cái trước, bắt giai yêu thú số lượng nhiều một chút cũng rất bình thường. Diệp gia tại tiên giới tộc nhân phân tích, tiên khí có thể sẽ thất lạc ở đạo trường, Diệp Ngọc Hoàng hy vọng có thể tìm tới tiên khí, nàng pháp quyết vừa bấm, băng sư hào linh quang phóng đại, nhanh hơn tốc độ, tiêu thất tại biển rộng mênh mông bên trong. Một mảnh sơn cốc hẹp dài, cốc nội thảm thực vật thưa thớt, có thể nhìn thấy đại lượng màu xám trắng thạch đầu. Một đầu sau lưng mọc lên tứ cánh thanh mã khôi lỗi chậm rãi trước tiếng, Vương Tông Vân, Vương Viễn Giang, Long Ngọc Phỉ, Vĩ, Vương Vĩnh An, Mộ Dung Ngọc Sương chờ mười mấy danh vương gia tu sĩ ngồi tại thanh mã khôi lỗi trên lưng, trên người bọn họ cũng bảo bọc mấy đạo phòng ngự, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Bọn hắn đi theo Vương Thanh Phong rút lui, trên đường đụng phải hơn một triệu con vệ long nghỉ, thất giai vệ long nghĩ tự có hơn 40 con, thất giai thượng phẩm vệ long nghĩ tự có ba con nhiều, Vương Anh Kiệt, Liễu Hồng Tuyết, Vương Thanh Phong cùng Đổng Tuyết Ly lưu lại đoạn hậu, tộc nhân khác chạy trốn, Phệ Long nghĩ chia làm nhiều con đội ngũ, công kích bọn hắn, bọn hắn chỉ có thể phân tán phá vây, đi rời ra, bọn hắn này một chi đội ngũ, có 5 tên hợp thể cùng 7 tên luyện hư tu sĩ. Vương Tông Vân thần thức mở rộng, ra xét rõ ràng tình huống chung quanh, không dám khinh thường. Không có đặc thù cấm chế lời nói, đưa tin bảo vật tại trong phạm vi trăm vạn dặm hữu hiệu, bất quá bọn hắn liên lạc không được, hoặc là tộc nhân chạy quá xa, hoặc là có đặc thù cấm chế nhất thanh đinh tai nhất ốc tiếng oanh minh vang lên vương vĩnh an chờ trong lòng người giật mình vương tông vân pháp quyết vừa bấm thanh mã khôi lỗi thú ngừng lại vương viễn giang tay phải dương lên mấy chục cái ông mật khôi lỗi thú bay ra bọn chúng vỗ cánh hướng về tiền phương bay đi một lát sau mở miệng nói ra là hai cái thất giai yêu thú tại đấu pháp không có phát hiện tu sĩ khác quan sát một cái chờ bọn chúng quyết ra thắng bại lại tính toán sau vương tông vân đề nghị đạo nàng tiến vào hợp thể kỳ tương đối sớm tầm bảo kinh nghiệm phong phú, bị đẩy nâng vì đội trưởng, dẫn đầu bọn hắn này một chi đội ngũ. Hổ khiếu hạt tré tiếng vang lên, một đoàn thanh quang cùng một đoàn hồng quang ở trên không sáng lên, cũng không lâu lắm, một đạo thanh mông mông vòi rồng lóe lên mà xuất, hướng về nơi xa tịch quyển mà đi. Nhất thanh phẫn nộ tiếng hổ gầm vang lên, một đạo thô to xích sắc hỏa trụ phóng lên tận trời, thẳng đến màu xanh vòi rồng mà đi. Màu xanh vòi rồng bị xích sắc hỏa trụ đánh trúng, động tốc không giảm trái lại còn tăng, cũng không lâu lắm tự tiêu thất ở chân trời mộ dung ngọc sương bay đến giữa không trung hướng về nơi xa nhìn lại có thể nhìn thấy một đầu toàn thân màu đỏ cự hổ nằm rạp trên mặt đất bên ngoài thân máu me đầm đìa một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng nàng pháp quyết vừa bấm không trung truyền đến một trận vang dội kinh lôi thanh âm một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc vạch phá thương khung bổ về phía hồng sắc cự hổ hồng sắc cự hổ bản thân bị trọng thương phản ứng không lớn bằng lúc trước phun ra một cổ thô to xích sắc hỏa diễm trong nháy mắt bị đánh tan ầm ầm tiếng vang qua đi một trận chói mắt ngân sắc lôi quang sáng lên, che mất thân ảnh của nó, Mộ Dung Ngọc xương tay phải lắc một cái, một chi bị vô số màu xanh hồ quang điện bao quanh trường thương bắn ra, chui vào ngân sắc lôi quang bên trong, truyền ra thê thảm thú minh thanh. Không có qua bao lâu, ngân sắc lôi quang tán đi, hồng sắc cự hổ té ở một cái khói đen bốc lên hố to bên trong, một chi trường thương màu xanh cắm ở hồng sắc cự hổ phần bụng, hồng sắc cự hổ không còn khí tức, một đầu mini lão hổ ly thể bay ra, bị một cổ ngân sắc hào quang bao lại, cuốn vào một cái ngân sắc bình ngọc không thấy nàng vẫy tay một cái, ngân sắc bình ngọc bay trở về ống tay áo của nàng không thấy. Nàng lấy đi hồng sắc cự hổ thi thể, trở lại thanh mã khôi lỗi trên lưng. Nơi này thất giai yêu thú không ít, có bác giai yêu thú ẩn hiện, cẩn thận một chút. Vương Tông Vân dặn dò, pháp quyết vừa bấm, thanh mã khôi lỗi thú hướng về trước mặt đi đến, tiêu thất tại mênh mông trong núi lớn. Một mảnh rộng lớn vô biên hoàng sắc sa mạc, hoàng sa đầy trời, cùng phong trận trận, mấy trăm con toàn thân màu vàng cự nhân ngay tại công kích Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, bọn chúng cầm trong tay trường mâu hoặc là đao kiếm, ngũ quan mơ hồ, hai mắt trống rỗng. Hung Như Yên ngón tay hướng hư không nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo lam vũ lất phất vòng sáng bao phủ mà xuất, nhanh chóng khuếch tán. Lam sắc vòng sáng những nơi đi qua, hư không xuất hiện đại lượng vết rách, toàn bộ hư không tự hồ cũng muốn sụp đổ. Lam sắc vòng sáng nhanh chóng lướt qua mấy chục cái hoàng sắc cự nhân thân thể, thân thể của bọn chúng chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số hoàng sắc sa lịch. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, vô số lam sắc nước biển hiện lên, hướng về bốn phương tám hướng bôn dũng mà đi, như cùng vạn mã bôn đằng, hư không phát ra, ông ông thanh âm, giống như phiến thiên địa này phải bị nước biển phá tan. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàn vang lên, những này hoàng sắc cự nhân toàn bộ hóa thành vô số hoàng sắc sa lịch, dung nhập trong sa mạc, một trận cuồng phong thổi qua, vô số hoàng sắc sa lịch bị cuồng phong thổi lên, quay tiếp một vòng phía sau, hóa thành trên trăm con mấy trăm trượng cao hoàng sắc cự nhân, cầm đao kiếm trong tay côn bổng, công kích vương trường sinh cùng uông như yên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhướng mày, bọn hắn vì vứt bỏ nhân diện giao, xâm nhập vùng sa mạc này, lập tức liền lọc vào cấm chế công kích. Phu nhân, mau tìm xuất trận nhãn, bằng không thì chúng ta sẽ bị vây chết ở chỗ này. Vương Trường Sinh thúc giục nói, nhân diện giao không dám đuổi vào trong sa mạc, khẳng định là biết nơi đây lợi hại. Uông Như Yên thôi động ly hỏa chân đồng, tìm kiếm trận nhãn. Đại lượng lam sắc nước biển hiện lên, hình thành một đạo đạo lam sắc màn nước, đem bọn hắn bảo vệ. Hoàng sắc cự nhân không ngừng công kích Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, Vương Trường Sinh diệt đi một nhóm, rất nhanh lại xuất hiện một nhóm, căn bản giết không hết. Vu Như Yên lấy ra phần thiên phiến, nhẹ nhàng một cái, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm tuôn trào ra, hư không không chịu nổi cổ này nhiệt độ cao vỡ ra tới. Xích sắc hỏa diễm đánh vào một chỗ hư không, hư không nổ bể ra đến, xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, cường đại cương phong bao phủ mà xuất, đại lượng hoàng sắc sa lịch bị hút vào trong lỗ đen, không có qua bao lâu, lỗ đen khép lại. Không phải tại đây. Vu Như Yên nhướng mày, loại tình huống này còn là lần đầu tiên thấy, nơi này cấm chế xác thực huyền diệu. Tay phải của nàng hướng về hư không nhẹ nhàng vỗ, một đầu trải rộng huyền ảo âm phù bàn tay lớn màu xanh lam lóe lên mà xuất, toàn bộ hư không đều vặn vẹo biến hình, phát ra ong ong thanh âm. Bàn tay lớn màu xanh lam đánh vào một chỗ khác hư không, hư không xuất hiện đại lượng vết rách, vết rách hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một cái cự đại lỗ đen, đại lượng hoàng sắc sa lịch bị hút vào trong lỗ đen, tốt tại lỗ đen rất nhanh khép lại, cũng như yên sầm mặt lại, nàng cùng vương trường sinh bên ngoài thân lam quan đại phóng Uông như yên khí tức tăng lên một chút mi tâm hồng sắc con mắt tách ra chướng mắt hồng quang lần này tại phương hướng tây bắc nàng nhìn thấy một đạo như ẩn như hiện cái bóng tại bốn phía có không ít hiện ra yếu ớt linh quan quan đoàn những này quan đoàn đều là giả trận nhãn nàng thử nghiệm công kích qua rồi không có tác dụng gì cái bóng vị trí cự ly nơi đây có vài chục vạn dặm vương trường sinh yểm hộ ung như yên hướng về cái bóng vị trí đánh tới không có qua bao lâu bọn hắn tự đến đến cái bóng phụ cận hư không. Cung như yên ngón tay hướng hư không một điểm, một đạo lam sắc vòng sáng bao phủ mà xuất, đánh vào cái bóng chỗ hư không, hư không xuất hiện đại lượng vết rách, chia năm sẽ bảy. Một viên to lớn hóa, cấm, ký tự từ hư không bên trong rơi xuất, tản mát ra một trận chói mắt hoàng quang, lam sắc vòng sáng lướt qua, cấm, ký tự, cấm, ký tự chia năm sẽ bảy, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng. Ngay tại công kích vương trường sinh hoàng sắc cự nhân toàn bộ ngừng lại, hóa thành vô số hoàng sắc sa lịch. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thở vào nhẹ nhõm, điểm sáng màu vàng chậm rãi tụ tập lại một chỗ, tự hồ muốn lần nữa khôi phục ký tự hình thái. Vương Trường Sinh vội vàng tế ra thanh loan chu, chở Uông Như Yên hướng về không trung bay đi, Uông Như Yên thi pháp công kích điểm sáng màu vàng, đem ngưng tụ non nửa điểm sáng chấn vỡ, bất quá không có qua bao lâu, những này điểm sáng màu vàng lần nữa tụ tập, chậm rãi hình thành một cái cự đại cấm chữ, dung nhập hư không không thấy. Lúc này, thanh loan chu cũng bay ra hoàng sắc sa mạc, xuất hiện tại một mảnh hoang vu trên không bình nguyên, bầu trời đều là hôi sắc. Hung Như Yên thôi động ly hỏa chân đồng, quan sát bình nguyên, không có phát hiện cái gì cấm chế, Vương Trường Sinh thả ra mấy trăm con ong mật khôi lỗi, chỉ huy bọn chúng hướng về bình nguyên bay đi, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Ông mật khôi lỗi đem phương viên 10 vạn dặm chuyển một cái lượt, đều không có xúc động bất kỳ cấm chế gì, coi như thường ngày, Vương Trường Sinh vẫn là không yên lòng. Hung Như Yên tế ra một trương hoàng quan lấp lóe phù triện, phù triện bên ngoài có một cái hình người đồ án, đánh vào một đạo pháp quyết, hoàng sắc phù triện sáng rõ, hóa thành một tên dáng người uyển chuyển váy vàng thiếu nữ, bên ngoài thân phù văn lấp lóe, đôi mắt ngốc trệ, chính là hợp thể kỳ phù binh. Nàng phân ra một luồng phân thần, phụ thuộc trên người phù binh, phù binh hướng về trước mặt đi đến, ông mật khôi lỗi tại phía trước mở đường. Nàng đi ra hơn 10 dặm phía sau, một chút ông mật khôi lỗi bỗng nhiên tách rời, như cùng bị lợi khí cắt chém, Vương Trường Sinh nhướng mày, vừa rồi ông mật khôi lỗi từ nơi này bay qua, thế nhưng là không có xúc động bất kỳ cấm chế gì đây là thập đại cổ cấm hư nguyên diệt linh cấm. Loại cấm chế này cần tại không gian không ổn định địa phương mới có thể bố trí, bày ra này cấm, bình thường không lại có bất cứ dị thường nào, cần thời gian nhất định mới có thể phát động. Cung Như Yên giải thích nói, nàng luyện chế trận phù cần đối với trận pháp có nhất định giải, Diệu Đức Đại Sư đề cập với nàng lên qua loại cấm chế này, cần thời gian nhất định mới có thể xúc động, nếu là bọn họ coi là không có cấm chế, buông xuống cảnh giác tiến lên, có thể sẽ bị cấm chế diệt sát. Ngươi bây giờ có khả năng nhìn thấy những tấm chế kia rồi. Vương Trường Sinh truy vấn. Có thể thấy được, tránh đi chính là, bất quá vẫn là phải cẩn thận. Ung Như Yên gật gật đầu, nàng cùng Vương Trường Sinh đi về phía trước, phù binh cùng ông mật khôi lỗi đem bọn hắn vây quanh, cùng nhau đi tới. Vuông Như Yên nhìn thấy không ít như ẩn như hiện hôi sắc tia sáng, ông mật khôi lỗi chạm đến hôi sắc tia sáng, trực tiếp tách rời. Một ngày sau, bọn hắn đi ra bình nguyên, xuất hiện tại nhất tọa cao vút trong mây cao phong chân núi, sơn trên không có một ngọn cỏ, nhìn rất hoang vu. Vương Trường Sinh tay phải hướng về hư không nhẹ nhàng vỗ, vô số lam sắc nước biển hiện lên, hóa thành một đầu lam vũ lất phất đại thủ, lấy thế không thể đỡ chi thế, đập vào trên đỉnh núi cao mặt, cao phong chia năm sẻ bảy, bụi mù cuồng cuộn. Huyễn trận. Cung Như Yên nhướng mày, ly hỏa chân đồng có thể thấy rõ, sơn phong y nguyên tồn tại, nhưng phổ thông mắt thường lại không nhìn thấy sơn phong. Chẳng nhẽ là khống chế đầu mối trọng yếu? Vương Trường Sinh suy đoán nói, nơi này cấm chế mạnh như vậy, còn bố trí thập đại cổ cấm, muốn nói không có trọng bảo, hắn là không tin, ai sẽ bố trí cấm chế cường đại bảo hộ không có giá trị địa phương, hắn thả ra vương thôn thiên cùng vương mộng ly, để bọn hắn xuất thủ dò xét, có khả năng nhìn thấy một ngọn núi A. Ngay tại cách đó không xa. Vương Trường Sinh chỉ về đằng trước hư không hỏi. Vương Thông Thiên đôi mắt sáng rõ, chào mày, lắc đầu nói ra, chủ nhân, ta không thấy được cái gì Sơn Phong. Hắn bất quá hợp thể kỳ, tự nhiên so ra kém ung như yên. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Mộng Ly, Vương Mộng Ly là thận long hậu duệ, thận long thông thạo huyễn thuật, có lẽ nàng có biện pháp. Vương Mộng Ly pháp quyết vừa bấm, nhất thanh vang vọng đất trời tiếng long ngâm vang lên, một cái cự đại long hư ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu hư không. Nàng pháp quyết vừa bấm, long hư ảnh há mồm phun ra một cổ kim sắc hào quang, đánh vào một phiến hư không. Hư không tạo nên một trận gợn sóng, mơ hồ có thể thấy được một ngọn núi cái bóng, cung như y ngón tay song thân trước hư không nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo lam vũ lất phất vòng sáng bao phủ mà xuất, đánh vào hư không, hư không vỡ ra đến, xuất hiện đại lượng vết rách, hư không một trận vặn vẹo biến hình, một cái mơ hồ phía sau, nhất tọa xanh biếc cao phong vừa hiện mà xuất, đỉnh núi có thể nhìn thấy nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, một cái cự đại hóa màn ánh sáng màu đen bao lại cả tòa trang viên. Thật là lợi hại huyễn trận. Nếu không phải mang theo mộng ly cùng phu nhân, chỉ sợ thật đúng là bị lừa đi qua. Vương Trường Sinh cảm thán nói. Tòa này huyễn trận vận chuyển nhiều năm, uy năng không có thừa bao nhiêu, không phải chủ nhân nhắc nhở, ta cũng vô pháp phát hiện dị thường. Vương Mộng Ly khiêm tốn nói. Mộng Ly, ngươi quá khiêm tốn, cũng chính là ngươi, cho dù là đại thừa tu sĩ, cũng chưa chắc có thể làm cho nó hiện hình. Cung như yên tán dương, thận long thế nhưng là thông thạo huyển thuật chân linh, nhưng uy năng đại mất huyển trận hiện hình không tính là gì. Tựa như là một vị nào đó tu sĩ động phủ, có một ít linh dược, cấm chế quá mạnh, ta thấy không rõ lắm. Vương Thông Thiên mở miệng nói ra, đôi mắt lóe ra một trận chói mắt hoàng quang. Hung như yên pháp quyết vừa bấm, phù binh đại bước hướng về sơn thượng đi đến. Nó mới vừa xuất hiện ở trên núi, mặt đất tuôn ra một cổ kim sắc hỏa diễm, thảo một toàn bộ hóa thành tro tàn, kim sắc hỏa diễm thẳng đến phù binh mà tới. Hung như yên muốn chỉ huy nó lui về đến, thế nhưng là hai chân của nó giống như rót trì thủy bình thường, vô pháp xê dịch. Nàng pháp quyết vừa bấm, phù binh bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, lui trở về, kim sắc hỏa diễm cũng biến mất theo. Trọng lực cấm chế vương trường sinh trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì hắn gọi ra pháp tướng cùng hắn hợp làm một thể đại bước hướng về sơn thượng đi đến vừa đi đến sơn thượng một cổ cường đại trọng lực tùy theo xuất hiện đồng thời một cổ kim sắc hỏa diễm từ mặt đất hiện lên thẳng đến vương trường sinh mà tới vương trường sinh đại bước hướng về sơn thượng đi đến kim sắc hỏa diễm chạm đến minh hà chi thủy bốc lên một trận bạch vụ không gây thương tổn được vương trường sinh không có qua bao lâu vương trường sinh đi tới giữa sườn núi hai chân rung lên sắc mặt đỏ lên dục thể của hắn không yếu, nhưng nơi này trọng lực cấm chế quá mạnh. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, thể nội truyền ra một trận lốc bốc xương cốt tiếng vang, thân thể phòng lớn một vòng, áp lực buông lỏng, tăng tốc bộ pháp, một lát sau, hắn đến đến cửa trang viên, áp lực buông lỏng. Vương Trường Sinh thở vào nhẹ nhõm, song quyền khẽ động, đánh tới hướng màn ánh sáng màu đen, màu đen ao hãm xuống dưới, hắn há mồm phun ra lưu ly băng diễm, rơi vào màn ánh sáng màu đen thượng diện, màn ánh sáng màu đen bên ngoài bắt đầu kết băng, vương trường sinh song quyền sáng rõ màn ánh sáng màu đen vỡ vụn một cổ tinh thuần linh khí tuôn trào ra hắn bay đến giữa không trung hướng về trang viên nhìn lại thấy được nhất khỏa linh quả thụ cùng một khối xanh ung tươi tốt linh điền vương trường sinh tế ra một đầu nhân hình khôi lỗi để nó đi ở phía trước hắn theo ở phía sau cùng nhau đi tới nhìn thấy một chút chỗ trống linh điền linh dược đều chết héo non nửa khắc sau vương trường sinh xuất hiện tại nhất tọa độc lập ngói xanh cửa tiểu viện trong nội viện có nửa mẫu linh điền linh điền bị một đạo thổ hoàng sắc màn sáng bao lại, bên trong có nhất khỏa toàn thân kim sắc quả thụ, trên cây mang theo hơn 20 khỏa trái cây màu đỏ ngòm, trái cây bên ngoài có một ít kim sắc đường vân, tự nhiên mà thành. Kim văn huyết hạnh quả. Vương Trường Sinh hai mắt sáng rõ, thần sắc kích động, kim văn huyết hạnh quả sinh trưởng chu kỳ theo nhâm thủy tiên hạnh quả, là luyện chế huyết hạnh hồi nguyên những chủ dược, chữa thương hiệu quả rất không sai, cho dù là ăn sống cũng có không tệ chữa thương hiệu quả. Huyết hạnh hồi nguyên những là bát giai linh tửu, vương gia không có tử phương, có những này kim văn huyết hạnh quả, coi như vương trường sinh cùng uông như yên bị trọng thương, phục dụng này quả, tốc độ khôi phục cũng tương đối nhanh. Vương trường sinh song quyền sáng rõ, đánh tới hướng màn ánh sáng màu vàng, phanh phanh trầm đục qua đi, màn ánh sáng màu vàng vỡ vụn, chi năm sẽ bảy hắn lấy ra một đôi bạch sắc thủ sáo, thủ sáo dùng thất giai băng tàm tàm ti biên chế mà thành chủ yếu dùng đến ngắt lấy kim văn huyết hạnh quả nếu như dùng bàn tay đụng vào này quả sẽ lập tức hóa thành một bãi nước hắn đem kim văn huyết hạnh quả ngắt lấy dưới chứa vào nhiều cái trong hộp ngọc cổ tay của hắn lắc một cái vương sâm từ linh thú trạc bay ra cấy ghép đi này khỏa quả thụ vương trường sinh phân phó nói lấy ra một bộ trận pháp giao cho vương sâm hắn phối hợp vương sâm cấy ghép đi này khỏa kim văn huyết hạnh quả thụ một lát sau vương trường sinh đến đến nhất tọa cổng vòng tiểu viện trong nội viện có một cái nửa mẫu linh điền một đạo màu xanh nhạt màn sáng bao lại linh điền linh điền bên trong sinh trưởng một gốc màu vàng kim nhạt sợi đằng thượng diện mang theo hơn 20 mai trái cây màu vàng ống, trái cây bên ngoài có một đạo rõ ràng vết rách, đây cũng không phải là người làm, mà là trời sinh. Kim châm quả Vương trường sinh thần sắc kích động, kim châm quả sinh trưởng chu kỳ so kim văn huyết hạnh quả còn muốn dài, có tinh tiến pháp lực hiệu quả, vừa hợp đại thừa tu sĩ phục dụng, phục dụng kim châm quả có thể tiết kiệm đại thừa tu sĩ một đoạn thời gian khổ tu, phục dụng số lượng càng nhiều, tăng tiến pháp lực càng nhiều vương trường sinh đeo lên thủ sáo, thận trọng lấy xuống hơn 20 quả kim châm quả, trân quý linh quả phần lớn không thể trực tiếp dùng tay tiếp xúc, một chút mười phần hiếm thấy linh quả linh dược cần dùng đặc chất vật liệu luyện chế bảo vật ngắt lấy. Hắn đem kim châm quả chứa vào trong hộp ngọc, thu nhập trữ vật trạc, phối hợp vương sâm cấy ghép đi này gốc kim châm đằng. Một chén trà thời gian phía sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại nhất tọa hoàng quan lấp lóe cung điện cổng, sắc mặt ngưng trọng. Hắn đem trang viên chuyển một lần, không có phát hiện vật gì tốt, bất quá có kim châm quả cùng kim văn huyết hạnh quả, thu hoạch đã không nhỏ. Cung điện cổng bản hiệu bên trên viết Càng Dương Cung ba cái chữ to màu vàng, đại môn đóng chặt. Càng Dương Cung. Chẳng nhẽ là cái khác đại thừa tu sĩ tọa hóa động phủ, Vương Trường Sinh nghi ngờ nói. Có không ít đại thừa tu sĩ tiến nhập đạo trường tầm bảo, một chút đại thừa tu sĩ chết tại đạo trường, có lẽ là cái khác đại thừa tu sĩ lưu lại, nhưng hắn có chút không hiểu là, tòa trang viên này là chuyện gì xảy ra, nếu như bản thân bị trọng thương, là không thể nào tốn thời gian xây dựng một tòa trang viên. Nơi này chính là đạo trường, đến thời gian liền sẽ quan bế, đại thừa tu sĩ tiến nhập nơi đây khẳng định đem thời gian tiêu vào vơ vét bảo vật thượng diện làm sao có thể có tâm tư ở chỗ này xây dựng trang viên. Chẳng lẽ nói, có đại thừa tu sĩ thi triển đại thần thông, trước thời hạn tiến nhập đạo trường, tại đạo trường định cư. Lại hoặc là nói, là đạo trường yêu thú sau khi biến hóa, lấy được tu tiên giả truyền thừa, ở đây xây dựng động phủ, ở lại tu luyện, vương trường sinh cũng không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra, bất quá xem cung điện bản hiệu danh tự, không giống như là khống chế đầu mối then chốt chỗ. Hữu quyền của hắn hướng về hư không một đập, quyền phong như sấm, một đầu xanh mông mông cự quyền lóe lên mà xuất, mang theo một trận âm thanh xé gió, đánh tới hướng cửa cung. Một tiếng vang thật lớn, cửa cung chia năm xẻ bảy, một tòa rộng rãi sáng tỏ đại điện xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vương Trường Sinh thần thức mở rộng, muốn dò xét càng dương cung, bất quá tại đây bố trí ngăn cản thần thức dò xét cấm chế, hắn dò xét không được, chỉ có thể nhường nhân hình khôi lỗi dò xét vương trường sinh nhường nhân hình khôi lỗi đi vào vòng quanh đại điện chuyển vài vòng cũng không có bất kỳ cái gì dị thường một chén trà thời gian trôi qua nhân hình khôi lỗi không có xúc động bất kỳ cấm chế gì đại điện cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng vương trường sinh đi vào vương sâm vội vàng đi theo đại điện bên trái có một cái thanh thạch hành lang nhân hình khôi lỗi sải bước đi đi vào vương trường sinh cùng vương sâm theo sát phía sau cuối hành lang có ba gian đóng chặt thạch thất nhân hình khôi lỗi đấm ra một quyền đánh tan một gian thạch thất đại môn, một gian mấy trăm trượng đại thạch thất xuất hiện ở trước mặt bọn họ, trong thạch thất có nhất tọa hơn trăm trượng đại pháp trận, phía trên có thể nhìn thấy đại lượng màu xám trắng linh thạch, trung ương là một khối to lớn tụ linh thần tinh. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, tụ linh thần tinh cùng tất cả linh thạch chui vào ống tay áo của hắn không thấy, này sơn cấm chế ngừng vận chuyển. Vương Trường Sinh liên hệ Uông Như Yên, để bọn hắn lên núi. Cũng không lâu lắm, Uông Như Yên, Vương Mộng Ly cùng Vương Thôn Thiên xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh Oanh mở căn thứ hai thạch thất đại môn, căn này thạch thất không lớn, có một cái làm bằng đá kệ hàng, phía trên trưng bày một viên kim sắc trữ vật vòng tay cùng một chút vật liệu luyện khí. Vương Trường Sinh thả ra Vương Thiền, nhưng hắn dò xét, chủ yếu là phòng bị đoạt xá. Vương Thiền phun ra một cổ kim sắc hào quang, bao lại mặt đất, kim sắc hào quang chậm rãi di động, không có bất kỳ cái gì dị thường. Nhân hình khôi lỗi nhanh chân đi tiếng thạch thất, đem những tài liệu kia cùng kim sắc trữ vật vòng tay cũng thu lấy, giao cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp nhận trữ vật vòng tay, nhẹ nhàng nhoán một cái, một mảnh kim sắc hào quang lướt qua, trên mặt đất nhiều một đống lớn đồ vật, một chút ngọc giản, cực phẩm linh thạch cùng luyện khí vật liệu, ánh mắt của hắn rơi vào một khối màu bạc trắng mảnh gỗ phía trên, ngân sắc mảnh gỗ dài năm thước, bên ngoài có một chút thiểm điện giống nhau đồ án, không giống như là khắc lên, cầm trên tay nhẹ nhàng, như đồng nhất tờ giấy mỏng. Hắn cẩn thận phân biệt, cũng không thể nhận ra là cái gì linh mộc. Một gốc linh dược cũng không có, phần lớn là bát giai vật liệu luyện khí, hơn 3 vạn khối cực phẩm linh thạch, tụ linh thần tinh hai khối, còn có một tờ thiên hương ngọc thư. Bọn hắn xem xét ngọc giảng nội dung, đạt được không ít tin tức hữu dụng. Bọn hắn tại một viên thẻ ngọc màu xanh trên tra được động phủ chủ nhân tin tức, này nhân tự xưng tràng dương tiên tử, tới tự cung lông giới, nàng tiến nhập đạo trường tầm bảo, lọc vào nhiều con bát giai yêu thú vây công, liều chết giết ra khỏi trùng vây, bản mệnh pháp bảo cũng tự bộc, nàng chạy trốn tới tại đây, phát hiện tiền nhân lưu lại trang viên, lợi dụng thiên nhiên cấm chế, đem sa mạc cải tạo, phòng chỉ ngoại địch tìm nhập khối kia linh một kêu vĩ lôi một nhịn lôi vật liệu là luyện chế phi hành bảo vật thượng đẳng vật liệu 10 vạn năm trở lên linh một mỗi qua một đoạn thời gian hội chảy ra một chủng đặc thù linh dịch có thể cùng vĩ lôi một nhất khởi luyện chế thành lôi chu tại lôi điện chi lực nhiều địa phương đi xuyên loại tài liệu này chỉ có thể kháng phổ thông lôi điện chi lực nếu như là tam sắc thần lôi canh kim thần lôi diệt ma thần lôi chờ đặc thù lôi điện chi lực vĩ lôi một tháng không được quá lâu như là lấy ra kháng đại thiên kiếp có đặc thù lôi điện chi lực phỉ lôi một ngăn không được, chủ yếu dùng tới luyện chế lôi chu. Vương Trường Sinh ánh mắt rơi vào một cái ngân sắc bình ngọc phía trên, cầm lấy ngân sắc bình ngọc, bên trong là một chút chất lỏng màu trắng bạc, chính là phỉ lôi một chảy ra linh dịch. Thiên Hương Ngọc thư nội dung không rõ, càng dương tiên tử theo cổ tu sĩ di hài trên thân đạt được, chưa kịp giải khai, tự lọc vào nhiều con bát giai yêu thú vây công, có một môn thổ thuộc tính công pháp, không nguyên bảo điển, có thể tu luyện tới đại thừa hậu kỳ, còn có không ít trận pháp điển tịch. Có một môn trận đạo công pháp, vạn trận mật lục, bất quá chỉ có phía sau ba tầng phương pháp tu luyện. Cái này cũng rất bình thường, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng sẽ không đem hoàn chỉnh chủ tu công pháp mang ở trên người, càng dương tiên tử tới tự côn lôn giới một đại môn phái, nàng ngoại xuất du lịch, không có khả năng mang theo hoàn chỉnh chủ tu công pháp, cũng không phải những tán tu kia. Ngoại trừ vật liệu, còn có một trương bản đồ địa hình, này nhưng so sánh trên tay bọn họ địa đồ lớn, vài chỗ có văn tự ghi chép. Địa đồ ngay phía trên viết, huyền linh, hai chữ có những này trận pháp điển tịch cùng càng dương tiên tử bày trận tâm đắc, vương gia trận pháp sư đường dễ đi nhiều bọn hắn thu hồi trên đất đồ vật mở ra căn thứ ba thạch thất đại môn trong thạch thất có một bộ hình người hài cốt treo trên vách tường một trương nữ tử họa tượng dưới bức họa mặt là một trương kim sắc bàn thờ bàn thờ trên trưng bày ba kiện linh quan thiểm thước bảo vật đều là thượng phẩm thông thiên linh bảo một đạo thất sắc quan mặt bao lại kim sắc bàn thờ màn sáng bên ngoài phù văn chấp động hình người hài cốt đùi phải không cánh mà bay nhiều chỗ hài cốt đứt gãy phù hợp ngọc giảng nói tới tình huống vương thiền phun ra kim sắc hào quang bao lại hình người hài cốt trên thân, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, kim sắc hào quang chậm rãi di động, đem thạch thất dò xét một lần, không có phát hiện cái gì tàn hồn. Nhân hình khôi lỗi sải bước đi đi vào, ở thạch thất nội dạo qua một vòng, không có xúc động bất kỳ cấm chế gì. Nó tới đến bàn thờ phía trước, há mồm phun ra một đạo thô to linh quang, đánh vào thất sắc quang mạch phía trên, truyền ra một tiếng vang trầm, nhân hình khôi lỗi công kích một hồi lâu, đều không thể phá mất thất sắc quang mạch. Vương Trường Sinh há mồm phun ra lưu ly băng diễm, rơi vào thất sắc quan mạc phía trên, thất sắc quan mạc trong nháy mắt kết băng. Cung Như Yên một trưởng vỗ xuất, một trận tiên âm vang lên, một đầu trải rộng huyền ảo âm phù cự chưởng lóe lên mà xuất, đập vào thất sắc quan mạc phía trên, ầm ầm tiếng vang qua đi, thất sắc quan mạc chia năm xẻ bảy. Cấm chế cũng không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, uy lực không lớn bằng lúc trước. Ba kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo rơi xuống đất, một khỏa kim quang thiểm thước viên châu, một mặt ngân sắc tiểu kính cùng một viên thổ hoàng sắc đinh dài. Vương Thiện phun ra một cổ kim sắc hào quang, chụp vào ba kiện bảo vật, kim sắc hào quang bao lại kim sắc viên châu thời điểm, một vệt kim quang theo kim sắc viên châu bên trong bay ra, thẳng đến Vương Thông Thiên mà tới. Vương Trường Sinh mi tâm hiện ra một khỏa lam sắc trong mắt, chính là lưu ly chân đồng, lưu ly chân đồng phun ra một cổ lam sắc hào quang, bao lại kim quang, phát ra nhất thanh thê lương nữ tử tiếng kêu thảm thiết, bốc lên một làn khói xanh. Vương Thiện phun ra vô số đạo mảnh khảnh kim quang, xuyên thủng kim quang thân thể, cuốn vào miệng trong, nuốt lấy nó là càng dương tiên tử tàn hồn, bám vào bảo vật lên, chờ lấy đoạt xá tu tiên giả. Vương Thiền mở miệng nói ra, hắn thôn vệ tàn hồn, có thể đạt được một chút tin tức, cùng sư hồn thuật có dị khúc đồng công chi diệu. Vương Trường Sinh liền biết những này của tu sĩ cũng không cái gì hảo tâm nhân, còn tốt hắn khá là cẩn thận, đổi vị suy nghĩ, hắn là càng dương tiên tử, bản thân bị trọng thương, dục thân hủy hoại nghiêm trọng, cũng sẽ làm ra đồng dạng cử động, không có khả năng cam tâm tọa hóa. Vương Thiền ra xét rõ ràng, không có phát hiện dị thường, Vương Trường Sinh thần thức mở rộng, cẩn thận liếc nhìn ba kiện bảo vật, cũng không có phát hiện gì thường. Lúc này mới buông xuống trong lòng. Ba kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo theo thứ tự là kim phách châu, tầm yêu kính cùng định sơn đinh. Tầm yêu kính xem xét chính là tìm kiếm yêu thú bảo vật. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lập tức tế luyện này ba kiện bảo vật, không ngoài sở liệu. Tầm yêu kính chính là dùng đến tìm kiếm yêu thú bảo vật. Cùng Vạn Linh môn Vạn yêu kính bất đồng chính là không cần luyện vào yêu thú tinh huyết, tầm yêu kính cũng có thể phát hiện yêu thú tung tích cho dù là hóa thành nhân hình cũng có thể cảm ứng được. Ban sư Hào bên trên có tương tự trận pháp, có thể sớm phát hiện cường đại yêu thú tồn tại, tầm yêu kính là thượng phẩm thông thiên linh bảo, hẳn là có thể phát hiện bát giai yêu thú tồn tại đi. Kim Phách Châu là phụ trợ bảo vật, trước mắt còn không biết công dụng, Định Sơn Đinh là công kích bảo vật, có thể phong tỏa nhất định khu vực mặt đất, phòng ngừa địch nhân độn địa chạy trốn. Bọn hắn cẩn thận kiểm tra một chút, không có phát hiện cái gì bỏ sót. Vương Trường Sinh nhường Vương Sâm tại linh điền bên trong chủng hạ một chút sinh trưởng chu kỳ tương đối dài mầm cây ăn quả, bày xuống trận pháp, nhưng phía sau tại pháp trận trên bày ra tốt linh thạch cùng tụ linh thần tinh, rời đi nơi đây. Cũng không lâu lắm, cấm chế khởi động. Hư không tạo nên một trận gợn sóng, sơn phong biến mất không thấy. Đạo trường linh khí tràn đầy, mấy vạn năm mở ra một lần, có thể đem ra bồi dưỡng sinh trưởng chu kỳ dài linh quả, coi như có nhân sông lầm nơi đây, cũng chưa chắc phát hiện này sơn, phát hiện cũng không có gì, Tổng thất một ít cây mầm thế thôi, tại đây bí ẩn như vậy, ngoại nhân rất khó phát hiện, nếu như là vương gia tộc nhân may mắn lại tiến nhập đạo trường, có thể đến nơi đây tìm kiếm linh quả, không có cơ hội tiến nhập đạo trường cũng không sao. Phía trước là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch, vương thông thiên thôi động linh mục xem xét, như yên thôi động ly hỏa chân đồng, nhìn còn có hay không cấm chế cường đại. Ông mật khôi lỗi ở phía trước dò đường, phù binh theo sát phía sau, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, cái này khiến bọn hắn thở vào nhẹ nhõm, đi theo. Sau ba ngày, bọn hắn xuất hiện tại một mảnh hồng sắc trong rừng trúc, trên đất lá trúc chất đống có mấy xích dày. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, tốc độ cũng không nhanh. Kỳ quái! Như thế nào cũng không có linh dược. Chẳng nhẽ bị yêu thú ăn sạch rồi sao? Cũng không có phát hiện yêu thú A. Vương Thông Thiên nghi ngờ nói, không tìm được vạn năm linh dược coi như xong, mấy ngàn năm linh dược cũng không có, cũng không có phát hiện bất luận cái gì yêu thú tung tích, cũng không có bất kỳ cái gì cấm chế, cái này kỳ quái. Vương Trường Sinh trong tay tầm yêu kính truyền ra một trận chói tai tiếng thú gào, linh quang thiểm thước, mặt kính hiện ra vô số ngân sắc phù văn, hình thành một cái ngân sắc kim đồng hồ, ngân sắc kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng chỉ hướng tây nam phương hướng. Vương Thông Thiên vội vàng hướng về tây nam phương hướng nhìn lại, một lát sau, hắn lắc đầu, không có phát hiện, đoán chừng yêu thú tại chỗ rất xa. Đi, qua. Vương Trường Sinh đem Vương Mộng Ly chờ nhân thu hồi linh thú trạc, lưu lại Vương Thông Thiên cùng bọn hắn cùng một chỗ, hướng về tây nam phương hướng trước tiến, đi tới hơn 3 triệu dặm, bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa cao vút trong mây đỉnh núi, phía trước là một mảnh đất trống trải, hơn một triệu con phi thiên thị huyết nghỉ ngay tại công kích mấy chục vạn con màu xanh yêu lan, đại lượng phi thiên thị huyết nghỉ bò tới màu xanh yêu lan trên thân, gặm cắn thân thể của bọn chúng, từng cái màu xanh yêu lan ngã xuống, liền xương cốt cũng không có còn lại, kiến chúa là bác giai hạ phẩm, lan vương là thất giai thượng phẩm. Kiến chúa mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một cổ sương mù màu máu, bao lại lang vương cùng nhiều con thất giai yêu lang bọn chúng phát ra nhất thanh thê lương tiếng sói tru thân thể sụi lơ hạ xuống một cổ cường đại hấp lực lăng không hiển hiện bọn chúng không bị khống chế hướng về kiến chúa bay đi lang vương phun ra một đạo lăng lệ cự hình phong nhận trảm trên người kiến chúa truyền ra một tiếng vang trầm kiến chúa bên ngoài thân nhiều một đạo nhàn nhạt vết cắt kiến chúa đột nhiên khẽ hấp lang vương chờ hơn 10 chỉ thất giai yêu lang đều chui vào trong miệng của nó không thấy bị nó nuốt lấy hư không ba động cùng một chỗ một đầu xanh mông mông kình thiên đại thủ lăng không hiển hiện, hiện lam sắc đại thủ bên ngoài có một cái sinh động như thật kỳ lân đồ án, còn không có rơi xuống, hư không vặn vẹo biến hình. tiếp đó xuất hiện đại lượng vết rách, một cổ cường đại áp lực bao phủ xuống, mặt đất trực tiếp xé rách, xuất hiện một đạo đạo to dài vết rách. kiến chúa vội vàng phun ra một đạo thô to huyết quang, nên đón tiếp lấy huyết quang trong nháy mắt bị lam sắc đại thủ đánh tan, lam sắc đại thủ đập vào kiến chúa trên thân, truyền ra một tiếng vang trầm kiến chúa nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống phương viên vạn dặm mặt đất sáng lên một đạo hoàng quang một cổ cường đại trọng lực lăng không hiển hiện màu xanh yêu lan tứ chi mềm nhũng ngã trên mặt đất đại lượng phi thiên thị huyết nghĩ theo không trung rớt xuống một trận tiên âm vang lên một đầu xanh mông mông vòng sáng từ trên trời giáng xuống làm sắc vòng sáng bao lại phương viên hơn 10 dặm còn không có rơi xuống đại lượng phi thiên thị huyết nghĩ nhau nhau hóa thành một mảnh huyết vụ hư không cũng xuất hiện một đạo đạo to dài vết rách kiến chúa phun ra một cổ huyết sắc sóng âm nên đón tiếp lấy như cùng lấy trứng chọi đá huyết sắc sóng âm trong nháy mắt bị lam sắc vòng sáng đánh tan lam sắc vòng sáng lướt qua kiến chúa thân thể kiến chúa phát ra thống cổ âm thanh bén nhọn từ giữa không trung rớt xuống trọng trọng nện ở mặt đất trên người của nó giống như nhiều hơn một tòa nặng ức vạn cân đại sơn nó vô pháp bay lên một cây bạch quan thiểm thức trường côn từ trên trời giáng xuống còn không có rơi xuống kiến chúa bốn phía mặt đất tự nổ bể ra đến bụi mù tràn ngập hư không xuất hiện đại lượng bạch sắc vụn băng ôn độ nhanh chóng giảm xuống kiến chúa muốn tránh đi nhưng là trọng lực đưa nó một mực tràn buộc tại mặt đất, căn bản không tránh khỏi, chỉ có thể phun ra một đạo thô to huyết sắc cột sáng, nên đón tiếp lấy. Một tiếng vang trầm, huyết sắc cột sáng trong nháy mắt bị đánh tan, bạch sắc cự côn nện ở kiến chúa trên đầu. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, mặt đất nổ bể ra đến, bạch sắc cự côn chui xuống đất đáy, một đầu mini kiến chúa vừa mới ly thể, tự bị một cổ lam sắc hào quang bao lại, cuốn vào một cái lam sắc trong bình ngọc không thấy. Một đạo dồn dập tiếng đàn vang lên, một đạo xanh mông mông sóng âm tịch quyển mà xuất nhanh chóng lướt qua phi thiên thị huyết nghĩ cùng yêu lan thân thể bọn chúng trong nháy mắt ngã xuống đất không có khí tức đại lượng tinh hồn bay ra vương thiền cùng vương thiền nhao nhao xuất thủ thôn vệ những này tinh hồn chỉ để lại hơn trăm con thất giai tinh hồn giữ lại luyện chế khôi lỗi thú bọn hắn ăn no nê không hẹn mà cùng đánh một ở no nê vương trường sinh cùng uông như yên thần thức tăng trưởng một chút tại đây có bát giai yêu thú coi như xong yêu trùng cũng có thể tiến vào bát giai tu tiên tài nguyên cũng quá phong phú đi thật sự là đại thừa tu sĩ động phủ. Cung như yên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Khó mà nói, dù sao ngoại giới là nói như vậy, có lẽ là tiểu thế giới đi. Vương Trường Sinh không phản đối, hắn thu hồi lục giai lấy trên phi thiên thị huyết nghĩ cùng yêu lan thi thể, còn lại cũng làm cho vương thôn thiên ăn hết, kiến chúa nuốt vào trong bụng yêu lan cũng đã bị mất mạng, thi thể cũng hóa thành huyết thủy. Bác giai phi thiên thị huyết nghĩ thi thể, dùng tới luyện chế thượng phẩm thông thiên linh bảo không là vấn đề. Vương Trường Sinh thu hồi kiến chúa thi thể cùng định Sơn Đinh, bọn hắn rời khỏi nơi này. Có tầm yêu kính tại tay, bọn hắn có thể sớm phát hiện bác giai yêu thú, đánh hay chạy đều có thể, nhất tọa cao vút trong mây sơn phong, sơn trên thảm thực vật rậm rạp, dưới chân núi có nhất cái trượng đại sơn động, từng đợt đinh tai nhất ốc tiếng oanh minh theo trong động truyền ra, cả ngọn núi rất nhỏ đung đưa, đại lượng thạch đầu từ trên núi lăn xuống tới. Một tiếng vang thật lớn, sơn phong một phân thành hai, một đạo vàng ống ánh kình thiên đao khí lóe lên mà xuất, thẳng đến chân trời mà đi nhất thanh thê lương tiếng chim hót vang lên một đầu toàn thân màu xanh chim cắt bay ra chim cắt trên thân đại lượng lông vũ cũng tróc ra bên ngoài thân máu me đầm đìa có thế thấy bạch cốt nhất phó thân thủ trọng thương bộ dáng nó vỗ cánh hướng về không trung bay đi vừa bay ra hơn 10 dặm hư không ba động cùng một chỗ một đầu trắng mênh mông kình thiên đại thủ tùy theo xuất hiện còn không có rơi xuống hư không xuất hiện đại lượng bạch sắc vụn băng giống như phiến thiên địa này đều muốn đóng băng lại bàn tay lớn màu trắng đập vào màu xanh chim cắt trên thân màu xanh chim cắt từ giữa không trung rớt xuống, bên ngoài thân bắt đầu kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn. Màu xanh chim cắt tốc độ đại giảm, một đạo vàng ống ánh kình thiên đao quang kích xạ mà đến, đem nó đầu chém xuống một cái. Kình thiên đao quang đem vài chục tòa sơn phong trảm vỡ nát, bụi mù cuồn cuộn. Vương Nhất Đao, Vương Xuyên Minh, Vương Nhất Băng cùng Lam Phúc không đứng tại nhất khối trên đất trống, thần sắc khác nhau, nơi hẻo lánh bên trong có mười mấy gốc màu xanh tiểu thảo, tiểu thảo toàn thân hiện ra một trận thanh quang phiến lá là hình tròn, một đạo thổ hoàng sắc màn sáng bao lại mười mấy gốc tiểu thảo. Bọn hắn cùng đại bộ đội phân tán, liên lạc không được tộc nhân khác, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Vương đạo hữu đao pháp tinh xảo, thất giai thượng phẩm yêu cầm cũng không phải là đối thủ của ngươi, đợi một thời gian, khẳng định có thể siêu việt vương tiền bối. Lam Phúc không thổi phòng đạo, nha. Vương nhất đao nghiêm mặt, nhìn không ra hỉ nộ. Lam đạo hữu quá khen rồi, nếu không phải ngươi cùng nhất băng lão tổ liên thủ đã thương này yêu, chúng ta cũng không có dễ dàng như vậy diệt sát này yêu. Vương Xuyên Minh vừa cười vừa nói. Lam mổ chỉ là giúp một điểm nhỏ bận biểu, không đáng giá nhắc tới, không có vương đạo hữu, chúng ta căn bản giết không được này yêu, kia vài cây phong linh thảo tự về các ngươi, ta không có giúp đỡ được gì, cũng không muốn rồi. Lam Phúc không thành khẩn nói. Vương nhất đao thực lực quá mạnh, Lam Phúc không lòng sinh e ngại, rất thích thời không có muốn linh dược. Lam đạo hữu nói đùa, đây là mọi người chúng ta công lao, không là nhất đao một người công lao, những này phong linh thảo chúng ta chia đều đi vương nhất băng cười mỉm nói lam phúc không là vương gia quan hệ thông gia phân hắn một chút linh dược cũng không có gì bọn hắn còn không đến mức bá đạo như vậy vương xuyên minh pháp quyết vừa bấm màn ánh sáng màu vàng tán loạn hóa thành một cây hoàng quan thiểm thước lệnh kỳ chui vào ống tay áo của hắn không thấy hắn thận trọng đào ra mười mấy gốc phong linh thảo bốn người chia hết vương nhất đao cầm đầu phong linh thảo niên đại thấp nhất cũng có hơn một vạn năm niên đại cao nhất có hơn ba vạn năm yêu cầm phục dụng phong linh thảo đối nó tiếng dai có nhất định trợ giúp, luyện chế thành đan dược, cũng thích hợp tu luyện phong thuộc tính công pháp tu sĩ phục dụng, có tinh tiến pháp lực hiệu quả. Lam Phúc không phân đến ba cây hơn hai vạn năm phong linh thảo, vừa lòng thỏa ý, yêu cầm thi thể về vương gia. Bọn hắn nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, hướng về cách đó không xa hồng sắc rừng trúc đi đến. Một đi ngang qua đến, bọn hắn đụng phải không ít yêu trùng, tốt tại cấp bậc cũng không cao, số lượng cũng không nhiều, đều bị bọn hắn giải quyết. Một ngày sau, bọn hắn xuyên qua rừng trúc một cái cỏ dại rậm rạp hạp cốc xuất hiện ở trước mặt bọn họ một cái chảy xiết tiểu hà theo trong hạp cốc xuyên qua vương xuyên minh bốn người mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng tốc độ cũng không nhanh bỗng nhiên nhất thanh đinh tai nhất ốc tiếng nổ đùng đoàn vang lên một đoàn to lớn xích sắc hỏa quan xuất hiện ở trên không vô cùng dễ thấy vương nhất đao bốn người dừng bước vương xuyên minh lấy ra một khỏa vàng ống ánh viên châu xem nó pháp lực ba động chỉ là hạ phẩm thông thiên linh bảo tầm linh châu đây là dùng luyện hư kỳ đa một tộc ánh mắt luyện chế mà thành bảo vật cùng vương thôn thiên linh mục có dị khúc đồng công chi diệu bất quá dò xét phạm vi so ra kém vương thôn thiên vương gia mang lên không ít bảo vật tìm kiếm tương tự tầm linh châu bảo vật cũng không nhiều trung phẩm thông thiên linh bảo tự ba kiện không trên tay bọn họ năm vạn dặm ngoại có bảy tên tinh hỏa tộc tu vi không rõ vương xuyên minh nhớ mày nói thần thức bị hạn chế hắn chỉ có thể nhìn thấy số lượng của địch nhân không biết đạo tu vi diễm trân không ở bên trong muốn hay không đuổi theo diệt bọn hắn. Lam Phúc không đề nghị. Diễm Trân không ở bên trong, bất quá ta cảm thấy không cần thiết diệt đi bọn hắn, chí ít trước mắt không được. Vương Xuyên Minh nói ra cái nhìn của mình. Vương Nhất Đao không nói một lời, cần hắn xuất thủ, hắn sẽ ra tay, bình thường chính là nhất cái muộn hồ lô, tộc nhân đều quen thuộc. Vì gì? Vương Nhất Băng tò mò hỏi. Hiện tại diệt đi bọn hắn, không nói đến có thể hay không diệt đi bọn hắn, coi như có thể diệt đi bọn hắn, cũng là làm một cú, chúng ta còn cần đi đường, giữ lại bọn hắn, chính là để bọn hắn vì chúng ta dò đường, cần giết chết bọn hắn thời điểm, lại động thủ cũng không muộn, bọn hắn hái tới linh dược linh quả đều là chúng ta. Vương Xuyên Minh chậm rãi nói, nơi này thất giai yêu thú không ít, còn có không ít cấm chế cường đại, nhưng tinh hỏa tộc tu sĩ ở phía trước dò đường, bọn hắn tại phía sau đối phương, an toàn rất nhiều. Vạn nhất bọn hắn cùng đại bộ đội hội hợp đây. Lam Phúc không nhíu mày hỏi. Diệp tiền bối thế nhưng là nói, đạo trường rất lớn, coi như tinh hỏa tộc toàn tộc cũng tiến nhập đạo trường tầm bảo, cũng không có khả năng cũng cùng một chỗ, ta là tinh hỏa tộc cao tầng, sẽ chỉ mang nhất chút tinh nhuệ tiến nhập đạo trường tầm bảo, hiệu suất tối đại hóa, khẳng định là để bọn hắn chia làm một số tiểu đội tầm bảo, ta đoán chừng đây là tinh hỏa tộc tiểu của bộ đội. Vương Xuyên Minh phân tích nói, đề nghị này không tệ, nhất đao, làm đạo hữu, các ngươi cảm thấy thế nào? Vương Nhất Băng nhìn về phía Vương Nhất Đao cùng Lam Phúc không? Được. Vương Nhất Đao gật gật đầu. Kể từ đó, Lam Phúc không càng không khả năng cự tuyệt, cũng đáp ứng, bọn hắn đi theo tinh hỏa tộc tu sĩ sau lưng, tiêu thất tại trong núi lớn, một mảnh rộng lớn vô biên thảo nguyên, một vệt kim quang xuất hiện ở phía xa chân trời, kim quang còn không có bay ra bao xa, nhất thanh bén nhọn tiếng chim hót vang lên, một đầu hồng quang thiểm thước to lớn vuốt chim không có dấu hiệu nào xuất hiện, vỗ trúng kim quang. Một tiếng vang trầm, kim quang từ trên cao rớt xuống, rơi xuống trên mặt đất, chính là kim lỗi cánh tay phải của hắn có mấy đạo kinh khủng vết máu, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bọn hắn lọt vào hai cái bát giai ly hỏa chuẩn công kích, tộc nhân phân tán đào mệnh, bát giai ly hỏa chuẩn đuổi sát kim lỗi không thả. Kim lỗi pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân tràn ra một trận chướng mắt hoàng quang, mặt đất hóa thổ vì sa, phạm vi ngàn dặm biến thành sa mạc, hoàng sa đầy trời. Trong hư không chấn động vạn vẹo, mấy vạn khỏa phòng ốc đại xích sắc hỏa cầu xuất hiện ở trên không, vạch phá thương khung, trùng trùng điệp điệp đánh tới hướng kim lỗi vô số hoàng sắc sa lịch bay lên phía sau hình thành một đạo cao hơn ngàn trượng hoàng sắc tường đất ngăn cản trước mặt kim lỗi dày đặc xích sắc hỏa cầu nện ở hoàng sắc trên tường đất mặt truyền ra một trận vang dội tiếng nổ đùng đoàn liệt diễm che mất hoàng sắc tường đất hoàng sắc tường đất ầm vang sụp đổ bụi mù tràn ngập bụi mù tán đi kim lỗi cũng biến mất không thấy thi triển thổ động thuật chạy trốn hai cái hình thể to lớn ly hỏa chuẩn xuất hiện ở trên không một đầu bát giai trung phẩm một đầu bát giai hạ phẩm bọn chúng tìm không thấy kim lỗi phát tiếp nhất thông phía sau, cũng liền rời đi, một cái ba mặt núi vây quanh sơn cốc, thỉnh thoảng truyền ra một trận đinh tai nhức ốc tiếng nổ đùng đoàn, mơ hồ có thể nghe được một trận du dương tiếng đàn. Non nửa khắc sau, thanh âm biến mất. Cốc phía trong cỏ dại rậm rạp, cuối cùng có một cái vài trăm trượng lớn hàng đàm, vách đá cùng bờ đầm có thể nhìn thấy một chút màu đen vụn băng. Một đầu toàn thân màu đen cự mãn ngã vào bờ đầm, trên đầu có một lỗ máu to bằng nắm tay, một cái kim quang thiểm thước bình ngọc phiêu phù ở giữa không trung. Vương Đức Phong, Vương Viễn Vi cùng Vương Ngọc Lam ba người đứng tại cách đó không xa, một tên quanh thân bị vô số ngân sắc hồ quang điện vần quanh váy trắng thiếu nữ đứng tại Vương Ngọc Lam bên người, váy trắng thiếu nữ bên ngoài thân phù văn chấp động, đây là Vương Ngọc Lam luyện chế hợp thể kỳ phù binh, tinh thông lôi pháp. Tại bờ đầm trên vách đá, có thể nhìn thấy mười mấy gốc toàn thân màu đen cỏ non, phiến lá hiện lên hình thoi, mặt âm thảo, vạn năm dài một lá, có thể giải hỏa độc, mười mấy gốc mặt âm thảo thấp nhất cũng có hơn vạn năm, cao nhất bốn vạn năm. Vương Ngọc Lam thu hồi yêu mãn thi thể, tế ra một cây bạch quan thiểm thước lệnh kỳ, tìm nhập đầm nước không thấy, đầm nước bắt đầu kết băng, tầng băng là bạch sắc. Vương Đức Phong phóng suốt một đầu luyện hư kỳ phù binh, đào đi mười mấy gốc mặt âm thảo. Bọn hắn thu hồi bảo vật, rời khỏi nơi này, phù binh ở phía trước mở đường, ba người biến mất tại rừng rậm bên trong. Một mảnh rộng lớn đào hoa lâm, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên cùng Vương Thông Thiên chậm rãi tiến lên, tốc độ cũng không nhanh. Vương Trường Sinh trên tay cầm tầm yêu kính, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Đi qua nhiều lần thí nghiệm, Phương Trường Sinh có thể xác định, tầm yêu kính có thể dò xét đến bát giai yêu thú tồn tại. Bát giai phía dưới yêu thú cũng không thể chạy không khỏi tầm yêu kính dò xét. Này cực kỳ tốt giúp bọn hắn tầm bảo. Bọn hắn liên tiếp tránh đi năm cái bát giai yêu thú, tránh khỏi không ít phiền phức. Cho dù như vậy, bọn hắn vẫn là thận trọng, tầm yêu kính cũng không phải vạn năng, khẳng định có bát giai yêu thú có thể tránh thoát tầm yêu kính dò xét. Càng Dương Tiên Tử có này bảo nơi tay còn là lọc vào nhiều chỉ bắt giai yêu thú vây công trọng thương mà chết vương trường sinh trên tay tầm yêu kính sáng lên chói mắt linh quang truyền ra một tiếng mảnh thú tiếng gầm gừ bát giai yêu thú vương trường sinh sắc mặt ngưng lại hắn sử dụng sau một thời gian ngắn cũng biết tầm yêu kính cụ thể công hiệu nếu là bát giai phía dưới yêu thú tầm yêu kính liền là lắc lư cùng linh quang bát giai yêu thú lời nói liền biết phát ra tiếng thú gào khoảng cách càng gần yêu thú cấp bậc càng cao tiếng thú gào lại càng lớn mặt kính hiện ra vô số huyền ảo phù văn, ngưng tụ thành một mai kim chỉ nam, kim chỉ nam nhanh chóng chuyển động, chỉ hướng đông nam phương hướng, vương thông thiên thôi động linh mục, hướng lấy đông nam phương hướng nhìn lại. Là bác giai linh thử, nó giống như nắm giữ thông thiên thần quan. Không biết là trực thuộc hậu duệ, vẫn là kế thừa thông thiên thử huyết mạch. Vương thông thiên có chút không xác định nói ra, sắc mặt ngưng trọng. Đi, đi qua nhìn một chút, nếu như là thông thiên thử, chúng ta liền rút lui, hy vọng là thông linh thần quan. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn hướng lấy đông nam phương hướng chạy đi, tốc độ tương đối nhanh. Nửa khắc đồng hồ không tới, Vương Trường Sinh ba người ngừng lại, xuất hiện tại một mảnh rậm rạp lộn cây phía sau, nơi xa là một mảnh đất trống trải, một đầu toàn thân hoàng sắc cự thử cùng một đầu toàn thân thanh sắc cự điêu đấu pháp. Hoàng sắc cự thử hình thể cồng kềnh, đầu tương đối nhỏ, sợi râu tương đối dài, ánh mắt là thanh sắc, đỉnh đầu có một cái cự đại hóa cự thử hư ảnh, tản mát ra một cổ cường đại khí tức, Vương Thông Thiên có chút khẩn trương con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cự thử hư ảnh hắn có thể khẳng định đây là thôn thiên thử hư ảnh huyết mạch áp chế thanh sắc cự điêu hai cánh nhẹ nhàng một cái một đạo cao vạn trượng thanh sắc vòi rồng lăng không hiển hiện những nơi đi qua mặt đất vỡ ra tới hư không xé rách cương phong nổi lên bốn phía thông thiên thử hư ảnh phun ra một cổ vàng mênh mông hào quang bao lại thanh sắc vòi rồng cuốn vào miệng bên trong nuốt lấy thanh sắc cự điêu phát ra một tiếng bén nhọn tê minh thanh âm hai cánh hung hăng một cái hư không hiện ra đại lượng thanh sắc phong nhận, thẳng đến hoàng sắc cự thử mà đi, một dạng bị thông thiên thử hư ảnh nuốt lấy. Hẳn là chỉ là kế thừa thông thiên thử huyết mạch yêu thử, chân chính thông thiên thử ánh mắt không phải thanh sắc. Hung Như Yên phân tích nói, hoàng sắc cự thử phát ra một tiếng bén nhọn tê minh thanh âm, móng phải hướng xuống đất vỗ, một cổ cường đại trọng lực lăng không hiển hiện, thanh sắc cự điêu hướng xuống đất rơi xuống, nó ra sức vỗ cánh, không để cho mình rơi xuống. Một đầu cự đại móng chuột lăng không hiển hiện, đập vào trên người của nó, thanh sắc cự điêu nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. Hai đạo thanh quang kích xạ mà tới, thanh sắc cự điêu phun ra một đạo xanh mờ mờ gió lốc, chặn lại hai đạo thanh quan, một cổ vàng mênh mông hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại thanh sắc cự điêu, thanh sắc cự điêu thân thể nhanh chóng thu nhỏ, cuốn vào hoàng sắc cự thử miệng bên trong không thấy. Một trận sóng to gió lớn thanh âm vang lên, hư không bên trong hiện ra đại lượng lam sắc nước biển, theo bốn phương tám hướng hướng lấy hoàng sắc cự thử dân trào mà đi, lam sắc nước biển những nơi đi qua, hư không chấn động vặn vẹo, như là vạn mã bôn đằng, thanh thế hạo đại, hư không xuất hiện đại lượng vết trạng, hoàng sắc cự thử đột nhiên hút một cái, đại lượng nước biển tràn vào trong miệng của nó không thấy, đồng thời bên ngoài thân hoàng quan đại phóng, muốn độn địa chạy trốn. Một tiếng vang trầm, nó kinh ngạc phát hiện, mềm mại mặt đất biến thành tường đồng vách sắt, thổ động thuật mất hiệu lực. Kim quang lấp lóe, một mai kim quang thiểm thức tiểu ấn xuất hiện tại hoàng sắc cự thử đỉnh đầu, trong nháy mắt phòng lớn, đối diện nện xuống. Thông thiên thử hư ảnh há mồm phun ra một cổ hoàng sắc hào quang, bao lại kim sắc cự ấn, kim sắc cự ấn vụt nhỏ lại, bị nó cuốn vào miệng bên trong không thấy. Nhất thanh tử tiếng hét lớn vang lên, nó cảm giác có người dùng vật nặng đánh đầu của mình một dạng, choáng choáng nặng nề. Thông thiên thử hư ảnh phát ra một tiếng thê thảm tê minh thanh âm, vô số kim quang bắn ra, thân thể của nó đều tán loạn, kim sắc cự ấn vừa hiện mà ra, đập về phía hoàng sắc cự thử, hoàng sắc cự thử mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một cổ hoàng sắc hào quang, bao lại kim sắc cự ấn, kim sắc cự ấn dùng mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ, cuốn vào hoàng sắc cự thử miệng bên trong không thấy. Vô luận là thuật pháp, vẫn là trung phẩm thông thiên linh bảo, đều bị nó nuốt lấy. Một trận chói tai tiếng xé gió lên, một mảng lớn bạch sắc côn ảnh từ trên trời giáng xuống, đập về phía hoàng sắc cự thử đầu. Hoàng sắc cự thử hai mắt đều bắn ra một đạo thanh quang, như nhau bị bạch sắc côn ảnh đánh nát bấy. Hoàng sắc cự thử muốn lập lại chiêu cũ, thi triển thông thiên thần quang nuốt mất côn ảnh, một tiếng nữ tử tiếng hét lớn vang lên thân thể của nó khẽ rung lên, phản ứng chậm một nhịp, dày đặc bạch sắc côn ảnh nện ở hoàng sắc cự thử trên đầu, truyền ra một trận kêu thảm, thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Một đầu mini lão thử vừa mới ly thể, liền bị một cổ lam sắc hào quang bao lại, cuốn vào một cái lam sắc hồ lô bên trong không thấy. Vương Trường Sinh khẽ thở vào nhẹ nhõm, vì diệt sát này yêu, hắn còn góp đi vào một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo. Nó liền trung phẩm thông thiên linh bảo đều có thể nuốt mất, dự tính thượng phẩm thông thiên linh bảo cũng có thể nuốt chỉ là kế thừa thông thiên thử huyết mạch liền mạnh như vậy, nếu là chân chính thông thiên thử, còn mạng đến mức nào? Vương Trường Sinh phá vỡ hoàng sắc yêu thử bụng, đem thanh sắc cự điêu đào lên, nó đã chết đi, bất quá thi thể bảo tồn vẫn còn tương đối hoàn chỉnh, lấy ra luyện khí không có vấn đề. Hắn móc ra yêu thử nội đan, cất giữ tiếng một cái hoàng sắc hộp ngọc. Vương Thông Thiên thôn phệ cái này bắt giai yêu thử, có rất lớn xác suất tiếng giai bắt giai, dù sao đều kế thừa thông thiên thử huyết mạch. Tay hắn cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, Vương Thông Thiên theo linh thú trạc bay ra, trấn thần hống đối hắn ảnh hưởng quá lớn, chỉ có thể tạm thời thu nhập linh thú trạc. Chủ nhân quá lợi hại, bác giai yêu thử cũng không phải đối thủ. Vương Thông Thiên kích động nói. Lần này ngươi lập công không ít, ra ngoài lại đem thi thể cấp ngươi hưởng dụng. Vương Trường Sinh hứa hẹn nói, Vương Thông Thiên hiện tại nuốt mất bác giai yêu thử thi thể lời nói, khẳng định lại rơi vào trạng thái ngủ say, bất lợi cho tiếp xuống tầm bảo. Đa tạ chủ nhân. Vương Thông Thiên cảm ơn một tiếng, thần sắc kích động nơi này có bác giai nhân diện kiêu không có bác giai thôn thiên thử a à? hùng như yên có một cái lớn mật phỏng đoán hẳn không có a à? nếu có bác giai thôn thiên thử rất ít có yêu thú đánh thắng được nó a à? những này bác giai yêu thú dự tính đều sẽ bị ăn hết làm sao có nhiều như vậy bác giai yêu thú bất quá nói đi cũng phải nói lại nơi này bác giai yêu thú như vậy nhiều ta luôn cảm thấy không giống như là đạo tràng có lẽ là huyền linh thiên tôn tới qua tiểu thế giới vương trường sinh suy đoán nói hắn không có đi qua cái khác đại thừa tu sĩ đạo tràng, nhưng là có tu sĩ đi qua, cái khác đại thừa tu sĩ đạo tràng không có như vậy lớn, cũng không có như vậy nhiều bác giai yêu thú, lại càng không có nhân diện kiêu loại này chân linh hậu duệ. Có khả năng này, chúng ta trước đi. cũng như yên lời còn chưa nói hết, vương trường sinh thân bên trên truyền ra một trận vang dội tiếng thú gào, vương trường sinh xuất ra tầm yêu kính, nếu mày nói ra, các bạn đang nghe truyện trên kênh TV Audio CV nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, Tây Bắc Phương Hướng vương thông thiên ngầm hiểu lập tức thôi động hai mắt hướng lấy tay bắt phương hướng dò xét bát giai hổ phượng điệp nó tại truy kích hai cái bát giai yêu cầm vương thông thiên thanh âm nặng nề bát giai hổ phượng điệp mau rút lui vương trường sinh thần sắc biến được khẩn trương lên hổ phượng điệp tinh thông không gian thần thông muốn chạy đều khó chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vương trường sinh thu hồi bảo vật cùng bát giai yêu thú thi thể động địa chạy trốn cũng không lâu lắm một đạo xanh mờ mờ vòi rồng từ đằng xa cuốn tới, hư không chấn động vạn vẹo, thanh sắc vòi rồng ngừng lại, hiện ra một đầu hình thể to lớn thanh sắc cự hạt, ánh mắt là kim sắc. Nó phiêu phù ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích, miệng bên trong phát ra dùng dập tiếng hạt ré, không gian ba động cùng một chỗ, một cái cự đại lỗ hổng lăng không hiển hiện, một đầu hình thể to lớn hổ phượng điệp từ trong bay ra, hổ phượng điệp cánh nhẹ nhàng một cái, hư không xuất hiện từng đạo to dài vết trạng, lướt qua thanh sắc cự hạt thân thể, thanh sắc cự hạt tứ phân ngũ liệt, hóa thành vô số cục máu. Không gian chi nhận. Hổ Phượng điệp phun ra một cổ hào quang, bao lại cục máu, cuốn vào miệng bên trong nuốt lấy, kích động cánh, rời khỏi nơi đây. Một tòa ba mặt núi vây quanh cự đại sơn cốc, hai nam một nữ năm tên giả dạ xoa tộc tu sĩ ngay tại vây công một đầu hình thể to lớn lục nhãn sa chu, cầm đầu là một tên thân hình cao lớn hoàng sam đại hán, mặt mũi hung dữ, phần lưng một cặp hoàng sắc cánh thịt. Ba sơn, hợp thể hậu kỳ. Bọn hắn cùng phần lớn đội ngũ thất lạc, từng người tự chiến lục nhãn sa chu bên ngoài thân máu me đầm đìa khí tức quể oải một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng ba sơn thôi động pháp tướng dạ xoa hư ảnh tay phải hướng lấy hư không vỗ đồng thời mở miệng phun ra một đạo vàng mênh mông sóng âm hai người khác nhau nhau noi theo ba đầu đại thủ cùng ba đạo hoàng sắc sóng âm thẳng đến lục nhãn sa chu mà đi ầm ầm tiếng vang lục nhãn sa chu hơn phân nửa thân thể sa vào mặt đất bốn cái chân nhện đứt gãy còn chưa chết còn có thể nhúc nhích nhưng là hành động không lớn bằng lúc trước một mảng lớn kim sắc quan nhận từ trên trời giáng xuống lần lượt trảm tại lục nhãn sa chu trên thân đem hắn đầu trảm xuống tới máu chảy một chỗ cuối cùng tại diệt sát này yêu hẳn là vượt qua đại thiên kiếp không lâu thân bên trên thương thế hẳn là là lôi kiếp tạo thành tiện nghi chúng ta một tên dáng người mạng diệu váy đỏ thiếu phụ vừa cười vừa nói chớ nói nhảm nhanh đi hái linh dược nghỉ ngơi một chút chạy tới kế tiếp địa phương ba sơn thúc dục nói thu hồi lục nhãn sa chu thi thể xuất ra một tấm thanh sắc gia thú hội họa lên tới, hắn đây là ghi chép lại chính mình tại đạo tràng lộ tuyến đồ, nói không chừng ngày sau hoặc là hậu nhân có thể dùng tới được. Váy xanh thiếu phụ và một tên dáng người mập lùng áo bào xanh lão giả hướng lấy sơn động đi đến, hái linh dược. Cũng không lâu lắm, trong sơn động truyền ra một trận vang dội tiếng nổ đùng đoàn. Ba sơn nhướng mày, lập tức xông vào sơn động. Cũng không lâu lắm, hắn xuất hiện tại một cái hơn mẫu lớn động quật bên trong, váy xanh thiếu phụ và áo bào xanh lão giả ngay tại công kích một mặt gập gần vách đá, trên vách đá phù văn chấp động, có thể nhìn thấy một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng, hiển nhiên là cấm chế. Đây là có chuyện gì? Ba Sơn mở miệng hỏi. Chúng ta vô ý phát hiện, hẳn là lúc trước tiến vào đạo tràng tầm bảo tu sĩ lưu lại, cũng không biết là đại thừa hay là hợp thể. Váy xanh thiếu phụ hưng phấn nói. Ba Sơn hứng thú, ba người bọn họ thôi động pháp tướng, tế ra bảo vật công kích màn ánh sáng màu vàng, nửa ngày đi qua, màn ánh sáng màu vàng không nhúc nhích tí nào này không phải là đại thừa tu sĩ lưu lại a à. váy xanh thiếu phụ trầm giọng nói nếu là hợp thể tu sĩ lưu lại đi qua lâu như vậy ba tên hợp thể tu sĩ công kích nửa ngày cũng không có bất luận cái gì phá mất dấu hiệu khẳng định không phải hợp thể tu sĩ lưu lại tăng lớn cường độ ta cũng không tin ba sơn lời còn chưa nói hết phần lưng cánh nhẹ nhàng một cái theo tại chỗ biến mất không thấy hai đạo hoàng quan kích xạ mà tới nó bên trong một đạo đánh trúng vào váy xanh thiếu phụ váy xanh thiếu phụ dùng mắt trần có thể thấy tốc độ hóa đá biến thành một bộ cự đại pho tượng. Một đầu hình thể to lớn lục nhãn sa chu vọt vào, nhìn nó khí tức, rõ ràng là thất giai thượng phẩm. Nó bạn lữ độ đại thiên kiếp bị trọng thương, nó đi ra ngoài tìm kiếm linh dược, trở về phát hiện bạn lữ chết rồi. Không tốt, thất giai thượng phẩm lục nhãn sa chu, chạy mau. Ba sơn phần lưng cánh hung hăng một cái, biến mất không thấy, áo bào xanh lão giả muốn noi theo, giày đặc hoàng sắc tơ nhận kích xạ mà tới, đồng thời một cổ cường đại trọng lực lăn không hiển hiện, đem hắn bám vào mặt đất áo bào xanh lão giả vội vàng tế ra một mặt thanh quan thiểm thức thuẫn bài chặn lại hoàng sắc tơ nhện pháp quyết vừa bấm bên ngoài thân thanh quan đại phóng thanh sắc thuẫn bài nhanh chóng hóa đá sau đó tứ phân ngũ liệt vô số đầu hết sức nhỏ hoàng sắc tơ nhện tiếp xạ mà tới cuốn lấy áo bào xanh lão giả áo bào xanh lão giả ra sức giải dụa không có tác dụng gì tơ nhện bền bỉ không gì sánh được lục nhãn sa chu phun ra một cổ hoàng sắc độc hỏa đáp xuống áo bào xanh lão giả trên thân tiếng kêu trên liên hồi nửa khắc đồng hồ không tới áo bào xanh lão giả liền đình chỉ dãy dụa không còn khí tức một đầu mini nguyên anh vừa mới ly thể liền bị lục nhãn sa chu nuốt lấy lục nhãn sa chu nuốt mất áo bào xanh thi thể của lão giả bò đến xó xỉnh nhắm mắt lại trên vách đá màn ánh sáng màu vàng chậm chậm ảm đạm xuống cuối cùng biến mất không thấy phản phất chưa hề xuất hiện qua một dạng một mảnh mênh mông vô biên rừng rậm chỗ rừng sâu truyền đến một trận vang dội tiếng nổ đùng đoàn mặt đất rất nhỏ lắc lư một tiếng vang thật lớn một đoàn cự đại xích sắc ánh lửa ngút trời mà lên mười phần bắt mắt đại lượng cây cối đổ xuống cuồng cuộn liệt diễm che mất những này cây cối ánh lửa ngút trời khói đặc cuồn cuộn chỗ rừng sâu diễm trân đứng tại một mảnh đất trống trải thần sắc băng lãnh cách đó không xa có một đầu toàn thân cháy đen cự đại bọ ngựa không còn khí tức cuối cùng là giải quyết diễm trân thở vào nhẹ nhõm thu hồi cự đại bọ ngựa thi thể hắn hóa thành một đạo động quan phá không mà đi cũng không lâu lắm diễm trân đáp xuống một mảnh đất trống trải nơi xa có một gốc hiện ra yếu ớt linh quang cây cối Lưu ly một, tối thiểu có hơn 10 vạn năm, luyện chế mấy bộ phòng ngự loại thượng phẩm thông thiên linh bảo đều không phải là vấn đề, chúng ta tinh hỏa tộc cơ duyên đến. Diễm Trân ánh mắt cuồng nhiệt, vui vô cùng, vừa tiến vào đạo tràng liền đạt được đại thừa linh vật, tuy nói lọc vào bát giai yêu thú truy sát, bị buộc cùng tộc nhân phân tán, nhưng bây giờ phát hiện một gốc hơn 10 vạn năm lưu ly một, phía trước gặp khổ đều trị giá. Phòng ngự loại thượng phẩm thông thiên linh bảo 10 phần hiếm thấy, dù là hắn đi thiên linh đại lục, vẫn là hàng hiếm, cũng là trọng đại tu tiên tư nguyên có này gốc lưu ly một hắn có thể đem ra luyện chế thượng phẩm thông thiên linh bảo độ đại thiên kiếp còn có thể lấy ra cùng cái khác đại thừa trao đổi tu tiên tư nguyên diễm chân đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ một đầu xanh mờ đại thủ bỗng dưng hiển hiện đại thủ mặt ngoài có một cái sinh động như thật kỳ lân hư ảnh diễm chân bên tai truyền đến một trận hải kiếu thanh âm đồng thời bàn tay lớn màu xanh lam vào đầu vỗ xuống hư không phát ra ong ong thanh âm xuất hiện đại lượng vết trạng bàn tay lớn màu xanh lam nhìn như nhẹ nhàng nhưng diễm chân thật rõ ràng nếu là trọi cứng một kích này, hắn không chết cũng muốn nguyên khí đại thương. Một tiếng nữ tử tiếng hét lớn vang lên, truyền khắp phương viên mấy vạn dặm, ở chân trời quanh quẩn không dứt. Diễm Trân đầu trầm xuống, đồng thời mặt đất sinh ra một cổ cường đại trọng lực, đem hắn trói buộc tại mặt đất, hắn cảm giác trên vai nhiều hơn một tòa nặng ức vạn cân đại sơn, hai chân rung lên. Diễm Trân ở ngực hồng sắc ngọc tỏa sáng lên một đoàn chướng mắt hồng quang, một đạo hồng quang thiểm thước màn sáng tùy theo hiển hiện, bảo vệ toàn thân lam sắc cự trưởng đập vào màn sáng màu đỏ phía trên truyền ra tầm một tiếng vang trầm màn sáng màu đỏ linh quang ảm đạm xuống diễm trân bốn phía mặt đất nổ bể ra tới khói lửa cuồn cuộn một đạo xanh mờ vòng sáng từ trên trời giáng xuống truyền đến một trận chói tai tiên âm phụ cận hư không vỡ ra tới xuất hiện đại lượng vết trạng diễm trân cảm giác màn nhĩ nhói nhói khó nhịn sắc mặt đỏ bừng lên lam sắc vòng sáng lướt qua màn sáng màu đỏ màn sáng màu đỏ cùng thiểm một cái như là rạn nứt một loại đứt thành từng khúc lam sắc vòng sáng lướt qua diễm trân diễm trân hét thảm một tiếng té xuống đất không còn khí tức linh quang nhất thiểm diễm trân hóa thành một lớn chừng bàn tay tứ sắc ngọc thạch linh quang lập lòe chính là ngũ huyền ngọc tứ sắc ngọc thạch kim sắc khu vực phá toái biến thành tam sắc ngọc thạch ngoài mấy trăm dặm hư không hiện ra một đoàn xích sắc hỏa diễm hóa thành diễm trân thân ảnh hắn dọa một thân đại hãn linh quang nhất thiểm tam sắc ngọc thạch xuất hiện tại diễm trân đỉnh đầu hắn nhìn thấy nơi xa vương trường sinh cùng uông như yên sắc mặt trở nên rất khó coi. Thiên cầm tiên tử, ngươi tiến vào đại thừa kỳ. Diễm Trân mặt âm trầm nói ra, hắn vạn lần không ngờ, Uông Như Yên tiến vào đại thừa kỳ, càng làm cho hắn không nghĩ tới là, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên từ nơi này xuất hiện. Đạo tràng như vậy lớn, lại có thể đụng phải Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, đây cũng là kỳ quái. Vương Trường Sinh không có giải thích, tay phải dương lên, một cây lam quan thiểm thước lệnh kỳ bay ra, vòng quanh lưu ly một xoay nhanh một vòng sau, hóa thành một đạo dày đặc lam sắc màn nước, bao lại lưu ly một. Diễm Trân bên ngoài thân hiện ra vô số xích sắc hỏa diễm, một tiếng vang trầm, thân thể của hắn nổ bể ra tới, hóa thành chính đám giống nhau lớn nhỏ hỏa diễm, hướng lấy phương hướng khác nhau chạy đi. Cửu Diễm Vân Linh đại pháp, tinh hỏa tộc độc môn bí thuật, Diễm Trân nhiều lần theo cường địch trên tay đào thoát, phía trước tại Thiên Linh đại lục bị tà đồng tộc truy sát, hắn cũng là dựa vào bí thuật này thoát thân. Lần trước đơn đã độc đấu, hắn kém chút bị Vương Trường Sinh giết, lần này lấy một địch hai, hắn càng không phải là đối thủ, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách đúng lúc này mặt đất rất nhỏ lắc lư một cái một cổ cường đại trọng lực bỗng dưng hiển hiện chính đám hỏa diễm tốc độ chậm lại một trận hải khiếu thanh âm vang lên vô số lam sắc nước biển tại phương viên vạn dặm hiện lên phương viên vạn dặm hóa thành một cái tiểu hình hải dương nước biển kịch liệt cuồn cuộn theo bốn phương tám hướng dân trào mà tới những nơi đi qua hư không một trận vạn vẹo biến hình như là vạn mã bôn đằng khí thế kinh người một đoàn xích sắc hỏa diễm sáng rõ hóa thành diễm chân bộ dáng mặt khác tám đám hỏa diễm tán loạn. Diễm Trân sầm mặt lại, hắn không hoài nghi chút nào, chính mình sẽ bị đụng thành một đám thịt nát. Hắn tay áo lắc một cái, một cây hồng quang thiểm thước cờ phướng bắn ra, vòng quanh hắn xoay nhanh một vòng sau, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm tuôn trào ra, hướng lấy bốn phương tám hướng khuếch tán, đóng lấy nước biển. Ầm 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 tiếng vang, nước biển cùng hỏa diễm chạm vào nhau, bộc phát ra một mảng lớn màu trắng vũ khí, một trận tiên âm vang lên, Diễm Trân bốn phía vũ khí tán đi, một đạo xanh mờ vòng sáng từ trên trời giáng xuống, còn không có hạ xuống, hắn cũng cảm giác màn nhĩ nhói nhói khó nhịn, phụ cận hư không xuất hiện đại lượng vết trạng, xung quanh hỏa diễm cùng thiểm mà diệt. Diễm Trân gọi ra pháp tướng, cùng hắn hợp làm một thể, toàn thân bị liệt diễm bao vây lấy, tay phải hướng lấy đỉnh đầu hư không vỗ tới, một đầu hồng quan thiểm thước cự trưởng lóe lên mà ra, nên đón tiếp lấy. Lam sắc vòng sáng cùng bàn tay lớn màu đỏ chạm vào nhau, bàn tay lớn màu đỏ tứ vân ngũ liệt, hóa thành khắp bầu trời liệt diễm tán loạn không thấy. Diễm Trân tế ra một bả hồng quan thiểm thức đoạn đao, chém vỡ lam sắc vòng sáng. Trước người vũ khí ngưng lại, hóa thành vương trường sinh thân ảnh, một cái cự đại nhân hình hư ảnh xuất hiện tại vương trường sinh trên không, cùng hắn hợp làm một thể. Vương trường sinh song quyền khẽ động, đập về phía Diễm Trân, bị một tên đại thừa kỳ thể tu cận thân, kết quả rất nghiêm trọng. Diễm Trân sắc mặt biến được dữ tợn, há mồm phun ra một cổ xích sắc hỏa diễm, đồng thời thân thể nhanh chóng bành trướng, muốn tự bạo thì là giết không được Vương Trường Sinh, làm bị thương vương trường sinh cũng không tệ Cùng cuộn liệt diễm che mất vương trường sinh bất quá hắn cũng không thụ ảnh hưởng vương trường sinh mi tâm bay ra một đạo lam quang đánh trúng vào diễm trân thân thể diễm trân hét thảm một tiếng thân thể khô quắc xuống tới cảm giác thức hải muốn nứt thành hai nửa chờ hắn lấy lại tinh thần vương trường sinh nắm đấm đã đập vào diễm trân trên đầu một tiếng vang trầm diễm trân đầu phá toái một đầu mini nguyên anh vừa mới ly thể một tấm lam quang thiểm thức phù triện bay vụt mà tới dán tại mini Nguyên Anh thân bên trên. Mini Nguyên Anh thần sắc ngốc trễ xuống tới, vẫn không nhúc nhích, Vương Trường Sinh há mồm phun ra lưu ly băng diễm, rơi vào trên người, thân bên trên liệt diễm cùng thiểm mà diệt, diễm trân phun ra là thất giai linh diễm, đối với lưu ly băng diễm tới nói là đại bổ chi vật. Hỏa diễm đều tán đi, thi thể không đầu ngã xuống, trong rủi huyền linh đại lục vài vạn năm diễm trân như vậy vẫn là, nghiêm chỉnh mà nói, Vương Trường Sinh diệt đi hắn Nguyên Anh, hắn mới hội triệt để thân tử đạo tiêu. Vương Trường Sinh một phát bắt được Diễm Trân Nguyên Anh, đối hắn sư hồn. Mini Nguyên Anh hét thảm một tiếng, ngất đi. Một lát sau, phương Trường Sinh buông ra Nguyên Anh, đem hắn chứa vào một cái hồng sắc trong hộp ngọc, dán lên một tấm lam sắc phù triện. Hắn đạt được cửu diễm vân linh đại pháp tu luyện chi pháp, còn có bồi dưỡng linh hỏa bí pháp, nếu là thu thập đại lượng hỏa thuộc tính vật liệu bố trận, mời bác giai trận pháp sư hỗ trợ bố trí bác giai trận pháp, có hy vọng bồi dưỡng ra bác giai linh hỏa. Diễm Trân vẫn muốn bồi dưỡng ra bác giai linh hỏa, bất quá khổ vì không có bác giai trận pháp sư hỗ trợ bố trận nếu có bác giai linh hỏa đấu pháp lại thêm một đại trợ lực luyện khí hiệu suất cũng lại cao quá nhiều vương trường sinh pháp quyết vừa bấm định sơn đinh theo lòng đất bay ra tìm nhập ống tay áo của hắn không thấy cái này thượng phẩm thông thiên linh bảo rất không tồi khốn địch lợi khí hắn theo diễm chân thi thể bên trên tìm tới một mai hồng sắc trữ vật vòng tay cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái một mảnh hồng sắc hào quang lướt qua trên mặt đất nhiều một đám đồ vật hắn cẩn thận kiểm tra phát hiện hơn vạn năm linh dược có 40 gốc nhiều, đứng đầu trân quý là ba khỏa cửu u nguyệt liên hạt sen, niên đại cao nhất là hai gốc 6 vạn năm băng phách thảo, trừ cái đó ra, còn có ba đầu bát giai yêu thú thi thể, cực phẩm linh thạch hơn 2000 khối, thượng phẩm thông thiên linh bảo bốn kiện, đều là công kích loại. Tinh hỏa tộc bảo khố bị Trần Nguyệt Dĩnh cướp sạch qua một lần, Diễm Trân thân bên trên không có nhiều cực phẩm linh thạch. Vương Trường Sinh thu hồi Diễm Trân thi thể, đây đối với Vương Thông Thiên tới nói là đại bổ chi vật, hắn bay xuống tại Lưu Ly một trước mặt, ánh mắt lửa nóng, luyện chế mấy bộ phòng ngự loại thượng phẩm thông thiên linh bảo đều không phải là vấn đề, chỉ cần tộc nhân không dẫn tới cửu thiên thần lôi, bắt cửu lôi kiếp không là vấn đề, liền là tâm ma quan. Ung Như Yên kích động nói, có này khoảng mười mấy vạn năm lưu ly một, tộc phía trong hợp thể tu sĩ trùng kích đại thừa kỳ lời nói, bắt cửu lôi kiếp không còn là nan đề, phiền phức là tâm ma quan, trừ cái đó ra, độ đại thiên kiếp cũng lại ung dung không ít. Này khỏa lưu ly một cực lớn tăng cường vương gia nội tình, lấy ra cùng đại thừa tu sĩ trao đổi cũng là quá trân quý vật liệu. Vương Trường Sinh phóng xuất Vương Sâm, lấy ra trận kỳ trận bàn, tế ra vạn linh bình, hiệp trợ Vương Sâm di thực đi này gốc lưu ly một. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thể tìm tới nơi này, dĩ nhiên không phải ngẫu nhiên, tầm yêu kính phát hiện bát giai yêu thú tồn tại, bọn hắn căn cứ chỉ dẫn tìm đến nơi này, phát hiện Diễm Trân, lập tức xuất thủ diệt sát, phu quân, rời khỏi đạo tràng, chúng ta liền đánh tới vạn Diễm Sơn Mạch, diệt đi tinh hỏa tộc xào huyệt, làm sao? Uông Như Yên hưng phấn nói. Tinh hỏa tộc không còn đại thừa tu sĩ, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, đây là thời cơ tốt nhất. Chờ rời khỏi đạo tràng lại nói, ngoại trừ tinh hỏa tộc cùng giả dạ xoa tộc, quản vân giới kim si tộc đại thừa kim lỗi cũng tiến vào đạo tràng, diễm trân cùng hắn luận bàn, không phải là đối thủ của hắn, Này người tu luyện thổ thuộc tính công pháp, ta ngọc cùng la tiêu cũng tiến vào. Vương trường sinh sắc mặt ngưng trọng, loại trừ diễm trân, còn có la tiêu, ta ngọc cùng kim si ba vị dị tộc đại thừa, la tiêu tự nhiên không cần nhiều lời thực lực của hắn còn tại diễm trân phía trên vương trường sinh muốn diệt sát hắn cũng không dễ dàng huống chi còn có một cái tan ngọc cốt tại bọn hắn tách ra hành động đạo tràng như vậy lớn cũng không biết rõ có cơ hội hay không đụng phải dị tộc đại thừa lần này có thể đụng phải diễm trân vận khí rất không tồi đạo tràng như vậy lớn hẳn là sẽ không đụng phải bọn hắn có tầm yêu kính cùng thôn thiên thì là gặp nhau chúng ta cũng có thể sớm phát hiện bọn hắn bọn hắn không đụng tới chúng ta cũng không tệ rồi hôn như yên vừa cười vừa nói lần này có thể đụng phải diễn trân tầm yêu kính lập đại công vương trường sinh gật gật đầu đem vương sâm thu hồi linh thú trạc phóng xuất vương thôn thiên vương thôn thiên hai mắt sáng rõ hướng lấy bốn phía dò xét đông bắc phương hướng 40 vạn dặm bên ngoài có một đầu thất giai khảm ly thú vương thôn thiên chỉ đông bắc phương hướng nói ra nếu là bác giai khảm ly thú tầm yêu kính đã sớm nhắc nhở khảm ly thú đi đi qua diệt nó lấy ra khảm nguyên ngọc vương trường sinh trầm giọng nói có khảm nguyên ngọc lại lộng đến càng không lưu ly thạch, liền có thể lại luyện chế một kiện phá giới bàn. Như Diệp gia, Thạch Kiển tộc, Thiên Nguyệt tộc những này đại thế lực, phá giới bảo vật không chỉ một kiện, Tinh Hỏa tộc trước kia cũng có phá giới bảo vật, bất quá hủy đi. Cửu Nguyên Thương Minh xa xỉ nhất, có vượt giới bảo thuyền, trực tiếp mang lấy một nhóm tu sĩ vượt giới, sau phá giới bàn an toàn hơn, hiệu suất cao hơn. Bọn hắn hướng lấy đông bắc phương hướng chạy đi, thế tất yếu diệt khảm ly thú. Loại trừ linh dược linh mục, nơi này yêu thú tư nguyên cũng quá phong phú, ngoại giới khó gặp yêu thú, nơi này có không ít, cũng không lâu lắm, bọn hắn ngừng lại, xuất hiện tại một tòa cao vạn trượng ngọn núi chân núi, sơn thượng không có một ngọn cỏ, sườn núi có một cái cự đại sơn động. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phóng xuất Vương Thiền cùng Vương Thiền, để bọn hắn đi diệt khảm ly thú, bọn hắn chuyên thương thần hồn, có thể bảo đảm không lại hư hao khảm nguyên ngọc. Vương Thiền cùng Vương Thiền hóa thành hai đạo kim quang, bay vào giữa sườn núi trong sơn động ầm 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 tiếng vang theo động nội truyền ra, cao phong hơi rung nhẹ, nửa khắc đồng hồ không tới, Vương Thiền liền bay ra, trên tay cầm lấy một khối khảm nguyên ngọc. "Chủ nhân, có một tòa thanh cương thần ngọc khoáng mạch, số lượng dự trữ không rõ." Vương Thiền báo cáo. Vương Trường Sinh thu hồi khảm nguyên ngọc, bay vào trong sơn động. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh cùng Vương Thiền bay ra, Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, thể nội truyền ra một trận lốc bốc xương cốt âm hưởng, hình thể tăng vọt, hữu quyền hướng xuống đất đập tới ầm 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 tiếng vang mặt đất sụp xuống xuống dưới xuất hiện một đầu to dài vết trạng vương trường sinh song quyền không ngừng đánh vào mặt đất mặt đất vết trạng càng lúc càng lớn tỉ mỉ quan sát có thể phát hiện vết trạng vây quanh cả ngọn núi thời gian một nén nhang sau một cái cự đại hình tròn khe hở xuất hiện tại chân núi khe hở đem cao phong vây lại có hơn 10 trượng rộng trăm trượng sâu vương trường sinh nhảy vào trong cái khe song quyền khẽ động đập về phía vách đá ầm ầm ầm, ầm tiếng vang cả tòa cao phong đung đưa kịch liệt lên tới hơn phân nửa khắc sau cao phong hướng lấy đông nam phương hướng nghiêng về một tiếng vang thật lớn sau đó cao phong đung đưa kịch liệt một cái ngã xuống khói lửa tràn ngập vương trường sinh có thế không có nhiều thời gian như vậy khai thác thất giai khoáng mạch trực tiếp dùng mang lực đem trọn ngọn núi cao đẩy ngã hắn tế ra vạn hồn phiên đánh vào một đạo pháp quyết vạn hồn phiên tức khắc sáng rõ vòng quanh ngã xuống ngọn núi dạo qua một vòng phun ra một cổ hắc quang bao lại ngọn núi đem hắn thu vào vạn hồng phiên không gian không nhỏ, thu lấy một tòa cao vạn trượng sơn phong không tính là gì. Về đến gia tộc, lại đem cao phong để vào một chỗ bí cảnh, để tộc nhân lại chậm chậm thu thập. Hắn đoán chừng là một tòa cỡ trung thanh cương thần ngọc khoáng mạch, có thể khai thác nhiều năm, tộc nhân bản mệnh pháp bảo luyện vào thanh cương thần ngọc, có thể đề cao uy lực. Cũng chính là thất giai khoáng mạch, bắt giai khoáng mạch liền không có dễ dàng như vậy lấy đi. Chủ nhân thần uy. Vương Thông Thiên quay một câu nịnh nọt, ngu ngơ nhất tiếu. Vương Trường Sinh cười cười, lấy ra một gốc toàn thân hoàng sắc nhân sâm, ném cho Vương Thông Thiên. Vương Thông Thiên nhét vào miệng bên trong, nhai mấy cái, nuốt xuống. Đi thôi. Chúng ta tiếp tục gấp trúc lên đường, tại đạo tràng đóng lại phía trước, tận khả năng thu thập một chút tu tiên tư nguyên, lần tiếp theo đạo tràng mở ra, chưa hẳn có thể đuổi kịp. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, bọn hắn rời khỏi nơi đây, biến mất tại mịt mờ đại sơn bên trong, một mảnh rộng lớn hồng sắc trúc lâm, trên mặt đất lá rụng có mấy xích dày một trận vang dội tiếng nổ đùng đoàn theo chỗ rừng sâu truyền đến đại lượng hồng sắc cây trúc bị cuốn bay đến không trung sau đó hóa thành vô số vụn gỗ sâu trong rừng trúc vương anh kiệt vương thanh phong đổng tuyết ly cùng liễu hồng tuyết đứng tại một khối đất trống sắc mặt của bọn hắn hơi có vẻ tái nhợt cách đó không xa nằm bảy con toàn thân màu đỏ to lớn đại tri xê hu thân thể của bọn chúng tứ phân ngũ liệt không còn khí tức bọn hắn tao ngộ hơn một triệu con vệ long nghĩ quần lưu lại đoạn hậu vệ long nghĩ phân tán truy kích vương gia tộc nhân hơn 10 tên tộc nhân gặp nạn, Cung Thị Minh cũng ngộ hại. Đổng Tuyết Ly cùng Liễu Hồng Tuyết dùng hết thế kiếp bảo vật, liều chết dết ra khỏi trùng vây, báo hỏng một đầu thất giai khôi lỗi thú, cũng cùng tộc nhân phân tán, cuối cùng là giải quyết, may mắn mà có anh Kiệt nắm giữ càng dương huyển mục, không phải vậy chúng ta không có dễ dàng như vậy diệt sát bọn chúng. Đổng Tuyết Ly khẽ thở vào nhẹ nhõm, vừa cười vừa nói. Tuyết Ly lão tổ quá khen rồi, càng dương huyển mục chỉ là để bọn chúng tạm thời xa vào huyễn cảnh, không có thanh phong lão tổ luyện chế bảo vật, cũng khó có thể diệt sát những này yêu trùng. Vương Anh Kiệt khiêm tốn nói. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, tiếp tục đi tới A. À? Hy vọng có thể tìm tới đồ tốt. Vương Thanh Phong trầm giọng nói. Bọn hắn cùng tộc nhân sau khi phân tán, chỉ là tìm tới mười mấy gốc tràng dương thảo, niên đại cao nhất bất quá ba vạn năm, ít lợi không lớn. Bọn hắn thu hồi hồng sắc nhận thi thể, nghỉ ngơi một chén trà thời gian, tiếp tục đi tới. Một ngày sau, bọn hắn đi ra trúc lâm, một đầu sơn cốc hẹp dài xuất hiện ở trước mặt bọn họ sơn cốc hai bên vách đá gập ghềnh mọc đầy rêu vương thanh phong một tay nâng xích mô châu rót vào pháp lực xích mô châu sáng rõ thất giai ngủ lôi thú vương thanh phong hai con mắt sáng lên thanh phong lão tổ ở nơi nào liễu hồng tuyết truy vấn tây bắc phương hướng 15 vạn dặm bên ngoài trong một cái sơn động đi đi qua diệt nó có yêu đan có thể luyện chế ngũ lôi hóa linh đan vương thanh phong trầm giọng nói bốn người bọn họ hướng lấy tây bắc phương hướng tiến tới. Bọn hắn dừng ở một mảnh sau lộn cây mặt, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía nơi xa một tòa nguy nga đỉnh núi cao, chân núi có một cái cự đại sơn động, bố trận, dụ sát này yêu. Vương Thanh Phong phân phó nói. Liễu Hồng Tuyết lấy ra trận kỳ trận bàn, bắt đầu bố trận. Bố trí tốt trận pháp, Đổng Tuyết ly tay phải dương lên, một tấm hoàng quang thiểm thức phù triện rời khỏi tay, đánh vào một đạo pháp quyết, phù triện sáng lên chướng mắt hoàng quang, hóa thành một tên dáng người thức tha váy vàng thiếu nữ, Bên ngoài thân phù văn chấp động, đây là một tên hợp thể kỳ phù binh, tinh thông thổ hệ thần thông. Động tuyết ly mi tâm bay ra một đạo bạch quang, lặn vào váy vàng thiếu nữ đầu không thấy, váy vàng thiếu nữ hai mắt chuyển động lên tới, hướng lấy sơn động bay đi. Vương Thanh Phong bốn người thi pháp giấu đi, chờ ngủ lôi thú hiện thân. Phù binh bay vào trong sơn động, truyền ra một trận đinh tai nhất ốc tiếng nổ đùng đoàn, cũng không lâu lắm, một thanh âm vang lên thấu thiên địa tiếng sấm vang lên mặt đất tùy theo rất nhỏ lắc lư một cái ầm ầm tiếng nổ đùng đoàn theo trong sơn động truyền ra ngay sau đó mặt đất nâng lên một cái cự đại đống đất nhanh chóng hướng lấy lộng cây di động một đoàn ngũ sắc lôi quang ở giữa không trung sáng lên hiện ra một đầu hình thể to lớn ngũ lôi thú quanh thân bị vô số ngũ sắc hồ quang điện bao vây lấy ngũ lôi thú vừa hiện thân hàm dưới một tấm một đạo thô to ngũ sắc thiểm điện bắn ra thẳng đến đống đất mà đi một tiếng vang thật lớn đống đất bị ngũ sắc thiểm điện bắn trúng ngũ lôi thú đang muốn thi triển cái khác thần thông, mặt đất sinh ra một cổ cường đại trọng lực, thân thể của nó không bị khống chế hướng địa hạ rơi, đồng thời mặt đất dâng lên một mảng lớn kim sắc hỏa diễm, nhiệt độ cao dọa người. Hơn ngàn đạo kim quang phá đất mà lên, hướng lấy không trung bay đi, ngũ lôi thú ý thức được không tốt, đang muốn tránh đi, một tiếng nam tử tiếng hét lớn vang lên, tại phương viên mấy vạn dặm quanh quẩn không dứt. Ngũ lôi thú thân thể rung rẩy một cái, chờ nó lấy lại tinh thần, một cái cự đại màn ánh sáng màu vàng tùy theo hiển hiện, hiện đưa nó bao lại, màn ánh sáng màu vàng ngoài mặt có một cái kim sắc hỏa nha đồ án. Kim nha phần thiên trận. Trận kỳ là dùng hơn 10 vạn năm kim ô một luyện chế mà thành, hơn nửa luyện vào một đầu thất giai kim diễm nha tinh hồn. Vương Thanh Phong bốn người vừa hiện mà ra, trên tay bọn họ đều cầm một mặt kim quan thiểm thước trận bàn, mỗi cái đánh vào mấy đạo pháp quyết, màn ánh sáng màu vàng phía trong kim sắc hỏa diễm phóng đại, hư không hiện ra từng mai từng mai kim sắc hỏa nhận, chém về phía ngũ lôi thú. Ngũ lôi thú bên ngoài thân lôi quang phóng đại, vô số đạo thô to ngũ sắc thiểm điện quét sạch mà ra đánh tan đánh tới kim sắc hỏa nhận bất đắc dĩ kim sắc hỏa nhận số lượng rất nhiều sinh sôi không ngừng thẳng đến ngũ lôi thú mà đi vương thanh phong bốn người điều khiển trận pháp công kích ngũ lôi thú hơn phân nửa khắc sau kim sắc hỏa diễm che mất ngũ lôi thú truyền ra một trận thê lương tiếng thú gào vương thanh phong bốn nhân pháp quyết biến đổi mỗi cái đánh vào một đạo pháp quyết mặt đất kim sắc hỏa diễm đột nhiên ngưng lại hóa thành một bã dài hơn ngàn trượng kim sắc hỏa nhận chém về phía ngũ lôi thú một tiếng thê lương tiếng thú gào vang lên ngũ lôi thú đầu lăn xuống trên mặt đất một đầu mini ngũ lôi thú ly thể bay ra bị một cổ hồng sắc hào quang bao lại cuốn vào một cái hồng sắc bình ngọc không thấy bộ này kim nha phần thiên trận cũng quá lợi hại đi thất giai thượng phẩm ngũ lôi thú cũng không phải đối thủ liễu hồng tuyết tán dương kim ô một thế nhưng là thập đại thần một chi nhất dùng kim ô một luyện chế trận kỳ há lại là một loại thất giai trận pháp có thể so sánh uy lực lớn một chút cũng rất bình thường vương thanh phong vừa cười vừa nói Nghe nói linh tộc có một khỏa huyết nguyệt tiên thụ, có thể lưu xuất thần huyết, phối hợp trận pháp không ngừng chế tạo ra linh tộc tu sĩ, đạo tràng sẽ có hay không có hơi đặc biệt linh mục. Đổng Tuyết Ly hiếu kỳ nói. Vương Anh Kiệt cực đầu nói, hẳn là có, liền nhìn chúng ta có hay không cái kia vận khí. Bọn hắn triệt bỏ trận pháp, kim sắc hỏa diễm tán đi, mặt đất một mảnh cháy đen, ngũ lôi thú biến thành một bộ xác chết cháy, thân bên trên tán phát ra đốt cháy khét mùi, đầu rơi tại cách đó không xa. Vương Anh Kiệt mở ra ngũ lôi thú bụng, đưa bàn tay thâm nhập bụng, một trận tìm tòi, chạy ra một khỏa ngũ sắc lôi cầu cùng một khỏa ngũ sắc viên châu, viên châu ngoài mặt có một ít thiểm điện một dạng hoa văn, tự nhiên mà thành. Bọn hắn nếm thử dùng lôi thuộc tính bảo vật công kích viên châu, xác nhận là hấp lôi châu. Thất giai thượng phẩm hấp lôi châu, chúng ta phát a. Vương Anh kiệt kích động nói, khỏa này hấp lôi châu luyện vào trận pháp, để dùng cho bọn hắn độ đại thiên kiếp, hiệu quả khẳng định rất không tồi. Nơi này khẳng định còn có không ít đồ tốt, đi, đi địa phương khác nhìn xem, khó được tới một chuyến, chuẩn bị nhiều hơn một chút đồ vật trở về. Vương Thanh Phong trầm giọng nói, bọn hắn thu hồi ngủ lôi thú thi thể, rời khỏi nơi đây. Một mảnh rậm rạp màu đen rừng cây, ba nam một nữ bốn tên tinh hỏa tộc chậm rãi tiến lên, cầm đầu là Diễm Vân Nhi, bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng bọn hắn cùng phần lớn đội ngũ phân tán, riêng phần mình phá vây, hơn hai vạn dặm bên ngoài, một đầu sơn cốc hẹp dài bên trong, Vương Xuyên Minh bốn người chậm rãi tiến lên, Vương Xuyên Minh một tay nâng tầm linh châu bọn hắn một mực đi theo tinh hỏa tộc tu sĩ đằng sau đi con đường đều là tinh hỏa tộc đi qua tương đối an toàn tinh hỏa tộc lúc đầu có 7 người hiện tại chỉ còn lại có bốn người tinh hỏa tộc bằng đang giúp bọn hắn gỡ địa lôi chờ tinh hỏa tộc tu sĩ số lượng ít hơn nữa một chút bọn hắn liền có thể động thủ a à, dạ xoa tộc tu sĩ vương xuyên minh khẽ a lên một tiếng nhướng mày dạ xoa tộc có bao nhiêu người vương nhất băng mở miệng hỏi một người tu vi không rõ Vương Xuyên Minh đúng sự thực nói ra, trên mặt lộ ra cảm hứng thú biểu lộ. Động phủ. Vương Xuyên Minh sầm mặt lại. Vương Đạo Hữu, ngăn cách xa như vậy, làm sao ngươi biết bọn hắn nói cái gì? Lam Phúc không nghi ngờ nói. Ta hiểu môi ngữ. Vương Xuyên Minh giải thích nói, thân vì ám đường đường chủ, hắn chẳng những biết được môi ngữ, dị tộc ngôn ngữ văn tự, phong thổ nhân tình cũng hiểu không ít, không phải vậy làm sao dò la tình báo, nằm vùng nhân thủ. Bọn hắn nói chuyện tốc độ quá nhanh, Ta không biết rõ bọn hắn nói tiếp cái gì, nhưng bọn hắn lặp đi lặp lại nhắc tới động phủ, hẳn là là phát hiện của tu sĩ động phủ. Vương Xuyên Minh khẳng định nói, có không ít tu sĩ chết tại đạo tràng, có lẽ là tiền nhân lưu lại động phủ. Vương Nhất Băng phân tích nói, chúng ta tiếp tục đi theo đám bọn hắn chính là tỉnh quan kỳ biến. Vương Xuyên Minh đề nghị, Vương Nhất Băng ba người gật gật đầu, đều không có có ý kiến. Rừng rậm bên trong, Diễm Vân Nhi cùng ba sơn nói cái gì đó, sắc mặt ngưng trọng đại thừa tu sĩ động phủ. Ngươi xác định. Diễm Vân Nhi nhíu mày nói ra. Khẳng định là đại thừa tu sĩ động phủ, ba người chúng ta công kích nửa ngày, cấm chế cũng không có phá vỡ dấu hiệu, bất quá có một đầu thất giai thượng phẩm lục nhãn sa chu, khó đối phó, ta cùng tộc nhân phân tán đào mệnh, cũng không biết rõ bọn hắn thế nào, ta chờ bọn hắn quá lâu, cũng không có đợi đến bọn hắn, kết quả chờ đến các ngươi. Ba Sơn sắc mặt ngưng trọng. Đạo tràng quá lớn, hắn tìm không thấy tộc nhân của mình, đành phải cùng tinh hỏa tộc tu sĩ hợp tác hắn cố tình nói láo để diễm vân nhi nghĩ lầm có dạ xoa tộc tu sĩ thoát thân dạng này diễm vân nhi muốn đối hắn động thủ cũng lại kiên kỵ đã như vậy vậy chúng ta cùng một chỗ đi diệp lục nhãn sa chu phá cấm đoạt bảo diễm vân nhi đề nghị ba sơn miệng đầy đáp ứng tự mình dẫn đường nửa ngày sau bọn hắn xuất hiện tại một cái ba mặt núi vây quanh cự hình bên ngoài sơn cốc sắc mặt ngưng trọng lục nhãn sa chu ngay tại cốc phía trong trong một cái sơn động nó nắm giữ hóa đá thần thông khó đối phó. Ba Sơn chỉ cự hình sơn cốc nói ra. Diễm Vân Nhi gật gật đầu, lấy ra trận kỳ trận bàn bố trận. Bố trí tốt trận pháp, Diễm Vân Nhi xông lên một tên gián người khôi ngô hoàng sam đại hán phân phó nói, "Hoàng Diễm, ngươi đi đem Lục Nhãn Sa Chu dẫn ra, cẩn thận một chút." Ba Sơn khẽ thở vào nhẹ nhõm, hắn còn nghĩ đến làm sao cự tuyệt đâu, hắn cũng không nguyện ý đi dẫn dụ Lục Nhãn Sa Chu, vạn nhất Diễm Vân Nhi bốn người đem hắn cũng vây ở trong trận pháp, vậy phải làm thế nào cho phải? hoàng sam đại hán lên tiếng hóa thành một đạo hoàng sắc trường hồng bay vào cốc phía trong diễm vân nhi bốn người thi pháp trốn đi cũng không lâu lắm cốc nội truyền ra một tiếng đinh tai nhất ốc tiếng oanh minh mơ hồ trộn lẫn hết thảm một tiếng một đoàn ngọn lửa màu vàng tại cốc bên ngoài sáng lên hiện ra hoàng sam đại hán thân ảnh đùi phải của hắn không cánh mà bay sắc mặt tái nhợt mắt bên trong đều là vẻ sợ hãi hắn vừa mới hiện thân một cổ cường đại trọng lực lăng không hiển hiện thân thể của hắn không bị khống chế hướng xuống đất rơi xuống đồng thời một mảng lớn mảnh khảnh hoàng sắc tơ nhện bắn ra, thẳng đến hoàng sam đại hán mà đến. Hoàng sam đại hán vội vàng tế ra một mặt hoàng quang thiểm thức thuẫn bài, chặn lại hoàng sắc tơ nhện, hai đạo hoàng quang theo cự hình trong sơn cốc bay ra, đánh trúng vào hoàng sắc thuẫn bài, thuẫn bài nhanh chóng hóa đá. Hoàng sắc tơ nhện quấn quanh đến cùng một chỗ, biên chức thành một cây hoàng quang thiểm thước trường thương, đánh vào thuẫn bài phía trên, thuẫn bài tứ phân ngũ liệt, hoàng sắc tơ nhện cuốn lấy hoàng sam đại hán. Hoàng Sam Đại Hán vội vàng phun ra một cổ ngọn lửa màu vàng, đáp xuống tơ nhận phía trên, tơ nhận hoàn hảo không chút tổn hại. Diễm Vân Nhi bốn người vội vàng hiện thân, xuất thủ công kích lục nhãn sa chu. Hơn một vạn dặm bên ngoài, Vương Xuyên Minh bốn người đứng tại một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ, Vương Xuyên Minh một tay nâng tầm linh châu, quan sát tình huống. Bọn hắn dẫn dụ lục nhãn sa chu thất bại, xuất thủ công kích lục nhãn sa chu. Vương Xuyên Minh nói khẽ, có thể tìm tới động phủ vị trí, hoặc là linh dược. Lam Phúc không mở miệng hỏi, cũng không phát hiện chờ bọn hắn phá tấm đoạt bảo đi ra chúng ta lại diệt bọn hắn a à. vừa vặn thu lưới vương xuyên minh hưng phấn nói còn may bọn hắn không có xuất thủ diệt sát đối phương một tên tinh hỏa tộc bị lục nhãn sa chu diệt sát lục nhãn sa chu cũng quá lợi hại đi vương xuyên minh kinh ngạc nói nếu là có trứng trùng hắn cân nhắc tự dưỡng một đầu lục nhãn sa chu lục nhãn sa chu nếu là không có thực lực xếp hạng cũng sẽ không như thế gần phía trước vương nhất băng vừa cười vừa nói cự hình sơn cốc trong diễm vân nhi bốn người đứng trên mặt đất một tên dáng người mập lùng kim bào lão giả sắc mặt tái nhợt cánh tay phải không cánh mà bay lục nhãn sa chu té xuống đất thân thể bị chém thành hai nửa bọn hắn năm người liên thủ diệt sát lục nhãn sa chu còn bị lục nhãn sa chu diệt sát một người trọng thương một người càng là phế đi hai kiện trung phẩm thông thiên linh bảo lục nhãn sa chu hóa đá thần thông quá lợi hại một tên thân hình cao lớn thanh sam đại hán đeo lên găng tay theo thi thể bên trong tìm tới mười mấy khỏa hoàng sắc trứng trùng mang về tộc phía trong bồi dưỡng, hy vọng có thể bồi dưỡng được thất giai lục nhãn sa chu. Diễm Vân Nhi phân phó nói. Nàng tay phải dương lên, mấy viên hồng quang thiểm thước viên châu hướng lấy bốn phía bay đi. Ba Sơn nhướng mày, hỏi, Diễm tiên tử, ngươi đây là ý gì? Đây là kỳ cảnh châu, có người tới gần chúng ta có thể phát hiện. Diễm Vân Nhi giải thích nói. Đạo tràng như vậy lớn, đụng phải cái khác người tỷ lệ quá thấp, ngươi vẫn là nhận lấy đi. Miễn cho hiểu lầm. Ba Sơn nhíu mày nói ra, Ai biết Diễm Vân Nhi tế ra chính là phải không khốn nịch bảo vật, động phủ có trọng bảo lời nói, liền xuống tay với hắn. Diễm Vân Nhi liễu mi nhíu một cái, nghĩ nghĩ, vẫn là thu hồi kỳ cảnh châu. Bọn hắn thu hồi lục nhãn sa chu thi thể, hướng lấy sơn động đi đến. Cũng không lâu lắm, bốn người liền xuất hiện tại một cái có mẫu lớn động cuộc bên trong, ba sơn chỉ nào đó mặt gập gần vách đá, mở miệng nói ra, chính là chỗ này, đồng loạt ra tay công kích nơi này, bọn hắn hoặc thôi động pháp tướng, hoặc điều khiển bảo vật, công kích vách đá ầm ầm tiếng nổ đùng đoàn vang lên sau một đạo dày đặt màn ánh sáng màu vàng vừa hiện mà ra bọn hắn vội vàng gia tăng công kích lực độ ngoài vạn dặm một mảnh hoàng sắc rừng lá phong vương xuyên minh bốn người đứng tại một khỏa cây phong ở dưới sắc mặt ngưng trọng bọn hắn ngay tại phá cấm đoạt bảo diễm vân nhi phía trước tế ra kỳ cảnh châu dạ xoa tộc tu sĩ nói với nàng gì đó nàng thu hồi đi vương xuyên minh hưng phấn nói đi chúng ta tìm nhập bên ngoài sơn cốc chờ bọn hắn nhất cử diệt đi bọn hắn Vương Nhất Băng hưng phấn nói, nàng tế ra một đầu ngô công khôi lỗi, đánh vào một đạo pháp quyết, ngô công khôi lỗi bụng hiện ra một đạo lớn gần trượng lối vào, bọn hắn chui vào, lối vào khép lại. Ngô công khôi lỗi chui vào lòng đất, biến mất không thấy. Cự hình sơn cốc bên trong truyền ra một trận vang dội tiếng nổ đùng đoàn, mặt đất rất nhỏ đung đưa, một ngày trôi qua, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, sơn động nổ bể ra tới, một đạo thô to hoàng quang phóng lên tận trời, mười phần bắt mắt. Diễm Vân Nhi bốn người ngắm nhìn một cái hơn trăm trượng lớn đơn sơ thạch thất, ánh mắt lửa nóng. Trong thạch thất có một bộ nhân hình hài cốt, hài cốt hất lên một kiện tàn phá hoàng bào, toàn thân màu đen, xương ức đều đứt gãy, xương đầu cũng có vết trạng, khi còn sống hiển nhiên bị thương nặng, bên phải xương tay mang theo một mai hoàng quan thiểm thước trữ vật vòng tay. Diễm Vân Nhi há mồm phun ra một cổ xích sắc hỏa diễm, đáp xuống nhân hình hài cốt trên thân, hài cốt hôi phi yên diệt, xích sắc hỏa diễm bao vây lấy hoàng sắc trữ vật vòng tay, không có bất cứ dị thường nào, thần trí của bọn hắn mở rộng cẩn thận dò xét cũng không có phát hiện dị thường